Trải qua gió sương phong ba bụi trần, hãy bước lại sau những năm tháng mệt nhoài, cứ vui tươi cười hoài, đời giống như bức tranh thêm màu xanh tươi. Đoạn đường kia phù lắm trong gai, gió xưa vui bờ tương lai đang chờ, thì anh xin nguyện yêu em dù có thế nào. Ngàn hôn hoa đã khắp những gian đã khi nhẹ nhàng chờ em đến. Xin chào tất cả các bạn yêu quý và các em thân mến. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ học tiết số 2 trong phần học về cấp số cộng. Các em yêu quý, trong tiết học trước thì thầy trò chúng ta đã được tìm hiểu về cái nội dung, về cái phương pháp trọng tâm, về các cái lý thuyết rồi đúng không? Cũng như là các cái ví dụ minh họa thầy đã đưa ra rồi. Hôm nay các bạn và các em sẽ cùng một lần nữa sẽ phân dạng bài tập phần cấp số cộng cho thầy, và chúng ta sẽ chốt các cái kiến thức thông qua đó luôn nhé. Thầy cũng dặn dò luôn là cái phần này có thể là cũng có rơi vào trong ôn thi học kỳ, cũng như là về sau mà thi trung học phổ thông quốc gia thì người ta cũng sẽ có hỏi đến đấy, ít nhiều người ta cũng sẽ hỏi mà đó. Thế nên là ngoài học những cái phần mà những cái câu hỏi cơ bản thì em cũng cố gắng tìm hiểu và xem hộ thầy thêm trong cái phần này chúng ta sẽ có thêm những cái dạng bài tập gì mới, nhớ chưa nào? Và hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung của tiết học số 2 ngay bây giờ các em nhé. Các bạn các em thân mến, bây giờ thầy trò chúng ta cùng bước vào phần B lớn, các dạng bài tập về cấp số cộng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng phân dạng bài tập với thầy. Thầy chia cái phần bài tập này ra thành rất nhiều dạng, rất là hay. Có thể kể đến như là một dạng là chứng minh một dãy số nào đó là cấp số cộng. Cái dạng thứ hai đó là tìm các cái đại lượng, các cái thông số của cấp số cộng. Thí dụ như là số hạng đầu, không sai, hoặc là có thể tìm số số hạng, hoặc là tính tổng, đúng không? Coi như cái thứ hai mình gọi là các cái dạng bài về tìm thông số đi, cũng như là các yếu tố của cấp số cộng. Cái số 3 là thầy sẽ đưa ra cho các em cái dạng bài đó là cái dạng mà áp dụng các cái tính chất mà của ba số hoặc là nhiều số khi lập thành một cấp số cộng ấy. Các dạng bài toán về cái bài đó là 3, 4 hoặc 5 số gì đó, một số lượng số nào đó lập thành một cấp số cộng và đòi hỏi những cái điều kiện là gì. Đó, đấy là cái thứ ba. Ngoài ra thì trong cái dạng này nó còn có thêm cái phần đó là có những cái phương trình nhé. Người ta sẽ gắn cái tham số M vào đây và người ta sẽ hỏi các em đó là tìm tham số M để phương trình bậc 3 hoặc là bậc 4 có 3 hoặc 4 nghiệm phân biệt mà lập thành một cấp số cộng. Đây là cũng là một trong những cái dạng rất là hay mà về sau có thể hỏi trong ôn thi trung học phổ thông quốc gia. Đó. Ngoài ra thầy còn dạng 5, dạng 6 nữa, đó chính là các bài liên quan đến tính tổng, cũng như một số bài liên quan đến chứng minh hệ thức hoặc là tìm công thức tổng quát của dãy số thông qua việc áp dụng cấp số cộng. Đấy mới là càng những dạng về sau mới là những cái dạng hay, có thể thấy nó như thế. Và trong phần ngày hôm nay chúng ta sẽ được giải quyết hết tất cả các cái phần này một cách đa dạng. Điều này thầy đã phải tổng kết và tìm tòi rất nhiều tài liệu sách vở để đưa đến được cái phần này. Thật sự là để làm được những cái điều này nó khó lắm đấy nhá, được chưa? Và tất cả những dạng này thầy đều dạy kỹ đầy đủ, nên mọi người các em cố gắng để ý vào giúp thầy, được chưa nào? Những dạng đầu tiên sẽ rất là dễ. Chúng ta có dạng 1, chứng minh một dãy số là cấp số cộng, hay nói ngắn gọn đó là chứng minh một cấp số cộng. Các em sẽ dựa vào cái phương pháp làm bài rất đơn giản. Các em đều biết rằng với cái cấp số cộng ấy thì số hạng đi sau sẽ luôn luôn là bằng số hạng đi trước cộng với một đại lượng không đổi là D. Như vậy chúng ta lấy số hạng sau trừ số hạng trước, U thứ N cộng 1 trừ đi U thứ N thì phải luôn ra một cái hằng số D không đổi. Nếu D là hằng số không đổi thì UN là một cấp số cộng với D là không sai luôn. Nếu như chúng ta xét hiệu này mà D không ra hằng số, mà D có thể là chứa biến. Đây, D là một cái biểu thức mà nó chứa biến N. Rút gọn ra nó không ra hằng số, nên chúng ta không biết được là có phải cấp số cộng hay không. Thì chúng ta kết luận lúc ấy nó không phải. Các em nhớ nhá. Đó.
chứng minh là cấp số cộng rất đơn giản thôi. Và một trong những cái cách làm sử dụng phản chứng nữa đó là các em có thể lấy khoảng cách giữa các số sau chứ trước, em lấy U2 chứ U1 và em lấy U3 chứ U2 để chắc chắn hai cái này khác nhau. Khi mà các em có thể chuyển vế sang ấy, thì bản chất khi em chuyển vế sang này thì chính là các em thu được U1 cộng U3 nó sẽ khác hai lần U2. Cái tính chất này mà không được thỏa mãn thì chắc chắn là đây không phải là cấp số cộng. Vì các em biết là khi mà là cấp số cộng ấy thì các số hạng nó có một cái quy luật nó rất là đều nhau. Nên cái số ở giữa ấy, nó luôn luôn bằng trung bình cộng của hai hàng xóm hai bên, cách đều nhà mình mà, chúng ta học định lý hàng xóm rồi ở trên tiết trước của thầy. Thế chỉ cần thỏa mãn không thỏa đây này, nó không thỏa mãn tính chất này một cái là coi như là chúng ta đã có thể, đây là một cái ví dụ phản chứng để chứng tỏ nó không phải là cấp số cộng luôn. Em đã rõ chưa? Chỉ cần dùng ba số thôi, chưa cần phải dùng nhiều, nó đã bất quy tắc rồi. Ví dụ như thế. Đấy, như vậy là xét hiệu này rất là dễ. Bây giờ các em sẽ cùng vào làm bài tập. Chúng ta sẽ có cái bài 1. Xét xem trong các dãy số UN sau đây thì dãy nào là cấp số cộng. Chứng minh, tức là phải xét hiệu rõ ràng ấy, chứ không phải đoán mò đâu nhá. Và tìm số hạng đầu và công sai của mỗi cấp số cộng ấy khi mà chúng ta đã chứng minh được. Ở đây chúng ta có 5 ví dụ. Đây, nhìn rất rõ đúng không? Chúng rất là khác nhau đấy. Thầy cho rất nhiều dạng khác nhau. Và cái cuối cùng là thầy tổng kết luôn. Đó, các em thân mến, chúng ta đều biết rằng là cái cấp số cộng ấy, sau khi rút gọn xong thì luôn luôn đưa về cái dạng kiểu bậc nhất. AN cộng B. Đúng không? Trong đó N là nguyên dương. Đúng, đúng chuẩn. Như vậy, nhìn vào bằng mắt thường là thầy có thể đoán ra được là có một số cái cấp số cộng ở đây. Ví dụ như là câu A, câu E. Thế câu B nhìn không phải rồi. Cái kiểu có chứa mũ N này là về sau nó không phải cấp số cộng rồi. Nó hoặc là cấp số nhân hoặc là một cái cấp gì đó chứ chưa chắc đã là cấp số cộng như trường này. Được chưa? B là không phải. Nhưng C có thể ngầm định được trước là mới đầu thì nó là bậc 2, nhưng sau khi các em rút gọn xong nó mà quay về bậc nhất thì nó cũng là cấp số cộng. Đấy là một cái mẹo nữa chúng ta nhìn nhanh. Nếu người ta cho ở dạng thức truy hồi thì các em phải chú ý, trong hệ thức truy hồi phải thể hiện được tính chất đó là sau trừ trước bằng hằng số. Nếu không thể hiện được tính chất sau trừ trước bằng hằng số thì dãy số truy hồi này chúng ta cũng bỏ, không thỏa mãn. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng chữa từng câu một. Câu A, 3N trừ 1. Nhìn là biết rồi. Bài này thầy, bạn nào mà đã học kỹ từ phần dãy số và tiết học số 1 trong cấp số cộng hôm trước thì em đã khẳng định được chắc chắn đây 100% cấp số cộng rồi. Như bạn ấy bảo thầy ơi, có cấp số trừ không? Không. Nếu mà cấp số này mà với công sai của chúng ta là một số âm thì rất có thể là cái dãy số này giảm nhưng vẫn gọi là cấp số cộng, chứ không có chơi kiểu gọi là cấp số trừ. Hay mấy kia lại bảo thầy ơi, có cả cấp số chia cũng rồi. Không có cái phép toán nào tên là trừ với cả chia ở đây cả, mà nó chỉ là cộng với số âm hoặc nhân với nghịch đảo thôi, thì chứ ai lại còn chơi cái cấp số trừ nữa. Được chưa? Chả qua cái D của nó âm thôi thì người ta hiểu trong trường hợp ý nó chia ra hai cái trường hợp. Chứ lại bảo thầy ơi, có cả trường hợp cấp số trừ không phải đâu nhá. Xét hiệu. Người đi sau trừ người đi trước. Đây, nơi nào có N ta thay bằng N cộng 1 vào. Chỗ này trừ đi UN thì chúng ta đổi dấu đi. Cái này làm hơi nhiều từ hồi xét tính tăng giảm rồi. Khi kem rút đi thì 3N trừ 3N mất. Trừ 1 cộng 1 mất, các em chỉ còn có vừa đúng 3. Bao giờ cái công sai nó cũng là cái hệ số A này này. Chúng ta biết thừa rồi. Cái công sai luôn luôn là cái hệ số A này này. Như vậy, do 3 là hằng số nên đây hẳn là cấp số cộng. Công sai là bằng 3. Còn U1 là bằng 2. Các em thay 1 vào đây. Làm có U1 ngay. Muốn khẳng định một dãy số là cấp số cộng thì ngoài xét hiệu xong thì bạn phải tìm đầy đủ hai thông số. Vì việc xác định một cấp số cộng thông qua việc chính là xác định hai cái thông số quan trọng này này. Thế câu này ổn nhá. Ok, câu A là xong. Mời các em tiếp tục đến với câu B. Cái dễ hiểu không? 3 là hằng số. Dễ quá. B nhá. Nhìn này, chúng ta đã thấy là cái này nó không giống cấp số cộng rồi. Chúng ta chứng minh. Xét hiệu sau trừ trước, nơi nào có N ta thay bằng N cộng 1 trước, sau đó ta trừ đi cả cái bác này, ta đổi dấu đi cho đẹp nhá. Thì em nhìn trừ 1 cộng 1 là mất. Thầy bảo này, 2 mũ N cộng 1 ta tách ra thành 2 nhân 2 mũ N. 2 nhân 2 mũ N trừ đi một cái bác 2 mũ N. Như vậy là 2 quả táo trừ đi một quả táo là còn vừa đúng một quả táo. Đấy, trừ đi nhau nó lại không phải là ra hằng số mà nó lại ra một cái biểu thức chữ N mới sợ chứ. Đúng không? Thế thì biết được cái này là hằng số hay không?
không khẳng định được. Kết luận đây là không là cấp số cộng. 2n không phải là hàng số. Đúng không? Xin nhắc lại, tách mũ hết ra, 2 lần 2 mũ n trừ đi 1 lần 2 mũ n là còn 2 mũ n. Nhiều bạn đã không biết trừ là dễ sai. Chỗ này tính toán là sao cho khéo. Nhớ chưa? Rồi. Nghĩa câu B là xong, rất ổn và ok. Thầy trò chúng ta đến với câu C. Đây, những cái biểu thức có chứa các cái mũ cao hơn thì bước đầu tiên là các em nên rút gọn đi một tí. Biết đâu nó lại quay về bậc nhất thì sao? Thì rút đi, chúng ta phá hẳn thức ra. Thì chúng ta sẽ thấy là khi phá hẳn thức thì hai cái n bình nó mất rồi. Mình phải đoán trước trong đầu như thế chứ em mà khẳng định luôn đây không phải là thôi em sai tuét tuyệt loe rồi. Rút gọn đi nó đúng quay về 2n cộng 1 thì nó hẳn đây cấp số cộng, quá chuẩn. Xét hiệu sau trừ trước thì đúng ra công sai. Cái này đoán ra trước rồi, công sai là 2. Và số hạng đầu chắc chắn là bằng 3, kem thay 1 vào đây. Khi xét hiệu nó ra hằng số mà, nên chúng ta khẳng định được điều này, công sai là 2. Số hạng đầu thay 1 vào đây là 3. Mấy kia nhá, làm trắc nghiệm em làm luôn. Em nhẩm luôn trong đầu. Đây, công sai 2. U1 bằng bao nhiêu, thay 1 vào đây luôn. Ui giời ơi, quá thông minh. Nhớ chưa? Nhưng mà phải rút gọn được đi đã nhá, không là không biết gì đâu. Câu C là xong. Thế cho ta làm câu D. Câu D người ta cho một cái hệ thức truy hồi. Số hạng đầu bằng 3. Người đi sau bằng 1 trừ đi người đi trước. Với n lớn bằng 1. Có nghĩa ý muốn nói rằng là U2 ấy là bằng 1 trừ đi U1 ấy, kiểu như thế. Thế bây giờ chúng ta cần phải xem theo đúng tính chất truy hồi. Thì sau trừ trước nó phải ra một đúng một hằng số. Ở đây người ta có cho thông tin về sau trừ trước không? Thầy phát hiện ra là nó không giống. Thầy phát hiện ra là từ thông tin này, từ giả thiết truy hồi này, thầy chuyển vế sang thì thầy lại thu được là UN cộng 1 cộng UN bằng 1. Thầy cảm giác thấy có vẻ nó không liên quan lắm đến hệ thức của cấp số cộng. Cấp số cộng là sau trừ trước cơ mà. Nếu mà cho hai số liền nhau cộng lại bằng 1 thì nó ra một cái cấp số gì đó chứ nó không hẳn liên quan gì đến cấp số cộng cả. Đúng không? Nhưng thầy đã biết là không liên quan lắm rồi. Nếu bây giờ mà người ta lại cho là UN cộng 1 trừ UN bằng 1 cơ thì thầy lại suy ra à cấp số cộng với công sai bằng 1, đoán ra ngay. Định lừa thầy ấy mà. Thế thì chúng ta một lần nữa, nếu như mà em chưa chắc chắn lắm, em có thể tính ba số hạng đầu rồi dùng phản chứng. Trong đầu khi mà em đã nghi ngại không phải rồi thì em sẽ dùng phản chứng. Ba số hạng đầu cho em là 3, âm 2 rồi lại 3. Rất nhiều bạn còn khẳng định: thưa thầy, em thấy cái bọn này nó cách đều nhau. Em cứ nghĩ rằng đây cấp số cộng, không phải đâu. Cách đều nhau thì cũng chưa chắc đã là cấp số cộng, xin nhớ điều này. Mà nó phải sắp xếp theo trình tự, nó phải tăng dần hoặc là nó phải giảm hẳn cơ. Em nhìn này, nhiều bạn bảo: thưa thầy, ba số này em có cảm giác là hai cái này nó cứ như cách đều nhau. Liệu phải cấp số cộng? Không phải. Được chưa? Chúng ta lấy thử sau chứ trước mà xem. Hoặc là chúng ta thử lấy đầu cộng cuối xem có bằng hai lần giữa không. Thì xin lỗi các em, không đúng. Đầu cộng cuối là 3 cộng 3 bằng 6. Mà 2 lần giữa thì nó ra âm 4. Nó chả liên quan, đúng không? Như vậy chúng ta có thể dùng tính chất ý. Hoặc là lấy tính chất sau trừ trước liên tiếp. Tính chất 3 trừ 2 khác hẳn tính chất 2 trừ 1. Hoặc là các em chuyển vế giống như trong phần định nghĩa phương pháp lúc đầu thầy có nói. Em chuyển vế sang thì 1 cộng 3 không thể bằng 2 lần 2 trong trường hợp này được. Nên mình biết mà đây không phải là cấp số cộng, đúng không? Nhưng mà thầy xin nhắc lại một lần nữa nhé, không phải cứ cái gì mà các số hạng cứ cách đều nhau như thế này, như là 1, 3, 5, rồi lại bỏ 3, 1. Đừng có nói với thầy đây cấp số cộng, không thể sai tuét tuyệt loe đấy. Nếu người nào chỉ khẳng định mỗi các số hạng mà có tính chất cứ cách đều nhau một khoảng không đổi thì đấy chưa chắc là đúng. Khoảng cách thì đâu nhất thiết cứ phải sau chứ trước, khoảng cách nhỡ người ta đi trước thì sau thì chả sao. Phải khoảng cách cẩn thận. Có những cái trường hợp nếu em chỉ nói khoảng cách đơn giản như thế này này thì có những người bảo đây cũng 2, đây 2, đây 2, đây bằng nhau. Được chưa? Nếu chuẩn hẳn ta phải nói khoảng cách được quy ước là sau trừ trước, tức là người đi sau đúng bằng người đi trước cộng thêm một đại lượng không đổi. Chứ nếu mà em cứ chỉ nói mỗi cách đều không thì đây cũng cách đều. Nhưng đây không phải cấp số cộng. Được chưa? Cẩn thận đi nhá. Đây cũng cách đều nên chuẩn hẳn là phải người đi sau trừ đi người đi trước luôn không đổi, nói thế mới là đúng. Chứ nói cách đều không á, chưa chắc. Nhớ nhá, cái này suy ngược lại nói cách đều không đúng đâu. Nhiều bạn tính ra, hay là cái dãy này âm 1, 1, âm 1, 1, dãy này đan dấu. Mấy cái dãy này nó cứ lúc tăng lúc giảm, lúc tăng lúc giảm. Những cái dãy mà vừa lúc tăng lúc giảm này chắc chắn không phải cấp số cộng được, vì cấp số cộng nó hoặc là nó phải tăng hẳn, giảm hẳn, hoặc là nó phải không đổi hẳn, đúng không?
Nếu nói cách đều nhau thì dụ như cái rẽ 000 như thế này này. Đây, đây cũng là cấp số cộng. Nhưng mà đôi khi nói đến cái từ cách đều thì mình có cảm giác nghe nó hơi ngượng ngượng thế nào. Được chưa? Đây cũng cấp số cộng nhưng mà nói cách đều nhau thì cũng hơi ngượng ngượng nhỉ. Nghe nó khó hiểu với cái từ cách đều ở chỗ này lắm. Đó, được chưa? Thế nên là các em cứ chốt hẳn cho thầy là phải dùng đúng hệ thức truy hồi là sau trừ trước, luôn ra số không đổi bằng nhau. Thế mới là chuẩn. Chứ đôi khi các em dễ bị nhầm sang các cái rẽ này, em bảo có số cộng nó hỏng luôn ấy. Mà nó cũng đều phết đấy, chứ không phải không đâu. Câu cuối cùng là câu E. Đây, AN cộng B với A và B là các hằng số thực. Thì chắc chắn đây cấp số cộng rồi, không có gì khẳng, không có gì để mà còn phân vân ở đây nữa. Nếu ta lấy sau trừ trước thì chúng ta thay vào thì rút gọn ra thì nó vừa đúng ra hằng số A. A nó là hằng số luôn, đề người ta nói rất rõ là hằng số rồi. Hằng số gì được. Nên chắc chắn UN luôn là một cấp số cộng. U1 là bằng A cộng B. Trong trường hợp này công sai D bằng A. Trong trường hợp đặc biệt, nếu như mà A bằng 0 thì thực ra đây vẫn là cấp số cộng đấy nhé. Khi A bằng 0 thì UN là hằng số B. Thì lúc này công sai bằng 0. Ta nói đây là một cái rẽ không đổi hay chính là cấp số cộng không đổi. Được chưa? Đây chẳng hạn 000 hoặc 111 tất cũng được. Đây cũng đều là các cấp số cộng không đổi. Chứ không phải là, đừng có nói đây không phải. Mà trong trường hợp này nói cách đều thì lại không đúng lắm. Tại vì nó là không đổi mà sẽ lại, đúng không? Đó. Bài số 1 như vậy là kết thúc thành công ở đây các em nhé. Thầy trò chúng ta cùng làm bài tập số 2 trong cái phần liên quan đến các cái bài toán về chứng minh cấp số cộng. Cho các dãy số UN sau đây, tìm tham số thực M để cho các dãy UN này là một cấp số cộng, thỏa mãn các điều kiện đã cho. Kệ dễ thôi. Các em nên nhớ, trong trường hợp này N em đã được coi là cái biến, là cái ẩn trong, tức là nó là các cái ẩn, cái biến ở trong cái UN này rồi. Thì trong trường hợp này là người ta cho M là tham số. Và các em cần đi tìm M, các em cẩn thận không là nhầm lẫn khi không phân biệt được cái cần tìm, nhớ chưa? Thế thì trong 4 câu này thì người ta sẽ cho em một số cái dạng thức rất là khác nhau. Và người ta cho biết một số cái thông số của cấp số cộng. Rồi, thì bây giờ em sẽ cùng xem hộ thầy để thỏa mãn là cấp số cộng thì M phải bằng bao nhiêu trong trường hợp này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi làm từng ý một các em nhé. Bây giờ chúng ta cùng làm ý A trước. Các em nhớ ghi bài và tập làm trước đi. Những cái này thầy bổ sung mới cho các em đấy. Cái đầu tiên là 2N cộng M. Chúng ta mới đầu mà nhìn thấy có cảm giác nghe hơi buồn cười nhỉ? Được chưa? Cẩn thận đấy nhá. Thì N nó đã là biến, là ẩn trong này rồi. Còn M là tham số cần tìm. Thế bây giờ bài này cho U1 bằng 1. Khi mà đề cho U1 bằng 1 thì cho gì thay nấy? Nếu muốn UN trong trường hợp này thỏa mãn là cấp số cộng thì chúng ta sẽ đoán ra ngay. Em có phát hiện ra UN có dạng là bậc nhất luôn rồi không? Nó có dạng bậc nhất rồi, ta khẳng định đây là cấp số cộng. Với công sai D bằng mấy? Bằng 2. Không cần phải giải thích chứng minh lại đâu. Không có nhẽ bây giờ còn có thời gian để mà ngồi để mà xét hiệu lại. Bạn nào thích cẩn thận học từ bài trước thì ta đã biết công sai nếu có khi là cấp số cộng phải là bằng 2. Không thể thắc mắc chạy đâu được. Như vậy thầy nói nếu đây là cấp số cộng thì ta sẽ có D bằng 2 ngay. Và U1 bằng 1 thì em thay N bằng 1 vào đây thì chúng ta sẽ có 2 nhân với 1 cộng M đúng bằng 1. Từ đây ta rút ra nghe M bằng âm 1. Đó. Thực ra ấy, sau khi kem tìm ra M bằng âm 1 xong thì kem cần phải thử lại để xem đích xác thật sự là UN có phải cấp số cộng không. Thì mời kem thay thử ngược trở lại. Vì có những bài toán em chỉ giải ra M thôi thì chưa chắc đã đúng đâu. Có những bài người ta còn phải thử lại để xem thật sự lúc ấy bài toán đã được thỏa mãn chưa. Như vậy chúng ta tốt nhất có những trường hợp thầy nghĩ là em nên thử lại. Vì có những khi mà cái điều kiện này nó chỉ là điều kiện cần thôi cũng nên. Nó mà không đảm bảo là, tại vì buồn cười lắm, có những cái bài nhá, người ta cho mình một thông số nào đó, mình giải ra hai giá trị M, khi thử lại thì có khi lại chỉ có một cái đúng. Chuyện ý là bình thường đấy nhá. Về sau lên lớp 12 em gặp nhiều cái dạng bài kiểu như thế lắm. Như vậy, thông thường ở đây thầy sẽ thử lại cho các em. Thì UN lúc này sẽ có dạng là 2N trừ 1. Thì đúng là theo khẳng định của thầy thì đây thực sự là một cấp số cộng. Ok. Như vậy là em ghi, có thể ghi kết luận là M bằng âm 1 là thỏa mãn giúp thầy, càng tốt. Trong trường này do thỏa mãn rồi thì thầy coi như là khẳng định là xong rồi nhá. Được chưa? Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ đi làm ý B. Khi thầy đánh đậm vào đây như thế này, ý muốn nói là thỏa mãn rồi nhá. Ý B, 2M nhân N rồi cộng M bình trừ 1. Biết công sai đây bằng 2. Các thân mến, trong cái trường hợp này thì cái hệ số A đứng đầu của em ấy nó là 2M. Và cái này là đằng sau thì là M bình trừ 1.
Nếu mà đây là một cấp số cộng thực sự thì D của em sẽ là 2M. Đúng không? 2M. Thế bảo này, có hai trường hợp, trường hợp thứ nhất là D có thể bằng 0, trường hợp thứ hai D có thể khác 0. Nhưng mà do đề bài đã cho rất rõ đó là D bằng 2 tức là khác 0 rồi. Mà khi D khác 0 rồi thì chắc chắn là cái 2M này này nó phải khác 0. Các bạn cẩn thận thì có thể thử thêm một trường hợp nữa đó là, được chưa? Nhưng mà trong trường hợp này là người ta cho sẵn công sai rồi. Có những trường hợp mà công sai bằng 0 thì vẫn có thể thỏa mãn đấy nhé. Nhớ cho thầy, trong trường hợp này là người ta nói công sai khác 0 nên thầy khẳng định được ngay là cái 2M này này. Thầy phải nhìn nhanh như thế thì mới làm được. 2M nó sẽ bằng 2 và thầy tìm ra M bằng 1. Có nhanh hiểu như thế được không? Nhưng phải xem khi vào bằng 1 thì thật sự là chúng ta mới chỉ nhìn cái đầu chứ lại chưa nhìn các cái thông số đằng sau, nhỡ biết đâu các cái đằng sau này nó không xác định thì làm thế nào? Thật mà. Có những cái bài toán chúng ta nhìn đầu xong chúng ta thay vào cấp số cộng nó không thỏa mãn. Buồn cười lắm. Thì ta thay thử vào cho chắc. Khi ta thay thử M bằng 1 vào đây thì đằng sau của chúng ta sẽ thu được đó là M đằng sau vừa đúng không? Như vậy chúng ta sẽ chỉ còn có mỗi là 2N. Mà đây cũng là một cái dạng bậc nhất nên chắc chắn là cấp số cộng này là thỏa mãn. Còn nếu nhá, đằng sau nhá mà nó lại cho thêm một cái dở hơi gì đó mà nhỡ là tính ra mà nó không đảm bảo cho cấp số cộng thì có khi còn phải bỏ ấy chứ, đùa đâu. Rồi, như vậy là thầy nhắc thêm, đây là D khác 0 rồi. Còn cẩn thận, nếu trong những trường hợp mà người ta cho thông tin về U1 thì em vẫn phải giải thêm cái trường hợp đó là khi D bằng 0 thì rất có thể, vì D bằng 0 vẫn có thể làm cho cái cấp số này là cấp số cộng đấy nhé. Có những trường hợp như thế. Được chưa? Tùy vào từng bài về sau các em có thể thấy. Nói chung những dạng này về sau nó bây giờ của lớp 11 thì các em chưa gặp nhiều lắm. Nhưng về sau những cái dạng chứa tham số này về sau lên lớp 12 thì gặp rất là nhiều. Có những bài còn phải xét rất nhiều trường hợp cơ. A bằng 0, A khác 0. Được chưa? C nhé. Đây là một cái dãy truy hồi với U1 bằng 2M, UN cộng 1 bằng UN cộng M bình. Biết số hạng thứ 2, U2 là bằng 3. Nếu thực sự đây là một cấp số cộng thì đây là số hạng đầu rồi. Và công sai của em trong trường hợp này chắc chắn là M bình. Em công nhận không? Nếu đây là một cấp số cộng thì công sai chắc chắn phải là M bình. Được chưa? Cái trường hợp mà M bằng 0 thì chắc chắn không thể thỏa mãn được. Được chưa? Vì nếu mà M bằng 0 thì cái này bằng bằng 0 mà cái này thì lại bằng bằng 3. Thế mà theo tính chất ở dưới thì khi thêm M bằng 0 vào đây mà hai cái này luôn bằng nhau, ôi giời, thế M bằng 0 chả bao giờ thỏa mãn trường hợp này. Như vậy là chúng ta có thể dùng tính chất U2 thì bằng U1 cộng với D. Từ đây ta giải được U1 cộng D là bằng 3. Dẫn đến cái việc đó là 2M cộng với M bình là bằng 3. Các em chuyển vế và giải phương trình bậc 2, bài này nhẩm tính theo VS A cộng B cộng C là chúng ta có thể nhẩm ra được là 1 âm 3. Các em lần lượt thay thử hai cái giá trị 1 và âm 3 này vào. À, thiết lập, em có thể the lên đây cũng được. Hoặc là thiết lập luôn cái số hạng tổng quát để xem nó có ra không. Theo số hạng tổng quát thì UN sẽ bằng U1 cộng N trừ 1 lần D. Như vậy ứng với hai trường hợp, thay 1 vào đây thì nó ra 2, thay âm 3 vào đây thì nó ra âm 6, cộng với N trừ 1 lần D. D của em có thể là bằng 1 hoặc là 9 đúng không? Em thêm rút gọn đi thì nó đều ra những cấp số cộng hợp lý nên thỏa mãn. Hai giá trị này ta kết luận là hai giá trị thỏa mãn tìm được. Các bạn đã rõ chưa? Còn nếu mà thay vào nó không ra gì thì nó mới lại ra, biết đâu mai kia nó lại ra một cái biểu thức bậc 2 hay sao? N bình phương chẳng hạn, ví dụ như thế thì chưa chắc đã đúng. Ổn không? Rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu D. Cái này em sẽ thấy là một cái dạng kiểu thức gần giống như kiểu bậc 2. Một cái biểu thức nó gần giống như kiểu tam thức bậc 2. Nó có chứa hệ số A ở đầu là M chứ 2. Nhiều bạn vội khẳng định rằng thưa thầy là cái này luôn không phải là cấp số cộng. Thì không phải đâu. Tại vì nhiều bạn cứ nghĩ rằng đây là bậc 2 thì không phải. Các em yêu quý, cái bậc 2 này này thì thì nó là, nếu trong trường hợp đó là bậc 2 thì khi đó hệ số A nó phải khác không? Thì lúc đó chúng ta mới khẳng định là không phải cấp số cộng. Nhưng nó vẫn có thể có trường hợp mà là cấp số cộng trong trường hợp mà em cho cái này đứng đầu là bằng 0. Ok. Nếu mà bằng 2 thì lúc này cái A này nó bằng 0 ngay và UN chính là quay về bậc nhất, 3N cộng 1. Đây thực sự là cấp số cộng, chúng ta đã chứng minh rồi. Trong trường hợp mà khác 2 thì UN là một tam thức bậc 2.
hệ số A khác không mà. Chính vì thế tam thức bậc 2 ẩn N đấy. Mà chúng ta đã chứng minh rồi, tam thức bậc 2 ẩn N. Các em còn lấy xét hiệu đi, em tự chứng minh nhá. Em xét hiệu sau trừ trước, không bao giờ nó ra về cái bậc, nó ra cái hằng số được đâu. Nên chúng ta luôn khẳng định được rằng là trong trường hợp này là M chỉ có thể bằng 2 thôi. Trong trường hợp này để kỹ cho thầy nhé, phải chưa? Không khó đâu nhé, những bài này thầy chỉ gọi là cho thêm một tí tẹo để cho nó hiểu biết đấy, được chưa? Như vậy là dạng 1 của chúng ta liên quan đến các cái việc là nhìn ra cái yếu tố nhanh của cấp số cộng là thành công. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với dạng tiếp theo. Các bạn và các em thân mến, bây giờ thầy trò chúng ta cùng bước vào dạng số 2, một trong những cái dạng mà có thể nói là quan trọng và tiêu biểu nhất trong phần học về cấp số cộng mà người ta hay hỏi đến, đó chính là tìm các đại lượng hay chính là các thông số trong cấp số cộng. Các em thân mến, hai cái thông số chính trong cấp số cộng ấy, để xác định được ra một cấp số cộng thì thường là phải đi tìm số hạng đầu, tức là U1 và công sai D. Sau khi có hai cái thông số yếu tố chính này rồi thì người ta có thể lân la đi hỏi tìm một số các cái đại lượng khác. Thí dụ như là tìm người ta có thể hỏi một vài các cái thông tin, ví dụ như là liên quan đến cái việc ví dụ tìm số số hạng, tức là N, hoặc là viết số hạng tổng quát UN, cũng như là có thể tính tổng liên quan đến cấp số cộng. Từ đây mà thầy trò chúng ta khẳng định lại với nhau một số cái lý thuyết đã học trong phần trước để làm bài. Thứ nhất, ta nhớ cho về số hạng tổng quát UN bằng U1 cộng N trừ 1 lần D. D chính là quãng đường giữa các số hạng đấy, đúng không? Công sai đấy, tính bắt đầu từ N bằng 2 trở đi. Rồi, chốt kiến thức chỗ này cho thật nhớ. Mở rộng ra, không nhất thiết về sau tính UN, chúng ta có thể tính từ U1 và chúng ta có thể tính từ một cái UK nhất định, UK bất kỳ nào đó, N lớn bằng K. Thì chúng ta sẽ, hai bọn này nó hơn kém nhau N trừ K lần quãng đường, đúng không? Đổi nó đi một tí, có những bài không phải lúc nào cũng nhất thiết là cứ phải có U1 mới làm được đâu. Có một cái U khác cũng được, nhớ chưa? Đặc biệt trong những cái trường hợp người ta muốn hỏi một cái U bất kỳ mà nhỡ người ta cho U1, ví dụ thế. Hệ quả, từ đây chúng ta có thể tính công sai UN trừ U1 tất cả chia cho số khoảng cách là N trừ 1, hoặc UN trừ UK chia cho N trừ K. Mặc định trong trường hợp này là thầy đang xét N khác 1 và N khác K nhé. Hiểu chưa? Rồi, đấy là hệ quả suy ra được. Tính chất giữa các cái số hạng trong cấp số cộng, chúng ta biết rằng là tổng của hai số hạng hàng xóm bên trái cộng hàng xóm bên phải thì luôn luôn bằng 2 lần nhà mình, tức là bằng 2 lần số hạng đứng giữa. Chú ý, đây là số hạng liền bên trái, một cái là liền bên phải thì bằng 2 lần nhà mình ở giữa, nhưng không nhất thiết cứ phải liền. Thầy có nói với em hai hàng xóm cách đều nhau A đơn vị cũng được. Thí dụ như là UK trừ A cộng với UK cộng A thì cũng vẫn sẽ bằng 2 lần nhà mình. Thí dụ như là U1 cộng với U5 thì vẫn cứ bằng 2 lần U3 ở giữa. Không nhất thiết phải là hàng xóm kề bên và hàng xóm ở tận hai đầu làng cũng được, chả sao. Cái này rất quan trọng, học rồi nhé. Được chưa? Đây là mở rộng, thầy luôn nói cho kỹ rồi. Và cuối cùng là công thức tính tổng N số hạng đầu tiên trong cấp số cộng. Chúng ta có thể sử dụng công thức số đầu cộng số cuối nhân số số hạng chia 2, tức là nhân với số cặp số đấy. Và hoặc là nếu khi khai triển ra để liên quan đến tìm N thì chúng ta sẽ có NU1 cộng NN trừ 1 nhân D chia 2. Cái này chứng minh hết rồi. Trong trường hợp người ta đã cho em số hạng tổng quát rồi thì em nên dùng cái UN này luôn này, lắp vào đây này. Còn nếu trong trường hợp người ta yêu cầu tìm N hoặc khai triển gì đó liên quan đến D đến N thì chúng ta có thể là dùng cái này. Thực ra cái này không nhất thiết phải nhớ, chỉ cần thay cái UN từ đây vào đây này thì cũng sẽ ra công thức này thôi. Nên bạn nào thích nhớ thì nhớ, đằng nào nếu mà kết hợp cái này vào đây thì ra cái này thôi. Ok. Thỉnh thoảng sẽ phải có lúc dùng đến cái này đấy. Nên bây giờ thầy trò chúng ta sẽ làm bài tập được rồi nhá. Bây giờ các em sẽ cùng bước đến bài tập số 3. Tìm số hạng đầu và công sai của mỗi cấp số cộng sau đây. Nào, bài này chúng ta có 3 câu. 3 câu sắp xếp từ dễ đến khó, cứ thế mà làm. Bài này đã biết hai số hạng, bài này biết tổng hiệu, bài này biết nhân. Đúng không? Rất đa dạng, rất là hay. Trong phần tiết học số 1 cũng như phần bài tập về nhà, thầy đã có giao cho em các cái bài tập này rồi. Các em phải tự tập làm trước, hôm nay một lần nữa thầy chốt lại để xem khẳng định lại là mình đã làm được chưa. Có cách nào hay mới nhanh hơn nữa không? Cần chú ý gì để cho tránh sai? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe thầy chữa. Chúng ta bắt đầu đến với câu đầu tiên là câu A trước. Đề cho chúng ta hai số hạng U4, U7. Có rất nhiều cách làm. Cách làm đơn giản nhất là chúng ta phân tích tất cả về U1 và D. Các em nhé.
Nhưng thầy cũng chú ý luôn cho em, không phải bài nào người ta phân tích về U1 và D đâu, tùy bài đấy. Những bài nào phân tích mà dễ giải, trợ giúp được máy tính đó, thì chúng ta sẽ phân tích. Các em đều biết là U4 thì phân tích ra thành U1 cộng 3D, còn U7 thì là U1 cộng 6D. Để giải cái hệ phương trình này với U1 và D chính là hai ẩn xy trong máy tính. Chúng ta vào cái chỗ chức năng giải phương trình trong máy tính, nhập đầy đủ 1, 3, 10, 1, 6, 19 thì chúng ta đúng thứ tự này thì chúng ta sẽ giải được ra U1 bằng 1, D bằng 3. Các em tự kết luận vậy nhé. Bạn nào cần, à có những cái bài mà người ta còn yêu cầu thêm, đó là sau khi tìm được U1 và D xong, mời bạn viết soạng tổng quát, thì bạn tự viết nhé, đúng không? Có thể người ta đòi hỏi thêm hoặc người ta hỏi tính một cái U nào đó thì em đều phải viết soạng tổng quát trước, đúng không? Các cái yêu cầu bonus thêm của người ta thì không quan trọng vì em đã có công thức thầy dạy rồi. Như vậy bạn nào thích có thể tự viết thêm. UN bằng U1 cộng N trừ 1 lần D đấy. Bài này như vậy chúng ta đã giải xong, rất là đơn giản đúng không? Bằng máy tính đã xong mà. B nhé. U1 cộng U5 trừ U3 bằng 10, U1 cộng U6 bằng 7. Bài này có rất nhiều cách giải. Cách giải thứ nhất em cứ đưa về, đưa về U1 và D hết đấy. Nhưng mà bài này thầy có một cái cách nhẩm nhanh hơn như sau này. Thầy bảo nhé, bài này thầy phát hiện ra là các số hạng này nó cách đều nhau. Đây này, U1, U3, U5 này, đúng không? Thầy lại quyết định để dùng tính chất hàng xóm ở đây. U1 cộng U5 thì có đúng bằng 2 lần U3 không? U3 ở giữa mà. U1 cộng U5 bằng 2 lần U3. Thế mà 2 lần U3 lại trừ đi U3 thì còn đúng 1 U3. Thế là thầy tự nhiên thầy suy ra U3 bằng 10. Hay nhỉ? Đúng không? Và thầy kết hợp với một dữ kiện ở dưới. Thì thay cho cái việc thầy bảo nhá, nhớ một ngày nào đó người ta cho chục cái U ở đây thì ngồi phân tích cả chục cái U ra để cho nó mệt à? Nó phải quy tắc chứ, đúng không? Nếu nó có quy tắc đều đẹp thì dạy gì mình không dùng. Còn nếu nó cho vớ vẩn linh tinh, tự nhiên U100 rồi U37 chả liên quan đến nhau thì thôi. Nhưng mà thầy rút thế này thầy cảm thấy nó đơn giản dễ hiểu hơn. Thế U3 thì chính là bằng U1 cộng 2D, còn U6 thì chính là U1 cộng 5D. Kết hợp vào đây thì là 2 lần U1 cộng 5D. Lấy máy tính bấm nhanh như chảo chớp thì ta sẽ được là 36 và âm 13. Chỗ này các em thử tự bấm lại giúp thầy. Nhỡ biết đâu trong quá trình làm có thể là nhỡ thầy sai thiếu gì đó thì tự sửa, tự xem nhé. Cứ bấm lại đi, giải cho nó chắc. Nhớ chưa? Đó. Còn các em cứ phân tích từ từ cũng được. Nhưng mà các em càng phân tích từ từ, mai kia em mà gặp 5-7 cái U ở đây hoặc là thấy mấy cái dấu trừ này là em làm ăn cẩn thận nhé. Thầy làm thế này thầy cảm thấy nó dễ hiểu, đúng không? Đấy, lại hỏi được thêm một số thứ rất là hay nhé. Thầy bảo này, giải ra U1 bằng và D bằng bao nhiêu thì lấy hết. Đề không yêu cầu âm dương gì cả. Nhớ chưa? Giải ra bao nhiêu lấy hết. C nhá. Bài này vừa có hiệu này, lại vừa có tích, nó mới hay. Phân tích từ từ chúng ta được như sau. Các em đều biết rằng U7 trừ đi U3 thì bằng 4 lần D. Bạn nào phân tích từ từ ra thì bằng U1 cộng 6D, rồi trừ đi mở ngoặc U1 cộng 2D. Tôi thầy xin phép các em là phép trừ thì nó dễ hiểu lắm. Phép trừ thì nhà số 7 cách nhà số 3 4 quãng đường D là xong. Việc gì còn phải lôi U1 vào đây. Như vậy khi mà trừ thì các em nhanh chóng nhẩm ra nhé. Nhà số 7 cách nhà số 3 4 lần quãng đường D. Nhanh như chớp là tí nữa tính ra D bằng 2. Thế còn ở dưới này thì bắt buộc phải phân tích ra thôi. Vì trong cấp số cộng thì làm gì có cái tính chất phép nhân nhỉ? Nên mình chỉ có phân tích ra thôi. U1 cộng D, U1 cộng 6D. Các em nhanh chóng tìm ra D bằng 2 và các em thay trực diện luôn 2 vào đây, sau đó các em nhân tung tóe ra. Thầy bảo này, nếu em đã biết cái gì rồi thì em thay luôn cho nó nhanh. Chứ nhiều bạn là còn đi thầy ơi, còn U em nhân ra xong em thay, ừ thì làm thế nào trước cũng được. Trong trường hợp này thầy phát hiện ra là em thay D bằng 2 vào đây thì đến đây nhân ra nó dễ hơn. Còn nếu bây giờ em mà nhân trước nó cứ DD U1 rồi DD bình cái gì, nó nhiều chữ quá. Trong trường hợp mình chưa biết gì thì mình mới phải nhân đấy, thì mình biết rồi thì thôi mình cứ thay vào luôn đi. Thế thì nhân tung ra, rút gọn đi, thì chúng ta được phương trình như thế này. Chỗ này tự nhân giúp thầy và lấy máy tính bấm giải phương trình bậc 2 ở dưới. Các em sẽ tìm được hai giá trị của U1, đó là 3 hoặc là âm 17. Đúng không? Nhẩm ra nhé. Và từ đây các em sẽ tìm được hai bộ. Thì hai bộ thầy ghi dấu hoặc, các em cẩn thận, không phải là thầy sai ngoặc đâu nhá. Mà tìm ra hai bộ, cũng giống như là kiểu mà hai bộ nghiệm ý. Hai bộ nghiệm có hiểu không? Hai bộ xy. À đấy. Thế thì U1 bằng 3 và D bằng 2, hoặc U1 bằng âm 17, D bằng 2. Ý muốn nói rằng là bài này có hai cấp số cộng thỏa mãn. Các em đã rõ chưa? Đấy. Còn nếu đề bài mà yêu cầu là biết rằng bài này có U1 là các
số hạng dương chẳng hạn, thì có khi là mình lại chọn kết luận cái đầu thôi. Thế thì đây là tùy. Còn làm bình thường thì cứ ôm kết quả cả hai. Ta ghi vào vở là có hai cấp số cộng có thể thỏa mãn trong trường hợp này. Các em nhớ ghi cẩn thận nếu như đề không nói gì thêm. Thế giải cái này dễ chưa? Có các cái phép nhân này thì mình cứ thế mình dùng phép thế. Giải ra được cái gì, giải luôn dùng phương pháp thế. Đây là thế hàng số nó mới dễ đấy nhá. Bài số 3 này là không khó đúng không? Thế chúng ta kết thúc thành công bài số 3 ở đây em nhé. Các bạn và các em yêu quý, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bài tập số 4 trong dạng 2, tìm các cái đại lượng hay chính là các cái thông số liên quan đến cấp số cộng. Bài toán giống như cái bài 3, tìm số hạng đầu U1 và công sai D của các cấp số cộng. Ở đây thầy lại cho chúng ta thêm 4 câu khác nữa. Em để ý cho thầy cái câu A nhé, là nó có một cái mối liên hệ về các số hạng nhé. U1, U5 ở đây là tổng S4. S4 có nghĩa là tổng 4 số hạng đầu tiên đấy. Cái này là cho hai cái tổng đúng không? Tổng S7 và tổng S12. Đó. Trong câu C thì có một cái mối liên hệ bậc 2, đây U1 bình và U2 bình. Nên ta dự đoán rằng là cái bài này tí nữa nó sẽ ra hai cái cấp số cộng. Nhưng mà người ta lại cho mình thêm một cái điều kiện nữa, đó là D là số nguyên. Như vậy các em cẩn thận, có khi tí nữa chúng ta loại mất một cái cấp số cộng nào đó rồi đấy. Đấy, thêm điều kiện nhé. Câu C và câu D thì gần giống nhau, nhưng mà cái câu D thì bắt đầu thầy cho nhiều số hạng hơn. Những bài này thì người ta thường sử dụng nguyên tắc đó là phân tích các số hạng này ra theo U1 và D, sau đó người ta sử dụng phương pháp thế, đúng không? Nhất là hai cái phương trình này này. Thì tí nữa thầy trò chúng ta sẽ sử dụng phương pháp thế các em nhé. Rút U1 hoặc D ra để thế vào phương trình dưới, sau đó phân tích tung ra rồi lấy máy tính bấm là xong. Hiểu chưa? Những bài này ta dự đoán là có thể là có hai cái cấp số cộng thỏa mãn đấy. Bây giờ thầy trò mình cùng làm câu đầu tiên là câu A. Với cái đề bài này thì chúng ta phân tích ra thì chúng ta để đầu tiên ta để nguyên cái này đi, U1 cộng 2 U5 bằng 0. Theo cái công thức tính S4 ấy, thì chính là bằng S thì chính là bằng U1 cộng với U4 từ số đầu cộng số cuối đấy. Số đầu cộng số cuối nhân số số hạng chia 2, thì thầy đã nhẩm trước cho em là số số hạng là 4 chia 2 nó bằng 2, thầy viết như thế này luôn, có hiểu không? Đúng rồi nhá. Có hiểu chỗ này không? Đúng không? Như vậy là bản chất người ta cho cái tổng này chỉ là người ta cho hai cái số hạng U1 và U4 mà thôi. Như vậy nhiều sông nó đổ ra biển hết, các cái câu này thực ra nó giống cái bài trước. Chỉ có điều là lúc đầu cái giả thiết người ta cho khác đi tí thôi. Thầy bảo nhá, thế bây giờ chúng ta sẽ phân tích nốt cái U4 và cái U5 này ra theo U1 là được cái gì. Thế thì chỗ này sau khi các em chia 2 bỏ xuống để cho bên này bằng bẻ, thì bây giờ các em sẽ có ngay đó là U5 thì bằng U1 cộng 4 lần con D, còn U4 thì bằng U1 cộng 3 lần con D. Các em nhân tung chỗ này ra, thế là bài toán ổn nghe. Chỗ này chắc chắn là hiểu rồi đúng không? Nhân tung xòe thì ta được 3 lần U1 đúng không? Cộng 8D. Chỗ này là 2 U1 cộng 3D bằng 0. Các em lấy máy tính bấm là ra được U1 bằng 8, D bằng âm 3. Thế là rất là ổn, ok. Cái chỗ này thì biết bấm hết rồi. Thế như vậy là câu A là kết thúc thành công, người ta cho một cái tổng, đúng không? Trong câu B người ta cho em hai cái tổng, thì cũng chỉ là hai mối liên hệ giữa hai U, đó là U1 U7 và U1 U12 mà thôi. Thầy dặn dò các em là các em nên sử dụng công thức U1 cộng với U7 nhân số số hạng chia 2 kiểu như thế. Các em đừng dùng cái công thức tổng mà NU1 cộng NN trừ 1 nhân D chia 2. Nếu các em dùng công thức ấy cũng được. Nhưng mà lúc đầu các em có thể thấy nó hơi lằng nhằng phức tạp, thì các em nên viết theo cái tổng mà thầy hay dạy các em ghi như thế này này, đơn giản. U đầu cộng U cuối, U1 cộng U7 nhân số số hạng là 7 chia 2. U1 cộng U12 nhân số số hạng là 12 chia 2. Nhân với số số hạng chia 2 sẵn rồi, thầy chia 6 này, thế là ra. Thế thì bài này chúng ta phân tích xong thì phân tích từ từ thì nó dễ hiểu. Còn nếu em muốn làm theo cái kiểu công thức là NU1 cộng NN trừ 1 nhân D chia 2 thì cũng đều được thôi. Thì trong trường hợp ý là em điền N bằng 7, N bằng 12 thì thực ra thì nó cũng như nhau cả, đúng không? Nhưng mà lúc đầu viết cái công thức ý thầy có cảm giác nó hơi phức tạp tí. Còn cuối cùng thì cũng vẫn đưa về cái hệ đó là U1 và D như nhau cả thôi. Nhưng mà thầy thích đi theo hướng này, phân tích từ từ nó dễ hiểu hơn, cái công thức này nó dễ nhớ hơn. Còn bạn chọn công thức tổng nào thầy chả bỏ gì. Đến đây các em bỏ cái 7 này, chia 7 đi, còn 11 nhân 2 còn 22. 192 chia bỏ 6 cho nó ngắn gọn. Tự nhiên đến đây chúng ta thu được một cái hệ rất đơn giản,
tách U7 ra thành U1 cộng 6D, tách 12 thành U1 cộng 11D. Đến đây chúng ta thu gọn được 2, 6, 22, 2, 11, 32. Các bạn lấy máy tính mà bấm luôn cũng được. Lấy máy tính bấm luôn. Cần thiết thì bạn nào thích thì có thể rút gọn phương trình đầu cho 2 cho nó đẹp. Còn nếu không thì thôi, bấm luôn nó cũng ra 52. Thế là xong. Đúng không? Thôi cũng chả cần rút gọn. Thầy thích thì thầy cẩn thận thì thầy ghi thôi. Còn đâu các em lấy máy tính mà bấm. Không có thêm điều kiện gì thì đây chính là các thông số cần phải tìm rồi các em nhé. Như vậy là các cái câu có chứa tổng trong này thì cũng rất là bình thường. Chúng ta nhớ nên dùng cái này, thầy dặn nó đi theo hướng này cho đơn giản dễ hiểu. Còn em đích thích đi hướng nào cũng được, như nhau cả. Câu C, bắt đầu những câu này trở đi nó có cảm giác là bậc nó cao hơn, dài hơn tí. Hai cái anh chàng này có chứa bình phương. Bây giờ thầy cho chúng ta cùng phân tích. Cái thứ nhất, các em phân tích U2 và U3 theo U1 cộng D và U1 cộng 2D. Còn anh chàng U5 các em phân tích thành U1 cộng 4D bị bình phương. Ở trên các em thu gọn còn 2U1 cộng 3D bằng âm 4. Ở dưới các em phân tích, thầy bảo này, ở trên này chúng ta chưa tìm được nghe U1 hoặc D nên chưa có cái số gì thì chúng ta không thể thế vào luôn, mà chúng ta phải theo thầy nhé. Thì bây giờ em cứ phân tích chỗ này ra rồi em thế. Hoặc có những bạn nhé, bạn lại rút chỗ này ra rồi bạn cho vào đây. Có những bạn làm thế này cũng được này. Có những bạn bạn lại rút D luôn rồi bạn bỏ vào đây, sau đó bạn phá hẳn thức. Thì theo thầy thì cũng như nhau cả, nhưng mà thôi, phá hẳn thức ra cho đơn giản, xong rồi thế cho nó dễ, được không? Ừ, như vậy phá hẳn thức ra thì U1 bình cộng U1 bình là 2U1 bình. Chỗ này 42 là 8 lần U1D cộng 16D bình bằng 50. Thế thầy mới bảo là cái bước này này, chỗ này phải hết sức tinh ý, nếu không thì chúng ta sẽ làm cho bài toán trở nên rắc rối. Rõ ràng em phát hiện ra với phương trình trên, việc rút cái gì nó cũng xấu. Rút U1 nó cũng xấu mà rút D nó cũng xấu. Bây giờ các em rút D ra nhá, thì trừ 4 trừ 2U1 chia 3. Các em rút U1 ra thì trừ 4 trừ 3D chia 2. Thế bạn nào, cái bây giờ mà các em đừng có làm cách ý không, nó ngu lắm. Em mà rút kiểu ý ra nó bị dính gì? Dính phân. Phân số một loạt em rút đằng nào em cũng gặp phân. Và em bỏ vào trong cái này, thực ra rút gì vào thì cũng phải thay vào đây thôi. Sau đó nó bị dính vào các cái bình phương này thôi thì chết rồi, phân nó sẽ văng tung tóe khắp mọi nơi. Và đảm bảo là em sẽ ngất lập tức. Thế thì bây giờ thầy lại có một cái ý hiểu, thầy lại có một cái ý tưởng mà nó như thế này nhé. Đó là bài này thì tạm thời là chưa có cái cách gì mà nó có thể thông minh hơn được. Thì trong bài toán này thì chúng ta đành phải chấp nhận là rút một anh chàng nào đó cho dù hơi dính phân. Nhưng tí nữa trong câu sau nữa trở đi, thầy sẽ dạy cho các em thêm một số cái cách thế khác mà có thể tránh những cái trường hợp mà bị rơi vào tình trạng này. Đầu tiên chúng ta cứ giải bình thường bằng tình trạng này đã nhé, được chưa? Còn các câu khác trở đi thầy có thể dạy cho em thêm một số cái cách mà nhìn khác đi một tí để cho nó làm nó đỡ bị dính vào phân số. Trong trường hợp này ta cứ phải thừa nhận là đi con đường này trước, được chưa? Cho dù biết là nguy hiểm đấy nhưng vẫn phải làm thôi, đúng không? Bây giờ các em mà không tập làm những cái này trước đi thì cũng chả ai cứu được, tại vì thầy mới bảo là những cái này nó thuộc về cái kiến thức căn bản của đại số mà. Giải kiểu gì thì giải, đừng có để nhầm thôi, đúng không? Thì đây, rút U1 ra, trừ 3D, trừ 4, tất cả chia 2, thay nó vào đây, bình phương, rồi cộng với 8 lần vào đây, D đây, cộng 16D bình. Chỗ này thì thầy phải sử dụng cái tài năng rút gọn của các em rồi. Bây giờ các em rút gọn thần thông thế nào, để làm thế nào để thu được phương trình còn toàn D là được. Ôi nhưng mà cái chỗ này nó cũng sợ lắm ấy. Nhiều bạn thầy sợ, các em không rút được đâu. Thầy thì thầy rút ra sẵn kết quả rồi cho đỡ dài. Thầy có một cái gợi ý khi tính bình phương này. Các em thân mến, trừ của 3D trừ 4 thì các em cứ hiểu rằng là đổi dấu tất đi. 3D cộng 4 tất cả bình phương đi. Các em đừng có ngu ở cái chỗ đó là các em lại rút gọn bỏ 2 luôn là sai nhá. Khi cái này bình phương lên thì 3D cộng 4 tất bình, tí nữa 2 bình lên ra 4. 2 bình lên thì ra 4. Thế nên là các em tính thế nào thì tính. Nhớ chưa? Sau đó thì chỗ này quy đồng lên, gánh hết phân ra đồng, quy đồng hết lên. Rồi làm thế nào thì làm. Chỗ này phải tự làm ra nháp, không cần trình bày vào vở, có trình bày vào vở chả được thêm điểm đâu.
Và cuối cùng chúng ta sẽ thu được kết quả như sau. Đây, chúng ta được 17D bình trừ 8D bằng, trừ 84 bằng 0. Thầy bảo này, nếu như mà làm tự luận ấy, thì thôi thầy có ý kiến như thế này nhé. Các em nhập nguyên cả cái phương trình này vào máy tính đi. Coi như cái chữ D em thay bởi cái chữ X, Y đi. Em ấn Shift Ctrl 2 lần là máy nó ra kết quả. Nếu mà đẹp thì may mắn nó ra luôn, còn xấu thì nó ra sấp xỉ được. Thì thực ra nó vẫn đọc được, em ấn Shift Ctrl 2 lần nhé. Thì chúng ta sẽ có đó là D bằng âm 2 và 42 phần 17. Chả biết Shift Ctrl nó có hiện được ra cái phân số này không. Âm 2 thì có khi nó hiện được, nhưng mà 42 phần 17 cũng có thể. Máy tính nào mà ổn ổn thì không sao, còn không thì chắc là chịu rồi. Thế thì các em làm thế nào thì nào nhé. Theo đề bài nói D nguyên, nên chúng ta chỉ lấy D là âm 2 là số nguyên, còn đây phân số mất rồi. Nên bài này ta ghi do D nguyên, ta chỉ chọn D bằng âm 2, thay vào đây thì ta được U1 bằng 1. Thỉnh thoảng thì người ta cũng sẽ cho một cái dữ kiện nào đó để loại trừ, như là âm dương hoặc là nguyên không nguyên, vân vân. Chỗ này thì các em đều hiểu được hết rồi, chả có gì khó. Đấy, như vậy câu này nó chỉ khó ở cái chỗ là rút gọn là hơi nguy hiểm tí. Nhớ chưa? Còn ngoài ra thì có máy tính hết rồi, tính toán thế nào cho nó khéo nhé. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ cùng đến với câu cuối cùng. Câu D đúng không? Đây, câu này 3 thừa, 3 số hạng liền. Câu này dễ rơi vào thi lắm đấy. Các em có nhận ra đây là một cái hệ liên quan đến 3 số hạng, nhưng 3 số hạng lại rất đặc biệt. Bài trước nhá, là các số hạng này nghe có cảm giác là nó không liên quan cho lắm. Nhưng bài này em có thấy không, 3 số hạng liên tiếp. Nên thầy sẽ sử dụng một cái tính chất của 3 số hạng liên tiếp, đó là sử dụng tổng của số đầu cộng số cuối bằng 2 lần số giữa. Như vậy thầy sẽ áp dụng công thức U1 cộng U3 bằng 2 lần U2. Các em nhìn nhá, 2 lần U2 mà em cộng thêm một bác U2 vào nữa, như vậy em sẽ có 3 bác U2 bằng 27. Thế có phải là em nhẩm ra luôn là bác U2 bằng 9 không? Nào thầy nói thầy có hiểu không? Chắc chắn rồi. 3 bác U2 cộng nhau bằng 27. Đây, 3 bác U2 đây, nhân với nhau 27. Thế thì nhẩm ra U2 bằng 9. À, thế từ khi mà có U2 bằng 9 rồi thì mình sử dụng cái phép gì ấy nhỉ? Phép thế, mình thế luôn vào đây này. Như vậy, phương trình đầu và phương trình sau mình đều biết được luôn một cái giá trị U2 rồi. Ồ, thế thì phương trình chỉ còn mỗi hai ẩn U1, U3. Thế thì bài toán lại quay về bài trước. À, vui, quá là vui. Đúng không? Nào, như vậy chúng ta có. Lúc này ta chỉ còn U1 cộng U3, chúng ta bỏ U2 đi thì 27 trừ 9 còn 18. U1 bình cộng U3 bình lúc này chỉ còn 275, chúng ta trừ bỏ đi 9 bình 81, ta còn 194. Vui chưa? Đây là một trong những cái phương pháp mà xóa bớt được một số cái bọn trung gian. Đến đây bài toán lại hết sức đơn giản. À, thầy bảo này, đến đây có nhất thiết là phải phân tích về U1 và D không? Chúng ta lại tinh mắt nhận ra một vài điều như sau. Bây giờ nếu như mà các em phân tích U3 theo U1 và D, rồi tí nữa các em lại rút một ẩn ra, em thay vào phương trình dưới, kiểu gì các em lại gặp phân. Tức là em lại dính phân số, rồi em lại phải gánh phân ra đồng. Mệt lắm. Người ta phát hiện ra, trên này U1, U3, dưới này ta cũng thấy U3, U gì? U1. Rõ ràng ta coi như đây là một hệ phương trình bậc 2, gồm có hai ẩn U1 và U3 luôn đi. Thế thì mình giải cái hệ này luôn để mình tìm ra luôn U1 và U3, nó có chảy nhanh hơn. Bài này chúng ta không cần phân tích theo D nữa cũng được. Ta làm luôn cái hướng đó là rút luôn một anh chàng U nào đó. Giả sử rút U3 là bằng 18 trừ U1. Ta tạ thế vào phương trình dưới. Đây, cho cái bác này vào trong bình phương. Đến đây các em, đây là một cái hệ kiểu người ta gọi là hệ đối xứng loại 1. Ngày sau học năm lớp 10 rồi. Những cái hệ có chứa tổng, chứa tích, chứa tổng bình phương, đảo chỗ cho nhau, chúng ta không thu được hệ mới đấy, mà chúng ta vẫn là hệ cũ, thì người ta gọi đây là hệ đối xứng. Những cái hệ đối xứng tổng tích này thì phương pháp thế cho đơn giản. Thế thì rút một ẩn ra thay phương trình dưới, lấy máy tính bấm thu gọn phương trình này, thì có phải ta dễ dàng giải ra U1 không? Ok, cái dễ hiểu rồi đúng không? Thầy gợi ý cái hướng đi như thế là hiểu rồi. Nào, ok chưa? Chỗ này tự phân tích nhá. À, đây, vẫn cái hệ ý của em đây, thầy để nguyên lại đây nhá, thầy không bảo gì nhá. Đây, cái hệ của em đây. Đây, hệ này chúng ta bấm máy tính ra thì chúng ta có U1 bằng 5, hoặc
kem ghi ngoặc vuông cũng được, mà kem ghi cái chữ V cũng được. Cái chữ V như thế này này, đấy là người ta đều hiểu cả. Viết chữ V cũng được mà ghi ngoặc vuông cũng được ở dưới. Thì thầy ghi thế này cho nó ngắn. Thầy thấy viết thế này hay đấy. Chúng ta sẽ tìm được hai cái anh chàng U1 đó là 5 và 13, mời các em thế vào đây thì chúng ta sẽ thu được hai bộ U1 U3. Xin phép các em là hai bộ em phải để ngoặc vuông ở ngoài. Đúng không? Hai bộ nghiệm ấy. À, như vậy bộ thứ nhất 5 13, bộ thứ hai 13 5. Đúng thế thật. Vì xy là một nghiệm thì yx cũng là một nghiệm trong hệ đối xứng mà. Thực ra giải ra một cái thôi cũng có thể đoán được cái còn lại luôn đấy. Từ khi mà có anh chàng U3 thì bây giờ các em nhẩm trong đầu U3 trừ đi U1 thì bằng mấy lần con D? Bằng 2 lần con D. Như vậy là 13 trừ đi 5 là vừa đủ 8. 8 chia bỏ cho 2 thì ra D bằng 4. Anh chàng ở dưới này thì âm 4. Vì nhẩm nó ra D mà. Cái việc nhẩm ra D thì không có gì khó khăn cả. Như vậy chúng ta tìm được mấy cấp số cộng? 2 cấp số cộng thỏa mãn. Các em thấy không? Bài này không có thêm điều kiện gì thì ôm cả 2. Một trong những cái cần nói với các em là thầy đã nói rồi đấy nhá. Đó là chúng ta có thể đưa trực tiếp về các cái U luôn. Ngoài ra trong quá trình làm thì có thể vận dụng một số tính chất của các cái bác U liên tiếp. Được chưa? Hết chưa? Rồi, các em thân mến. Đấy, như vậy bài số 4 của thầy trò chúng ta rất là hay, đã kết thúc thành công. Bây giờ mình cùng vào bài tập số 5. Tìm số các số hạng của cấp số cộng UN sau biết thỏa mãn một cái hệ như thế này. U2 cộng U4 cộng chấm 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 cộng tiếp đến U2N, ý muốn nói ở đây là cộng tiếp đấy, cộng U2N bằng 256, U2 cộng U2N bằng 64. Các cái U này rất là quen nhỉ, em có thấy nó giống các cái U chẵn không? U chẵn nhỉ, U ở vị trí chẵn đấy, U2, U4, U6, U10 đấy, kiểu thế đấy. Biết U đầu cộng U cuối rồi, bằng 64. Ở bài này ở trên thì biết tổng. Đây là tổng của các số hạng, nhưng mà lại tổng các số hạng chẵn. Vui nhỉ. Cho thầy hỏi nhé, nếu chúng ta tính đến U thứ 2N thì cấp số cộng này sẽ có 2N số hạng. Nếu mà chúng ta chỉ tính các cái bọn chẵn ấy thì chúng ta chỉ có mấy số hạng thôi? N số hạng chẵn thôi, vì chia ra làm đôi. Đúng không? Chuẩn chưa các em? 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10 ấy. Ừ, đấy, kiểu hiểu như thế. Như vậy, bài này ta phải nhớ rằng, à, rõ ràng họ đã cho thông tin về tổng, nhưng tổng đây là tổng một nửa, tức là tổng của các số hạng chẵn. Như vậy, bài này chúng ta thiết lập công thức tính tổng. Thế các em nên nhớ cho thầy một điều, đây chính là tổng của N số hạng thôi, chứ không phải N, 2N số hạng. Tổng này có một nửa mà. Tuy rằng U cuối cùng là 2N, nhưng các em nên nhớ số số hạng trong cái trường hợp này, nó ở trong cái tổng này này, nó mới chỉ có N số hạng thôi. Tổng N số hạng chẵn từ U2 đến U2N. Thế thì bây giờ chúng ta thiết lập công thức tính tổng, ta sẽ có như sau. Rõ ràng đây là một tổng thì chúng ta có cách tính U đầu cộng U cuối nhân số số hạng chia 2. Các em thân mến, chỗ này số số hạng là N. Có hiểu không? N số số hạng. Các em mà bảo số, nhiều bạn bảo thầy ơi, mọi khi em thấy U cuối chỗ này bao nhiêu em nhân với luôn là 2N, nó không phải đâu. Được chưa? Đây chỉ có toàn là số hạng chẵn thôi. Thứ chẵn đấy, nghe cho kỹ nhá. À đấy, thì bằng 256. Mà người ta lại cho em thông tin về U đầu cộng U cuối rồi, bằng 64. Trời ơi, các em thay vào đây là xong. Thay trực tiếp. Thế là chúng ta được 64N chia 2 bằng 256. Nhanh như chớp, các em giải được ra N ngay. Có giải được không? N của các em vừa đúng bằng 8. Đúng không? Vậy cấp số cộng đã cho có 8 số hạng. Đề người ta hỏi tìm số số hạng, người ta nói là N bằng 8, tức là số số hạng đấy. Đúng không? Số số hạng của cấp số cộng UN trong bài này là 8 số hạng thôi. Rất là đơn giản, không có gì khó cả. Bài này dùng phép thế các em nhé. À, đây cũng là một trong những cái bài rất là hay. Các em có thể thấy người ta cho thông tin gì thì mình thế lẫn nhau vào. Quan trọng mình nhận ra là cái chỗ nào là tổng là được. Bài số 5 như vậy là kết thúc thành công. Chúng ta cùng làm bài tập số 6. Một cấp số cộng có số hạng đầu là 102, số hạng cuối âm 14, công sai bằng âm 4. Tìm số các số hạng của cấp số cộng này. Các em thân mến, tìm N ấy mà. Những cái này cũng là một trong những cái thông số có thể người ta hỏi. Thầy cho vào đây, bài này không khó đâu.
người ta cho em thông tin về U1 rồi, người ta cho em thông tin về UN, tôi coi như U cuối rồi đi. Và công sai D bằng âm 4 rồi. Chúng ta sử dụng cái công thức số hạng tổng quát của UN là chúng ta có thể tìm được ra N ngay. Các em ghi. Với U1 là 102, D bằng âm 4 và UN coi như số hạng cuối đấy là âm 14. Ta thiết lập thay vào công thức thì ta có như sau. UN bằng U1 cộng N trừ 1 lần D. Như vậy các em thay bỏ các cái bác này vào đây, N trừ 1 lần âm 4 các em bỏ vào đây. Giải cẩn thận là được. Chỗ này cẩn thận nhé, giải nó dễ thôi nhưng mà đừng có để nhầm. Đúng không? Thì chúng ta giải ra được là chỗ này là ra 4N bằng 120. Các em giải ra 30 đấy, 30. Cái chỗ này các em tính toán bình thường thôi, không có gì, ok. Vậy bài này thì chúng ta kết luận được nhanh chóng đó là cấp số cộng này có 30 số hạng tất cả. Một trong những cái bài bình thường thôi, không khó. Thầy làm mẫu để cho các em hiểu rằng là cứ áp công thức vào làm là được, không cần phải có cái cách gì nhanh hơn nữa đâu. Ngoài ra, người ta có thể cho các đại lượng khác và biến đổi đi để tìm các đại lượng còn lại. Được không? Thì đây chỉ là một cái mối liên hệ thay số vào thôi. Không khó khăn gì cả các em nhé. Bài số 6 đúng không? Như vậy là kết thúc thành công ở đây. Đấy, bài số 6 đã xong rồi các em nhé. Bây giờ các bạn và các em đến với bài số 7. Viết 5 số xen vào giữa hai số 25 và 1 để được một cấp số cộng gồm có 7 số hạng. Tìm số hạng thứ 100. Và tính tổng 7 số hạng đầu trong cấp số cộng đã cho. Một trong những câu rất là tiêu biểu, được chưa, liên quan đến cái việc đó là số hạng tổng quát cấp số cộng và tính tổng. Cái câu này về sau trong nhất là những cái phần trắc nghiệm thì người ta cũng hay cho vào này. Cái này thực ra thì giải từ từ rất đơn giản. Thầy bảo nhé, bây giờ viết thêm 5 số nữa xen vào hai cái bác này. Khi người ta đã viết như thế này rồi thì em phải hiểu rằng là U1 của em là 25 và U thứ 7 của em là bằng 1. Nhiều bạn viết thế này vẫn còn cãi thầy bảo là thưa thầy, nhỡ mình có thể hiểu theo kiểu khác là U1 bằng 1, U7 bằng 25 có được không? Không được. Người ta bảo xen vào giữa cái này và cái này. Như vậy có nghĩa là chúng ta phải ngầm hiểu từ trái qua phải là cái ông 25 là U1 rồi. Đúng không? Chứ nếu bây giờ mà em lại hiểu theo kiểu ngược lại thì chẳng nhẽ nó lại thành hai trường hợp xảy ra. Hiểu không? Như vậy cái cấp số cộng này nó cũng quan trọng cả cái tính chất trái qua phải của dãy số đấy. Thế thì bây giờ bài này bản chất là gì? Người ta cho hai cái U đầu và U cuối rồi. Đúng không? Thì chúng ta sẽ đi tìm được cái mà N thì bằng 7 rồi. Tức là biết U1 và U7. Các em tìm rõ hộ thầy cái công sai của cấp số cộng này. Từ khi có công sai này, chúng ta sẽ có số hạng tổng quát. Thích hỏi U bao nhiêu và tính tổng bao nhiêu số thì chuyện ý không còn khó khăn nữa. Như vậy các em ghi. U đầu là 25, U7 là bằng 1. Chúng ta phải chốt như thế này sẵn đi, nhìn từ trái qua phải nhá, đừng có nói ngược lại nhá. Em cũng có thể đem cái này lên tranh luận với cô giáo thử bảo xem cho cô là mình có được tính trong trường hợp nữa không. Đúng không? Biết đâu được nhỉ? Nếu đề bài nào cẩn thận người ta còn phải nói là từ trái qua phải nữa cơ, nhưng mà thôi, chả cần nói biết. Nhà số 1 cách nhà số 7 6 con D. Như vậy chúng ta lấy hiệu khoảng cách 1. Nhớ là 1 trừ 25 nhá. Mai chuẩn bị 25 trừ 1. 1 trừ 25 chia cho số khoảng cách là 6. Chúng ta được âm 4. Đây là một cái cấp số cộng kiểu đi lùi ấy, lùi. 5 số hạng cần tìm dễ lắm. Các em cứ mỗi một lần các em lùi đi 4 đơn vị. 25 lùi còn 21, 21 lùi 17, 17 lùi 13, 13 lùi 9, cuối cùng là 5. Được chưa? À 5 bọn viết thêm thôi, còn chưa kể hai người đầu. Đấy nhá, 5 cái bác cần viết thêm thì viết vào đây theo trình tự. Xong rồi, bây giờ chúng ta tìm hộ thầy cái số hạng tổng quát cái. Mà thôi, cũng chả cần phải tìm số hạng tổng quát đâu. Có công thức rồi mà. U100 thì bằng U1 cộng 99 lần con D điền vào. Âm 371. Người ta có hỏi U1 tỷ thì nó cũng thế. Trường hợp này cũng không nhất thiết phải viết số hạng tổng quát, người ta chả hỏi. Tính tổng 7 số hạng đầu tiên tức là S7 thì bằng số U1 cộng U7 rồi nhân 7 chia 2. Dùng công thức này đơn giản nhất. Tại sao? Vì nó đã biết hết số đầu số cuối rồi. Không cần phải dùng cái công thức N 1 nhân D chia 2 tùy các em. Dùng công thức này là ra nhanh nhất 91. Bài số 7 cũng rất là bình thường đúng không? Trong phần bài tập trước đó của thầy và kể cả phần bài tập lần này cũng sẽ có một vài câu gần giống như thế này nữa nhé. Thầy cho vào để làm kiểu gì mà kia ra lớp, và nếu mà có thi kiểm tra thì người ta sẽ hỏi thế này thôi. Thầy nghĩ là các em làm được.
chúng ta kết thúc thành công bài này nhé. Các bạn kem yêu quý, bây giờ chúng ta cùng đi vào dạng số 3, tìm các cái số để lập thành một cái cấp số cộng. Có thể là tìm 3 số, 4 số, 5 số, tìm một số, số hạng nào đó để chúng lập thành cấp số cộng các em nhé. Dạng bài này cũng xuất hiện rất là nhiều trong quá trình học, đúng không? Không chỉ trong các bài về tính số, số hạng liên quan, mà rất có thể người ta sẽ lồng ghép các cái bài có liên quan như kiểu như là hình học vào đây này. Lúc thì cho một bộ 3 số nào đó có chứa ẩn x, rồi tìm x để cho chúng lập thành cấp số cộng, rồi tìm những đặc điểm, những cái góc số đo của tam giác sao cho tổng, sao cho chúng ba cái góc lập thành cấp số cộng, vân vân. Nhiều thứ nó lập thành cấp số cộng lắm, đúng chưa? Thế nên là bây giờ phần này để làm được tốt thì chúng ta vận dụng một số cái lý thuyết như sau. Thứ nhất, các em nhớ cho thầy, khi mà đề yêu cầu là tìm một cấp số cộng nào đó mà có ít số, thì dụ như là 3, 4, 5, 6, sau khi tìm xong các em phải viết được ở dạng khai triển. Thì dạng khai triển của cấp số cộng rất đơn giản, chúng ta sẽ có cái ký hiệu này của thầy đã dạy này, đây là ký hiệu của một cấp số cộng, có cái kiểu hai chấm chia ấy, U1, U2, U3, U4, UN. Nhất là đối với những cái cấp số cộng mà hữu hạn ấy, thì chúng ta có thể liệt kê được ra bản chất dạng khai triển là liệt kê. Đề người ta có nhiều kiểu hỏi về cách xác định cấp số cộng lắm. Có những đề chỉ yêu cầu xác định cấp số cộng bằng cách tìm hai thông số U1 và D thì mình đã làm rồi. Nhưng cũng có những bài yêu cầu là kể rõ ra, nhất là những cái trường hợp ít số hạng, hãy kể rõ ra 4 hoặc 5 số hạng của cấp số cộng này trong trường hợp thỏa mãn chúng lập thành. Đấy thì chúng ta sẽ phải kể như thế này. Cái này là giống dãy số đã học rồi. Đấy, nếu người ta yêu cầu các em viết thêm các số ở giữa U1 và UN để các em được một cấp số cộng, lập một cấp số cộng, thì bao giờ các em cũng sẽ tìm cái công sai D trước. Các em đều biết là biết hai cái U bất kỳ nào đó thì chúng ta lấy hiệu rồi trừ chia cho cái số khoảng cách, thì chúng ta sẽ tìm được ra cái công sai. Có công sai rồi thì các em thích nhẩm kiểu gì em ra nốt các cái U còn lại, như là U2, U3, U4. Đấy là cái dạng liên quan đến khai triển nhé, và viết thêm. Đối với những cái dạng bài toán mà ba số hạng nào đó, ba số bất kỳ, thực ra là ba số này có thể là ba số tự nhiên, hoặc ba số đo góc của tam giác, hoặc là ba cái biểu thức nào đó, vân vân và mây mây, thấy cứ gọi ngắn gọn là ba số, thì ba số này lập thành cấp số cộng khi và chỉ khi là A cộng C phải đúng bằng hai lần cái số giữa là hai lần B. Các em nhớ tính chất này vì mình làm hơi nhiều rồi. Ngoài dữ kiện này, mình còn phải nhớ thêm một số cái dữ kiện khác nữa mà đề đưa. Thí dụ như trong quá trình làm, người ta có thể dẫn đến một số cái khái niệm về hình học phẳng, như là chu vi, diện tích, hình tam giác, hình vuông, hình tròn, vân vân, kiểu như thế. Một số diện tích đa giác các em cần nhớ, hoặc là một số tính chất về góc như là tổng số đo các góc trong tam giác, tứ giác, 180, 360, vân vân. Tức là mình phải kết hợp với một số cái dữ kiện người ta đưa ra nữa để chúng ta tìm rõ được ra các số hạng ấy một cách chính xác nhất. Các em nhớ chưa? Đó. Thì phần phương pháp này nó ngắn gọn vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào làm bài tập. Các em vào làm bài số 8. Một cấp số cộng có 8 số hạng, số hạng đầu 35, số hạng cuối 112, tìm cấp số cộng đó và viết số hạng tổng quát. Đề mà nói là xác định rõ cấp số cộng thì phải ngồi kể ra nhé. Chứ không phải là tìm mỗi cái U1 xong thì bảo là làm xong rồi, không ổn đâu. Nhớ. Như vậy, chúng ta sẽ làm bài này như sau. 8 số mà U1 bằng 35, U8 chắc chắn là 112. Bản chất bài toán này quy về dạng 2, đó là giải hệ. Em phân tích U1 cộng 7D ra, và từ đây các em thế nó vào đây. Thì các em nhanh chóng nhẩm ra D chính là bằng U8 trừ U1, tất cả các em chia cho 7 và em được 11. Như vậy thầy trò chúng ta đã tìm rõ được hai thông số rồi. Sau đó các em có thể viết được dạng khai triển. Các bạn có thể tìm số hạng tổng quát trước rồi viết dạng khai triển, hoặc như thế nào tùy ý các bạn. Có những bạn thì bạn ý viết số hạng tổng quát, sau đó bạn bắt đầu the 2, 3, 4, 5, 6, 7, vân vân. Cũng được, đều như nhau. Trong trường hợp này, thầy trình bày dạng khai triển trước. Dạng khai triển trong trường hợp này thì 35 đi trước, mỗi một lần là cộng thêm 11, đúng không? Cộng 11, em cứ lấy máy tính bấm liên tiếp cộng 11 là được. Cộng 11, 4, 6 này, 5, 7 này, 6, 8, nhẩm trong đầu, cộng mỗi lần thêm 11, 7, 9, 90, 101, 112. Đủ 8 số chưa? Xong. Thế còn soạn tổng quát quá đơn giản. UN bằng U1 cộng N trừ 1 nhân D.
Em lấy máy tính ra, ở thôi chỗ này nhẩm cũng được. 11N, 35 trừ đi 11 thì còn vừa đúng 24. Đấy, như vậy là bài toán số 8 này là xong. Một trong những cái bài rất là bình thường thôi. Nó có mối liên hệ với ký dạng 2. Như chúng ta kể rõ ra là được nhé, không khó đúng không? Thầy cho chúng ta cùng bước đến bài tập số 9. Đây, bài này bắt đầu là cái cần phải học đây. Tìm 4 số nào đó, biết rằng 4 số này lập thành một cấp số cộng có tổng bằng âm 20 và tổng các bình phương của 4 số ấy bằng 280. Thầy xin nhắc lại, bài này sẽ là một trong những cái bài mà quan trọng mà về sau rất dễ dàng có thể hỏi trong phần thi. Người ta cố tình miêu tả bài này bằng lời để xem các em có viết lại được thành cái hệ cần giải không. Thì cái dạng 3 này thực ra nó cũng có một mối liên hệ không hề nhẹ với cái dạng 2 trước rồi. Có điều là người ta lại cố tình mô phỏng bằng lời 4 số đấy, lập thành cấp số cộng đấy. Đây là dạng các số lập thành cấp số cộng. Khi biết thỏa mãn điều gì đó thì người ta sẽ cho em hai thông tin: tổng của chúng bằng âm 20 và tổng các bình phương bằng 280. Phải hiểu thế nào là tổng các bình phương. Mấy cái người ta đưa ra những cái này xong không hiểu. Thế thì bây giờ ta gọi 4 số ấy, em có thể gọi là A, B, C, D hoặc là U1, U2, U3, U4 thì thực ra nó đều tương đối, là đều được. Thế thì chúng ta sẽ dẫn đến một cái hệ phương trình sau: U1 cộng U2 cộng U3 cộng U4 bằng âm 20. Tổng các bình phương có nghĩa là ông này bình cộng ông kia bình cộng bà này bình cộng bà kia bình bằng 280. Rất nhiều bạn thấy người ta viết tổng bình phương lại còn hiểu là U1 cộng U2 cộng U3 cộng U4 tất cả bình. Úi dồi, thế là sai rồi. Nếu người ta đã cho cái tất cả bình thì việc gì người ta phải cho cái đầu tiên làm gì nữa. Nếu không cẩn thận là hiểu sai đấy. Nếu người ta cho cái đầu tiên rồi thì mình tự bình lên mình cũng làm được, chứ việc gì mình cần phải đợi người ta cho cái bình. Đây là từng cái bình một thì gọi là tổng bình phương, nghe cho kỹ. Thế thì bài toán này nếu mà giải thì cũng quy về dạng 2. Đó là phân tích tất cả các số hạng này theo U1 và D. Đấy là cách thứ nhất. Nhưng bài này thầy sẽ gợi ý cho các em những cái bài toán mà từ 4-5 số hạng này trở lên, các em rút thế ra thầy có cảm giác là hơi sợ. Lúc nãy nhá, có nhớ trong dạng 2 không? 3 số hạng thôi mà cái việc rút thế ra mà không khéo ấy, mà không nhận ra tính chất, thì em có thấy không, trong cái dạng trước nếu có 3 số hạng thầy lại nhờ vào tính chất định lý hàng xóm, thầy chỉ là cần quy về mấy 2 số hạng thôi, thầy giải thì thế rất là nhanh. Các em mà để cái kiểu mà 4 số hạng này, rồi đến khi ấy, mà các em từ phương trình đầu nhá, các em rút được U1 và D, em rút cái gì ra thầy không biết. Nhưng mà đến khi em thế nó vào đây, rồi em bình lên, úi dồi ôi, em mà cái đồng ý mà nó rơi vào phân số mà em mà đi quy đồng xong em bắt đầu em mới bình phương lên nữa, thôi thầy đảm bảo em, úi dồi ôi, bài nó đang dễ tự nhiên nó trở thành khó cả ra. Được chưa? Nó khó vì nó trở thành dài và lằng nhằng. Những bạn nào mà học giỏi không sao, quen rồi thì làm nhanh, những bạn học yếu à, chỉ cần phân tích một cái bình phương đầu tiên thôi là bắt đầu là cảm thấy chán rồi. Dễ nhầm lắm. Đúng chưa? Tại vì rất nhiều phân số nó cứ đập thẳng vào mặt đấy. Đấy. Thế nên bài này thầy sẽ giúp cho các em giải bằng hai cách. Thầy lại mới tìm tòi sáng tạo và nghĩ được ra thêm cách thứ hai nữa, tí nữa chúng ta sẽ để ý vào. Được chưa? Những cách này sẽ luôn xử lý được cho những bài toán mà nó có nhiều số hạng, từ 3 số hạng trở lên, và không bị rơi vào cái tình trạng đó là dính phân số hay là quy đồng. Thực ra làm cách nào nó cũng đều được à, nhưng mà nghĩ được thêm cách mới hơi hay đấy. Được chưa? Bây giờ thầy mời các em giải theo cái cách bình thường trước đã nhé. Cách bình thường đi. Nhiều người thì cứ nghĩ rằng là thầy ơi cái câu này nó giống cái dạng 2, sao lại bỏ qua đi thầy ạ? À? Không, không bỏ qua. Được chưa? Mai nó thi nó lại cho 5 số hạng nữa vào đấy, vui lắm. Được chưa? Cách 1. Đây, cách bình thường. Đưa hết về U1 thì chúng ta sẽ có 4U1 cộng 1D cộng 2D cộng 3D là cộng 6D thì nó ra là âm 20. Phương trình dưới ta phân tích tung xòe. Đây, vui chưa? Thì giờ công việc của bạn là phải làm gọn cái chỗ này đi. Thế bảo này, trên này hình như là mình chia bỏ cho 2 được nhỉ? Thế mình chia bớt đi. Đây, vẫn là cái phương trình ý của em đây. Em chia bỏ 2 đi cho nó bé đi tí nhỉ? Có bé hơn tí nào không? Có đúng không? Chỗ này em phải văng tung hàng đẳng thức này ra, em phải khai triển đầy đủ hàng thức này ra. Thầy dạy em nhẩm nhé. Thầy nhẩm nó ra này. 1, 2, 3, 4. 4 lần U1 bình.
2 cộng 4 là 6, 6 cộng 9 à nhầm. Đây chỗ này là 2 lần U1D, 2 cộng 4 là 6, 6 cộng bao nhiêu? Đây, 1 nhá, cộng với 4, cộng với 6, đúng rồi. À, không, bây giờ mình đang nhầm gì ấy nhỉ? À, thầy đang định bảo các em nhầm cái D bình này trước là 1 cộng 4 cộng 9, nhưng mà quên, chúng ta nhầm cái U1D trước đi. 2 cộng 4 là 6, 6 cộng 6 12. Hiểu không? 12 lần U1D và cái này sẽ là 1 cộng 4 cộng 9, thế ra 14. Hay chưa? Rồi. Phương trình thầy bảo nhé. Có những bạn này đến đây ý, bạn ý sẽ thu gọn cái phương trình này. Nhiều bạn sẽ bảo thầy ơi, em chia bỏ cho 4 có được không? À không chia 4 được, 14 mà đòi chia 4 à. Em chia bỏ cho 2 có được không? Ờ chia 2 được. Nhưng mà thầy lại xin phép các em một điều, chỗ này thầy lại mới nghĩ ra một cái chỗ rất là hay nhá. Đó là nếu bây giờ em lại chia 2 cái phương trình dưới này thì tự nhiên em lại trở thành rất là dại. Người ta gọi là dại số này. Em biết tại sao không? Thầy lại mới phát hiện ra một điều rất vui, đó là trên này rõ ràng đó là chúng ta rút ai ra thì nó cũng lẻ hết. Rút U1 thì cũng dính phân, mà rút D ra thì cũng bị gặp phân. Rất là xấu. Thay vào đây thực ra thì các em, bạn nào bình tĩnh thì không sao, nhưng mà thầy có cảm giác mệt quá. Thầy lại mới nghĩ ra một cách thế mới, đó là tại sao mình không rút cả cụm, mình cứ để nguyên cả 2U1 đi. Thế thì 2U1 nó sẽ bằng trừ 3D trừ 10, nó phải đỡ phân không? Thế tại sao thầy lại có thể tự tin là rút cả 2U1 ra? Vì thầy nhìn thấy 4U1 bình. 4U1 bình nó chính là đôi lần U bị bình. Thế tại sao mình không dùng cách này? Thế bây giờ có phải là mình rút phân ở trên thì mình chết luôn, mà mình thu gọn 2 ở dưới thì mình lại đang làm mất cái đẹp của bài toán. Đấy, được chưa? Đố bạn nào tinh ý đã nhận ra được cái điều này thì em mà nhận ra được thì em lại chả đi dạy rồi. Đấy. Chỗ này mới hay. Đây là cách để tránh phân này. Để nguyên 2U1 ra, trừ 3D, trừ 10. Em bê thẳng nó vào đây, em có công nhận đây chính là đôi U bị bình không? Thì thầy chính quyết định thay bằng cả cái đống này bị bình lên. Thế thì 12 có phải là bằng 2 lần 6 không? Thì 6D bỏ ra đây nhá, thì có phải là 2U1 thì thầy chính thay luôn là trừ 3D trừ 10. Có phải là chỗ này nó tự nhiên, nó đơn giản, nó thông minh không? Ở đấy. Chứ không phải là cứ làm hùng hục như trâu như bò nhá các em đâu. Chả có cái tinh ý gì cả. Được chưa? Thế mới bảo là đi thi nó mới dễ rơi vào này. Mình mà cứ làm trâu làm bò thì mình sẽ dễ dẫm phải phân, để trâu bò ra đồng kiểu gì chả dẫm phải phân. Đúng không? Đó. Nhưng vì tinh ý chứ, đúng không? Đấy, thì thầy phát hiện ra là thầy làm như thế này thầy có cảm giác đơn giản nhẹ nhàng như là be trên dàn mướp, được chưa? Rất là đơn giản. Thầy thế này là hiểu rồi nhá. Chỗ này nhiều bạn sẽ thắc mắc của thầy ơi, sao tự nhiên lại cộng? Bình phương lên thì đổi dấu tất đi thì ai chết? Trừ 3D trừ 10 tôi thích đổi thành cộng đấy, ai làm gì tôi đâu. Chẳng nhẽ để nguyên thế này mà bình ư? Nó lại bị đau đầu hơn. Đó, đến đây các em chỉ cần nhân văng tung cái hàng đứng thước chỗ này ra thì tự nhiên nó lại rất là đơn giản. Thế là mình vui thế này. Được chưa? Ổn được không? Đấy, nhân ra nhé. À đấy, đến đây thì xong rồi. Khi mà các em nhân tung chỗ này ra. Được không? Thầy bảo này, chỗ này là 9D bình này, cộng 14 nó thành 18, 18 tí nữa trừ 18. Ơ thế là hết à? Thế hóa ra chỉ hết D bình à? Thế hóa ra chỉ còn có đâu hết nhỉ? Đây vẫn ra 5 mà. Hết đâu, để thầy nhẩm lại xem nào. Đây 9. À 9. 9 cộng với 9 mà. 9 cộng với 14 là 23. 23 trừ 18 à, dư 5, không hết được. Dư 5, 5D bình, ok. Đấy đúng rồi, 5 nhé. Nhẩm ra tí. 5D bình bằng 180, các em dễ dàng giải ra D bình bằng 36. Tức là cộng trừ 6 đấy. Có hai bác D này rồi. Đề không hề nói là D âm, D dương gì cả, nên mình cứ ôm tất, mình sẽ thu được. Lại thu được một cái, hai cái bộ. Bộ thay 6 vào thì nó ra, em tự giải nhá. Đến đây em tự thêm vào đây, em rút U1 ra hộ thầy. Thì chúng ta được âm 14, 6 hoặc là 4 âm 6. Chỗ này thì không còn vấn đề nữa rồi. Đấy, em thấy thông minh chưa? Vui không? Nếu các em đi theo con đường cũ ấy, thì em cũng phải có một vài cái tinh ý gì đó chứ.
Em thầy tin là khi thầy chưa chữa, kiểu gì em cũng làm khác thầy. Em không làm theo thầy thì kiểu gì em cũng sẽ dính phải phân thôi. Chuyện ý là bình thường, được chưa? Tóm lại là cách giải này là một trong những cái có thể phải nói là phải nhận định, sáng tạo thêm một tí. Nhưng đấy mới chỉ là cách một thôi, có chưa hết nguy hiểm đâu. Cách hai nó mới thêm bề, nó mới vui này. Trong cách một này thì em tự nói cho thầy nhé, đây có hai cấp số cộng thỏa mãn bài toán đây của em đây nhé. Hai cấp số cộng này thì cái em phải liệt kê ra thôi. Thầy xin nhắc lại chỗ này, liệt kê ra giúp thầy. Liệt kê ra nhé. Người ta yêu cầu là phải kể rõ ra thì thầy đã kể cho em hai cái đây rồi. Một cái là -14, mỗi một lần em cứ cộng thêm 6 vào thì nó sẽ ra các cái bác này. Còn một cái là 4, mỗi một lần em trừ 6 đi thì nó sẽ ra các bác này. Nó có 4 số hạng thôi đúng không? Ừ. Bây giờ thầy bày cho cách 2 này, cách 2 nó mới hay này. Cách 1 này là thực ra là học được như thế này đã rất tốt rồi, nhưng mà còn có cách 2 mới vui này. Ừ, giờ nhìn bảng nhá. Chỗ này là chỗ đáng học này. Cái chỗ này em tập trung để yên bảng. Khi có 4 cái U liên tiếp như thế này, thầy có một cách làm nữa như sau. Gọi công sai của bài này, gọi D bằng 2M nào đó, trong đó M nó cũng chỉ là một hằng số thôi. Công nhận không? Mình cứ gọi đi. Mọi khi là mình tìm U1 và D. Nhưng bài này mình lại không phân tích trực diện theo U1 và D vì cảm giác thấy dài và xấu quá. Thì mình lại đổi D theo một anh chàng M nào đó mà thầy cố tình viết là D bằng 2M. Tức là thầy cố tình cho nó phụ thuộc thêm một cái ẩn khác, không phải tìm ẩn D nữa, mà liên quan tí nữa tìm ẩn M. Không sai được, yên tâm, em thích gọi bằng gì cũng được, miễn em tìm ra M được thì cái chỗ này em thích gọi gì thì gọi. Nhưng thầy cứ đã mặc định rồi, với những cái bài toán mà nó có 4 số hạng chẵn như thế này, em cứ gọi cho thầy D bằng 2M, thầy dặn gì cứ thế mà làm. Thì đây là công sai cấp số cộng đã cho, thì cũng chả sao, tìm nữa tìm được D, tìm được M là tìm được D đâu có gì đâu. Thì lúc này cấp số cộng này được viết thành như sau. Thầy bảo nhá, với công sai là 2M thì thầy có quyền viết một số hạng nào đó là A cộng M. Thì công sai cộng 2M vào thì số hạng tiếp chỗ này sẽ là A cộng 2M, A cộng 3M. Một cái là A trừ M, một cái là A trừ 3M. Các em có hiểu không? Đây, chỗ này nghe kỹ nhé, chỗ này quan trọng. Xin nhắc lại. Các cấp số cộng trong này, các số hạng trong cấp số cộng này thì chúng đang hơn kém nhau 2M. Vậy em cứ gọi cho thầy một ông nào đó là A cộng M thì ông này sẽ là A cộng 3M. Ông này em trừ đi 2M sang bên này, tại vì từ đây tính lùi sang thì đây sẽ là A trừ M. Em mà trừ hai ông này cho nhau thì nó chả ra vừa đủ 2M. Thế thì chúng ta lại biến, mọi khi là em đang biến 4, mọi khi là 4 số hạng của em là từ U1, U2, U3, U4 thì hôm nay thầy viết 4 số hạng theo cái kiểu tính chất đối xứng. Viết theo kiểu đối xứng ở giữa mới vui. À đấy, hai số A cộng trừ M và A cộng trừ 3M, một trong những cách viết rất hay. Viết theo kiểu đối xứng. Tại sao lại phải viết theo kiểu đối xứng này? A nó là cái gì? Kệ nó. A nó cũng chỉ là một hằng số thôi, kệ nó. Mình chỉ cần biết rằng là nếu như tí nữa mình tìm A là được. Mình cứ giả vờ là có một cái anh chàng nào đó là A cộng M thì phải có anh chàng cộng 3M và có trừ M trừ 3M. Còn A là gì? Tí nữa nó sẽ đại diện thay cho U1. Như vậy có nghĩa là bài này thầy đi theo những cái số hằng số mà thầy tự đặt, chứ không thầy không đi theo U1 và D. Xin nhắc lại nhé. Đây là một cái, tức là chúng ta không cần tìm rõ U1 và D. Đề có yêu cầu tìm U1 và D đâu. Đề đâu có nói thế, đề bảo tìm cấp số cộng. Tìm cấp số cộng có nghĩa là làm xong thì mình liệt kê được 4 cái số hạng này ra là gì. Ai bắt phải tìm U1 và D. Nếu nó bắt tìm thì thôi, không nói làm gì rồi, đi làm cách cũ. Nhưng bài này chúng ta đã hòa trộn U1 và D nhào nặn thành các cái cục khác nhau, đó là A cộng M, A cộng 3M. Không ai làm gì mình cả. Đây là một cái chỗ rất mới, được chưa? Tí nữa mình tìm đầy đủ A và M là mình vẫn ok, chả ai chửi mình ở đây. Bây giờ chúng ta có như sau. Dữ kiện thứ nhất, 4 anh chàng cộng lại bằng -20. Các em thử tự cộng đi, nó có ra nhanh không? Em cộng luôn 4 phát này thì vô tình nhá, cộng trừ 3M mất luôn, cộng trừ M mất luôn, kết quả còn có 4A thôi. Bằng -20, dễ dàng nhẩm ra A bằng -5. Như vậy đi theo hướng này chúng ta không cần tìm ra U1 và D mà chúng ta lại tìm ra theo hai thông số. Chúng ta đã biến đổi bọn chúng thành 4 số hạng mà có tính chất đẹp hơn, để khi cộng lại nó vừa đủ. Thế nó mới hè chứ. Và bài này chúng ta coi như là chúng ta đã tìm ra A bằng -5. Đấy đúng không?
Như vậy có nghĩa là thầy trò chúng ta đã đổi ẩn đi đấy. Đổi hai ẩn mọi khi vẫn giải thành hai ẩn khác mà nó đẹp hơn. Vui không? À đấy. Người ta nói cộng thì mình cứ cộng thôi. Tiếp, dữ kiện thứ hai, dữ kiện này này, tổng bình phương của chúng bằng 280. Đây, có A bằng âm 5 rồi, bỏ nó vào đây. Thì ta được âm 5 trừ 3M, âm 5 trừ M, âm 5 cộng M và âm 5 cộng 3M bình phương. Ôi giải cái này nó có gặp phân số đâu, được chưa? Nó dễ mà, giải bằng tay máy tính đều được. Phân tích tung hẳn thức ra, đúng chưa? Lấy máy tính bấm, ôi xong, dễ quá. Ôi giải cái cách này nó còn đơn giản hơn đấy, hơn nhiều các em, được chưa? Trong quá trình giải, các em lưu ý, nếu có nhiều dấu trừ, các em đổi tất thành cộng đi, dưới bình phương. Chỗ này hiểu rằng là 3M cộng 5 đi. Chỗ này hiểu rằng là M cộng 5 đi. Chỗ này hiểu là M trừ 5 đi. Và chỗ này hiểu là 3M trừ 5. Các em nên có một bước nữa viết lại giống như thầy để phân tích hằng thức cho nó dễ. Còn thầy cứ ghi thế này thôi, sau đó thầy văng tung tóe đống này ra. Nhớ viết lại trình tự sao cho nó đẹp đi nhá, không nó xấu đấy. Thì chúng ta sẽ thu được kết quả ngay, đó là 20m bình bằng 108. Các em giải ra m bằng cộng trừ 3. Có m rồi thì kiểu gì chả có công sai đây là cộng trừ 6. Ôi giời ơi, hay chưa? Được chưa? Nhưng mà có công sai hay không chả quan trọng. Được chưa? Quan trọng nhất là chúng ta vẫn đã tìm được hai cấp số cộng thỏa mãn. Các em biết tại sao không? Tìm ra m rồi là tìm xong hai ẩn a và m, thế ta lắp vào cái chỗ rẽ lúc nãy thầy giả định, thế là thầy tìm ra cấp số cộng rồi, việc gì thầy tìm u1 vào đây trong bài này làm gì? Đúng không? Đúng không? Rồi ok. Như vậy, sau khi thầy tìm được đầy đủ hai ẩn a và m trong trường này thì thầy cũng vẫn tìm được hai cấp số cộng thỏa mãn. Từ đây, thầy chính chốt cho các em một cái mà các em cần nhớ như sau. Đó là trong cái trường hợp ấy mà các cái số hạng ấy, trong trường hợp này nó là chẵn đúng không? Thì ta cứ giả định là D bằng 2M đi. M là một cái tham số, hằng số cần tìm. Các số hạng đều được biểu diễn thông qua hai ẩn A và M. Trong đó A và M đẹp hơn cái kiểu biểu diễn theo U1 và D. Vì biểu diễn U1 và D trong bài này là chết rồi, không thích và cũng chả cần. Hiểu chưa? Ở đấy, nó mới he chú ý. Chúng ta đã đổi ẩn đi rồi và thực hiện đúng theo hai dữ kiện đề cho là được. Được chưa? Vui không? Làm cách này thầy thiết nghĩ em mà làm cách này không khéo em còn được hẳn 2 điểm 10 chứ không phải 1 điểm 10 nữa, được chưa? Cách này chưa từng bao giờ thấy ai làm và thầy cũng ít thấy trong tài liệu sách vở. Đây thầy tìm tòi và có thêm những cái phát hiện này mới thì mới có ấy nhá. Đấy, như vậy bài số 9 là kết thúc một cách hết sức thành công ở đây, em nhớ, được chưa? Tiếp nối thành công của bài tập số 9, bây giờ các em có thể đã mô phỏng và làm được cái bài số 10 theo cái cách làm nhanh của thầy rồi đấy. Bài 10 đặt ra như sau: tìm 5 số nào đó biết chúng lập thành một cấp số cộng, tổng là 15 và tổng các bình phương của chúng là 65. Dĩ nhiên bài này các em thích làm cách nào thì làm, nhưng thầy sẽ làm theo cách số 2. Bài này nó cũng có thêm một cái khác đi một tí, cái tinh thần làm theo cái bài 9 nhưng mà nó khác đi một tí là bài này nó có lẻ số hạng. Các em thân mến, một cái hệ 5 số hạng ở đây, tổng U1 đến U5 bằng 15 và tổng các bình phương của chúng bằng 65. Bài này các em làm theo kiểu giống thầy đã dạy, được chưa? Lẻ số hạng làm nó còn dễ hơn cả chẵn số hạng cơ. Các em ghi, gọi D là công sai của cấp số cộng trên thì ta có cấp số cộng này được viết như sau. Tại sao thầy lại không gọi D bằng 2M như vậy trước nữa? Đây là lẻ số hạng mà. Nếu lẻ số hạng thì có nghĩa là D bằng M thôi. Nếu có chẵn số hạng em đặt cho thầy là D bằng 2M nhé. Nhưng lẻ số hạng em đặt cho thầy D bằng M, cho thầy hỏi nhé. D và bằng M thì gì phải đặt nữa. D và bằng M thì M và D như nhau thì thôi, gọi D bình thường thôi, việc gì phải phụ thuộc 2M cho nó mỏi ra. Thôi gọi D bình thường nhé. Hiểu chưa? Lẻ số hạng thì gọi luôn D là công sai. Nhớ chưa? Không cần phụ thuộc vào M như bài trước của thầy đâu. Đây. Và biểu diễn, lần này chúng ta biểu diễn tất cả số hạng, tất cả 5 anh này theo anh chàng ở chính giữa. Khi biểu diễn theo anh chàng ở chính giữa thì chúng ta sẽ thu được các cái số hạng có tính chất đối xứng. Để nó đảm bảo tính chất tí nữa cộng lại nó vừa đủ hết một ẩn nào đó đấy. Đây, nếu biểu diễn thông qua anh chàng U3 ở giữa thì anh chàng U4 sẽ là U3 cộng D, U3 cộng 2D. Anh chàng này sẽ là U3 trừ D và trừ 2D. Các em thấy một lần nữa có đảm bảo tính chất đối xứng không? Lúc nãy trong bài 9 ý, 4 số hạng thầy phải đặt là 2M.
thì mỗi một bên cộng trừ nó sẽ đảm bảo tính đối xứng. Còn anh chàng này, 5 số hạng nó đã đối xứng với anh ở giữa rồi thì chúng ta giữ nguyên anh ở giữa, biểu diễn hai bên. Chứ không phải bạn ấy đưa về U1 đâu nhá, thích thì về nhà mà đưa về U1. Nhiều bạn người không chịu nghĩ ra cái sáng tạo cách khác, cứ bảo thầy ơi cứ đưa về U1 đi. Ừ, thích về cứ đưa về U1, đẹp thì không sao, xấu thì ráng chịu nhá. Cứ đưa về U1 mà nào. Thế bây giờ nhờ vào cái giả thiết 1, sau khi thầy đã viết được cái kiểu 5 số hạng như thế này rồi, thì thầy sử dụng giả thiết 1 là cộng lại chúng bằng 15. Kem cộng lại nhá, ôi giời nó hết sạch. Bài này cộng lại hết sạch D. Hết sạch D luôn. Thì hóa ra bài này lại còn có mỗi U3 và chúng ta đã tìm được ra 5 anh chàng U3 bằng 15. Như vậy U3 bằng 3. À thế bảo này, ngoài cái cách tiếp cận này, đây gọi là cách viết theo kiểu các số hạng gần đối xứng nhau rồi cộng lại để cho triệt tiêu một ẩn, thì các em cũng có thể hiểu một kiểu khác nữa cũng được. Đó là rõ ràng nếu có lẻ số số hạng này, các em lại nghĩ đến cái việc đó là sử dụng định lý hàng xóm. Ai cũng biết rằng U1 cộng U5 thì sẽ bằng 2 lần anh chàng ở giữa là U3. U2 cộng U4 bằng 6 cũng sẽ bằng 2 lần ở giữa anh chàng U3. Thế bây giờ tí nữa em cộng thêm một cái anh U3 nữa, thì giờ em cộng lại. Thế có phải tự nhiên em có 5 U3 không? Bây giờ chả thông minh quá chứ. Như vậy, ngoài ra lẻ số số hạng, người ta vẫn có thể tiếp tục nghĩ đến cái việc đó là sử dụng định lý hay còn gọi là tính chất hàng gì? Hàng xóm mà mình vẫn đã học rồi đấy. À ok. Hiểu chưa? Thì em có thể hiểu theo kiểu này cũng được. Đó là đưa tất cả về U3 chứ không phải là đưa về U1 đâu nhá. Xin nhắc lại lần nữa là thế. Như vậy U3 chúng ta đã tìm ra là bằng 3. Đó. Nhiều nguyên lý để dẫn đến rằng là chúng ta nên tìm U3. Nên nhớ một điều như thế. Bây giờ chúng ta tiếp tục sử dụng giả thiết số 2. Với giả thiết số 2 thì bây giờ nó dễ rồi. Các em sử dụng giả thiết số 2. Thầy bảo này, các em tìm ra U3 bằng 3 rồi, các em điền vào các cái số hạng này. Đây, em điền vào đây. Thế giờ chỉ còn có toàn D thôi. Và thầy xin nhắc lại. Các cái số hạng này của thầy là thầy đã biểu diễn theo U3 ở đây rồi. Theo tính chất cộng trừ nhá, để làm cho nó dễ. Nhớ chưa? Chứ thầy không đi theo cái hướng U1 với D ở đây đâu nhá. Đây, nhắc lại một lần nữa. Với cái dãy này, xong. Đây, chỗ này thầy chép lại thôi. Thì đây, U3 bằng 3, như vậy là 3-2D, 3-D, 3-D, 3-2D. Các em bỏ hết vào hạng thức này, nó làm đơn giản lắm. Bỏ vào cái dữ kiện thứ hai người ta cho, thì lại rất là ok. Đến đây các em phân tích tung ra thì em sẽ thu được đó là D bằng cộng trừ 2. Chỗ này thầy để cho các em tự làm, vì đến đây nó rất là dễ. Đấy, như vậy những cái chỗ bước nào khó khăn thì thầy đều đã giúp cái phương pháp làm rồi. Đối với dạng chẵn số số hạng và lẻ số số hạng, rõ ràng là nó đã hình thành tồn tại một cái quy luật rồi. Đúng không? Được chưa? Từ đây các bạn chốt cho thầy, sau khi có hai giá trị D xong thì em sẽ tìm được hai cấp số cộng thỏa mãn. Các em điền nốt nó vào cái chỗ đây này, em điền thẳng U3 và D vào đây này, không nhất thiết phải tìm ra U1 các thứ đó. Được chưa? Rồi, như vậy các em ghi từ đây thì thầy trò chúng ta có một cái tổng kết, các em ghi vào vở nhé, chứ chỗ này không phải đã bỏ đâu. Với một cái giả thiết mà người ta cho em, trường hợp đầu tiên là người ta cho một cái biểu thức liên quan đến U1, U2, U3, U4. Được chưa? Mà trong này mà nó là có chẵn số số hạng, thầy có thể nói ngắn gọn là trong này mai kia là nó có chẵn số số hạng đi. Thì công việc của em luôn luôn là đặt một cái công sai là D bằng 2M. Rồi tí nữa biểu diễn theo các cái bậc này. Thì tự biết biểu diễn rồi nhé. Thì biểu diễn anh chàng này là A nào đó. Đây là, thì biểu diễn theo các số thì một thằng biểu diễn theo A cộng trừ M đúng không? Rồi A cộng trừ 2M, A cộng trừ 3M, vân vân. Theo trình tự là cứ từ trừ đến cộng. Có hiểu được chỗ này không? Nhớ đây nhá. Thầy luôn biểu diễn theo kiểu này, các U đấy. Được chưa? Thí dụ nhá, U3 anh chàng này này, lúc nãy là thì là A cộng M. Thì anh chàng này là A cộng 2M. À 3M chứ, 3M. Được chưa?
3m. À thế thì chỗ này không 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 có 2m nhỉ, chỗ này chỉ có hoặc là 3m hoặc là 5m, tức là lẻ m đấy. Đây, biểu diễn theo kiểu này. Bên này thì là trừ, tức là bên cộng bao nhiêu thì bên trừ đối xứng ngược trở lại, thế là xong. Làm như thế này xong thì các em sẽ dễ dàng giải được hơn. Và cái thứ hai, nếu trong một cái giả thiết người ta cho các em u lẻ, u1, u2, u3, u4, u5, thì có hai hướng xử lý. Hướng thứ nhất đó là sử dụng định lý tính chất hàng xóm. Sử dụng tính chất hàng xóm nó ra rất là nhanh này. Sử dụng tính chất này, hoặc là các em có thể sử dụng cái đặt cái công sai là D, không cần biểu diễn theo M nữa. Vì nếu các em đặt theo M thì em viết D bằng M à? D bằng M thì cũng chỉ là D thôi, thì thôi tìm D luôn cho nó nhanh, còn việc gì phải đặt D bằng M. Thế từ đây, kết hợp hai giả thiết này thì luôn luôn ta tìm được cái U ở giữa. Có đúng luôn luôn tìm được U ở giữa không? U3 chứ việc gì tìm U1. Có U ở giữa rồi, bây giờ em dễ dàng biểu diễn được các cái anh chàng bên cạnh nhá. Các anh chàng bên cạnh của em thì cũng chỉ là U ở giữa cộng trừ D, rồi U ở giữa cộng trừ mấy D? 2D. Đây, chỗ này thì nó hơi lẻ, chỗ này thì nó lại ra cộng trừ 2D. Một cái thì U ở giữa cộng trừ D, một cái U ở giữa cộng trừ 2D. Đây, ví dụ như U4 thì bằng U ở giữa. Đây, hai ông này là cộng trừ D đây, cộng trừ 2D đây. Hiểu rồi đúng không? Phải viết được các cái mô phỏng này ra thì chúng ta mới viết được cái cấp số cộng ra được. Sau đó chúng ta chỉ cần giải hai thông tin này, chúng ta giải rõ ra A, giải rõ ra M là xong. Ở cái bài trên này này, thì khi sử dụng giả thiết này thì ta luôn luôn tìm được A trước. Vì sau khi bị cộng triệt tiêu lại thì các cái M này mất. Có A xong rồi ta thay vào thì ta mới tìm ra M. Còn bài này ở dưới thì ta luôn luôn ta tìm được cái số ở giữa trước. Có được cái số ở giữa xong thì chúng ta chỉ cần tìm nốt ra công sai D là xong. Đó, như vậy bài này có hai bước như thế này. Thầy mô phỏng như thế này là hiểu rồi, chả có gì khó cả. Xem bài mẫu cho thầy nhé. Những cái này nó thuộc về lý thuyết, không có trong sách giáo khoa. Đây là cách làm mới, đây phương pháp làm mới đấy. Để làm bài, các em phải nhớ, ghi vào vở. Thầy đã minh họa cho hai bài mẫu rồi. Đấy chưa? Như vậy là thầy làm cái gì nó đều có nguyên tắc rất là hay cả đấy. Được chưa? Rất là hay. Trong những trường hợp này rõ ràng là thầy cho chúng ta đâu cần phải nhất thiết tìm rõ U1 vào đây đâu. Đấy, như vậy một lần nữa chúng ta nhìn lại về phương pháp tổng kết của cái chỗ này nhá. Dành cho những cái bài toán mà liên quan đến các cái biểu thức mà nó dài, nó phức tạp nên làm như thế. Bài 10 là kết thúc thành công. Thầy cho chúng ta cùng làm bài số 11. Bài này liên quan đến các cái cạnh với chu vi tam giác. Chu vi của một cái đa giác nhá, chứ không phải tam giác, chưa hề nói với em đây là cái gì giác nhá. Chu vi của một đa giác nào đó bằng 158, số đo các cạnh của nó lập thành một cấp số cộng. Đấy, chính cái bài này là bài mà một số cái số nào đó lập thành cấp số cộng đấy. Có công sai D bằng 3 cm, biết cạnh lớn nhất bằng 44 cm, tính số cạnh của đa giác này. Bài này bản chất là đi tìm N đấy, tức là N giác nào đó đấy. Số cạnh của đa giác này, bây giờ các cạnh của nó lập thành một cấp số cộng. Cấp số cộng có N số hạng, thì bài này chính là đi tìm N. Em để ý bảo chu vi là cái gì? Là tổng số đo của tất cả các cạnh. À, như vậy bài này bản chất là cho biết cấp số cộng có U1. Có nhầm U1 thì chưa biết. Biết cạnh lớn nhất, cứ coi như là em biết UN rồi đi. Cạnh lớn nhất có phải là UN không? Cứ coi như là UN đấy. Tức là thực ra ấy, có hai hướng giả định. Hướng giả định thứ nhất là em có thể hiểu rằng là cấp số cộng này, em nhìn, họ cho cấp số cộng với công sai là dương. Thế thì với công sai dương thì các cái cạnh này thì nó phải có số đo tăng dần. Tăng dần thì cạnh lớn nhất này chắc chắn UN bằng 44 rồi. Em không thể nói là giảm dần được. Nếu mà giảm dần thì em lại nói là cái 44 này nó thành U1. Nhưng đây là tăng dần. Tăng dần thì đây phải là UN. Cẩn thận nhé, có những lúc về sau nhiều bạn bảo thầy ơi, người ta cho cạnh lớn nhất này thì nhỡ biết được đâu là U1 hay UN. Phải nhìn vào cái D này. Như vậy chúng ta sẽ có như sau. Bài này cho biết cái tổng này rồi. Tổng thì lại là một mối liên hệ giữa U1 và UN. Thế thì từ đây là tí nữa kiểu gì tính được U1. Được chưa? Sau có U1 xong rồi thì kiểu gì tìm ra N. Được ghi. Gọi cạnh nhỏ nhất của bài này thì phải là U1 cm.
và số đo số cạnh của đa giác ấy, trong trường hợp này là n cạnh, thì un bằng u1 cộng n trừ 1 lần d, d em thay bằng 3 vào đây, và cái cạnh lớn nhất trong trường hợp này phải đúng bằng 44. Các em xem chuẩn không? Ừ, đấy. Rút gọn đi một tí thì u1 của em là bằng 47 trừ 3n. Các em chuyển về sang có u1 có un thì em sẽ nhét nó vào cái chỗ biểu thức thiết lập tổng cái này. Chúng ta đều biết rằng là chu vi của đa giác thì bản chất chính là tổng số đo của tất cả các cạnh. Mà các cạnh thì lại lập thành một cấp số cộng, như vậy đây chính là tổng một cấp số cộng. Công thức các em đều biết. Tổng SN cạnh bằng 158 cm và chính là bằng tổng của U1. U1 là 47 trừ 3N cộng với UN, UN là 44, tất cả nhân số cạnh tức là số số hạng chia 2. Chuẩn chưa đã? À, cái này có hiểu không con? Rất là hiểu. Thế bây giờ chúng ta giải cái này tìm ra N thôi. Như vậy bài toán cho hai cái thông số này thì thầy trò chúng ta đã xử lý hết rồi. Chúng ta có đầy đủ hai cái thông số, hai cái phương trình này rồi. Thế là bây giờ ta nhân tung chỗ này ra. Chỗ này có hiểu không đã nào? Rất là hiểu đúng không? Ừ. Phải hiểu đây là tổng nhé. Thế nhân tung ra các em sẽ thu được phương trình như thế này. Chỗ này thì em đều làm được. Và chúng ta tìm ra bằng 4. Dĩ nhiên còn một cái âm nào đó nhưng mà bỏ đi. Âm hay là phân số gì đấy thì bỏ đi. Thầy xin phép là viết luôn cái số nguyên dương đẹp thôi. Cái nào âm vứt bỏ đi. Kết luận, số cạnh của đa giác này là bằng 4, hay đây chính là tứ gì? Tứ giác. Một cái bài rất hay liên quan đến các cái bài liên quan đến các cái thông số về cạnh cũng như là chu vi, diện tích về sau. Nhớ để ý nhé. Nói chung ý, cái bài toán này không khó đâu, nhưng mà phải hiểu đề. Xem thông tin người ta cho chính là cái gì rồi cắt nghĩa nó ra. Nhớ chưa? Bài 11 như vậy là kết thúc thành công. Các em cùng vào làm bài 12. Cho tam giác ABC sau có 3 góc A, B, C theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng. Biết góc C bằng 5 lần số đo góc A. Tìm số đo của các góc này. À, cũng là một cái bài liên quan đến cái kiểu góc đây. À, ta nhớ cho thầy một số cái bài tìm góc thì người ta sẽ cho một cái thông tin nào đó. Thì bài này ngoài thông tin đầu tiên, 3 số hạng này lập thành cấp số cộng. Thì chúng ta còn một dữ kiện nữa đó là C bằng 5A. Ngoài ra kết hợp với một dữ kiện mà ai cũng biết nữa đó là tổng số đo ba góc luôn bằng 180, thì chúng ta có thể giải ra đầy đủ thông tin về ba góc này được rồi. Các có lời giải chi tiết như sau. Thứ nhất, từ giả thiết bài toán này chúng ta nhanh chóng lập được hệ phương trình này. Thứ nhất, tổng số đo ba góc A cộng B cộng C bằng 180. Bài này đang tính theo độ đấy. Em ghi cẩn thận ghi thêm hộ thầy là tính theo hệ đơn vị độ cho thầy. Còn chỗ này thầy không ghi. Nhỡ mấy kia nhiều bạn lại hỏi radian thì sao? Thì chúng ta đang thống nhất hỏi theo độ nhé. Tại vì có nhiều kiểu đơn vị lắm. Thế giờ mình cứ chơi theo độ đi cho dễ. Thế thì tiếp này. Khi mà chúng lập thành cấp số cộng theo trình tự này rồi, thì A cộng C sẽ đúng bằng 2 lần góc B ở giữa. Đúng không? Đây là tính chất. Ngoài ra họ cho thêm giả thiết nữa đó là C bằng 5A. Các em dùng phép thế là xong. C bằng 5A. Các em thay C bằng 5A vào đây thì tức là 6A bằng 2B. Thì có nghĩa là B bằng 3A. Các em thay trực diện cả hai cái này vào cái phương trình đầu. Ngay lập tức em tìm được 9A bằng 180 hay là A bằng 20. Từ đó mà em suy ra được B 60 và C là 100. Các em kết luận nhanh chóng, ba góc cần tìm là 20, 60, 100. Thế bảo này, bài này người ta nói rất rõ luôn đó là theo trình tự này rồi thì chứng tỏ A phải là nhỏ nhất, còn C là lớn nhất. Tại vì nếu chúng ta khẳng định ý, tại vì cái cấp số này thì ba cái ABC này là dương hết rồi. Thế nếu mà trong trường hợp này em khẳng định là đây này, C bằng 5A, thế thì thôi rồi, thế thì A phải là bé nhất, chẳng nhẽ là còn A lớn nhất trong trường hợp này, đúng không? Vậy không mất tính tổng quát là mấy sau là khi mà đề người ta không nói gì thì em cứ giả sử là A nhỏ nhất trước đi cũng được. Để sắp xếp theo một cái trình tự nào đó, thông thường là tăng dần, làm bài cho nó dễ. Nhớ chưa? Kể cả người ta không nói là theo trình tự gì mà em biết là kết hợp với cái dữ kiện này là em phải biết là xếp theo trình tự ABC chứ không phải là CBA trong trường hợp này được. À, cái thứ hai đó là em phải nhớ đến một số cái tính chất về góc tam giác nhé, em nhớ tí, được chưa? Ngoài tam giác như về sau nhỡ người ta cho tứ giác thì sao, ngũ giác thì có nhớ được không? Đề phòng thêm thì thầy có thể nhắc thêm cho các em cái tứ giác ấy cho nó vui ấy mà. Đề phòng cái tứ giác ấy thì tổng số đo bốn góc trong tứ giác này là nó giống theo kiểu là chia thành hai tam giác thôi. Như vậy là 180 cộng 180 thì tổng số đo các góc là 360 này. Có hiểu được không? Tiếp nhé, nó cũng có thể rơi, nhỡ là rơi ngũ giác
Đây, ngũ giác chả cần phải đều. Thì em có thể chia cái này ra thành 3 tam giác đi. 3 tam giác đúng không? Mỗi một tam giác này tổng các cái bác này đã 180, như vậy là 180 x 3. Thế có phải là 540 không? Em cứ thế mà cộng vào thôi. Cái này là 180 độ nhân 2 này. Thì là 360, đây ngũ giác. Như vậy là đây là n bằng 4 thì nó sẽ ra là 180 x 2. Đây là n bằng 5 thì nó sẽ ra 180 x 3. Có hiểu được không? Thế bây giờ đây là n giác nào đó nhé. Kia là tam giác, nhỡ đây tứ giác này, ngũ giác này, n giác. Thì cái số đo của cái kiểu n giác, nhỡ mai nó cho bát giác với thập giác ấy. Thật đấy chứ, các em học trong cái tổ hợp xác suất nó còn có cả thập giác, thập nhị giác. Sợ lắm. Thì các em có thể chia cho nó vui, em về nhà em ngồi em chia nhé. Về nhà mà chia, thầy chỉ biết thế thôi. Em chia từ cùng xuất phát từ cùng một đỉnh ấy, chia cho nó dễ. Này, chia xuất phát từ cùng một đỉnh thôi. Nhiều bạn bảo thầy ơi em lại kẻ thêm cái tam giác nữa vào đây là không được rồi. Các tam giác này rời rẽ nhau ra. Chứ lại bảo là thầy ơi em kẻ thêm cả mấy phát nữa để em được nhiều tam giác hơn nữa. Ô thế thì các tam giác nó chồng chéo góc vào nhau à? Kẻ từ cùng một cái đỉnh thì thôi. Sau chúng ta sẽ có thí dụ như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vân vân. Thầy cứ ví dụ như thế. Bát giác hay thất giác gì đó thầy chả quan tâm. Chỗ này thầy chỉ biết là 4 nó lùi còn 2, 5 nó lùi còn 3. Thì chỗ n này nó sẽ còn lùi thành n trừ 2 nhân 180. Đây là công thức kinh nghiệm của thầy cho chúng ta. Có những thứ có khi biết thêm đấy, sợ lắm. 4 còn 2, 5 còn 3. Như vậy n giác thì còn coi như là đa giác lồi đi. Thì n trừ 2 nhân 180 nhé. Đây là thầy cho thêm một số thông tin mà nhỡ biết đâu có thể là học hỏi thêm được. Ok, em hiểu rồi đúng không? Đấy, kết thúc thành công bài tập số 12 này ở đây, em nhé. Chúng ta cùng làm bài 13, tiếp tục trong cái phần chuyên đề về tìm các số biết chúng lập thành cấp số cộng. Các em thấy bài này người ta cho tìm x kìa, để ba số dưới đây lập thành cấp số cộng. Ba cái này chính ra là ba biểu thức chữ x nhá. 10 trừ 3x, 2x bình cộng 3 và 7 trừ 4x. Thầy đã viết rời nó ra rồi để em dễ nhìn. Bài này chúng ta đã làm một lần hình như ở trong tiết trước rồi đấy. Chúng ta áp dụng đúng tính chất ba số ABC. Tớ ghi ABC lập cấp số cộng thì A cộng C bằng 2B. Cái tính chất này là chúng ta nhớ rồi đúng không? Áp vào đây, ông này cộng ông này bằng 2 lần ông này. Ôi giời ơi, quá dễ. Nhân tung xòe, lấy máy tính bấm. Nhân tung xòe 4x bình chuyển sang bên này là cộng 7x. Bên này là 6, bên này thì lại là 17, thì âm 11. Nhẩm VS cho dễ, đỡ phải bấm máy tính được. A cộng B cộng C bằng 0. Một nghiệm là 1, một nghiệm là C trên A. Bài này lấy hết nhé, đừng có bỏ mấy cái âm. Nhiều bạn ấy bảo thầy ơi, bình thường em thấy thầy ra N hay lấy N nguyên dương. Thế trong trường hợp này x em bỏ cái này được không? Không. Lấy cả hai. Đề nói tìm x có nghĩa theo kiểu giống giải phương trình ấy. Đề còn nói là x dương x âm gì đâu. X gì thì thích lấy bao nhiêu chả được. Như vậy kết luận là phải thế này. Mai kia ra lớp để bảo thầy ơi em quen cái việc tìm N, số số hạng em bỏ cái âm cũng rồi. Chết rồi. Học nhiều quá tàu hỏa nhập ma. Bài 13 như vậy là xong. Chúng ta tiếp tục đến với bài số 14. Các thân mến, cũng là một bài tìm x để ba số sau lập thành cấp số cộng, nhưng người ta lại cố tình nguy hiểm, người ta gài các em lượng giác vào đây mà các em đã học lượng giác trong chương trước rồi. Bây giờ ký ức lại ùa về. Sin 3x, cos x, sin x. Sợ không? Bài toán quay trở về giải phương trình lượng giác. May ở đây thầy còn cho mấy cái phương trình đơn giản đấy nha. Đây, ba số này nếu theo thứ tự này mà lập thành cấp số cộng thì chúng ta vẫn áp dụng đúng tính chất này. A cộng C bằng 2 lần B, sin 3x cộng sin x bằng 2 lần cos x. Đến đây tự nhiên chui ra việc giải phương trình. Rất có thể biết đâu người ta cho câu này vào để kiểm tra được kiến thức của cả hai thì sao? Đúng không? À đây, đây là một cái sự liên kết kiến thức rất hay. Rất là ổn đấy. Nào, bài này chúng ta nhìn thấy các cái góc lẻ như là góc sin 1x, sin 3x. Các em nghĩ đến công thức tổng thành tích. Sin cộng sin bằng đôi lần sin cos. Thầy đã dạy trong những chương trước học rất là kỹ rồi, có thể nói là chán rồi. Cos cộng cos bằng 2 cos cos. Cos trừ cos là trừ 2 sin sin. Sin cộng sin là 2 sin cos. Sin trừ sin là 2 cos cos sin. Nửa tổng viết trước, nửa hiệu viết sau. Áp vào đây ta có như sau. Sin cộng sin bằng 2 sin cos.
3 cộng 1 là 4, chia đôi còn 2. 3 trừ 1 còn 2, chia đôi còn 1. Đấy. Đến đây phương trình này có 2 chung, bỏ luôn. Đặt được nhân tử chung luôn, bài toán kết thúc ngay. Nhân tử chung chính là cos x. Bên trong còn sin 2x trừ 1. Đến đây bài toán quay về phương trình tích. Giải từng cái một bằng 0 thì ta có cos x bằng 0, sin 2x bằng 1. Đây đều là những cái phương trình cơ bản mà lại còn đặc biệt nữa. Đối với đuôi của các phương trình mà có 0 hoặc cộng trừ 1 thì chúng ta chỉ lấy một họ nghiệm. Như vậy chúng ta thu được, đặc biệt là đối với cái đuôi bằng 0 này là phương trình chỉ có k pi thôi nhá, chứ không phải là k 2 pi đâu. Xin nhắc lại một lần nữa như thế. Hôm mai lại k 2 pi đi. Cos x bằng 0 thì x bằng pi chia 2 cộng k pi thôi. Tại vì chúng ta đã gộp hai họ nghiệm thành một họ rồi. Còn sin 2x bằng 1, các em nhớ nhìn lại này, sin 2x bằng 1. Thì shift sin của 1 trong trường hợp này chúng ta chỉ lấy pi chia 2 thôi nhá. Phương trình này vẫn lấy một họ nghiệm nhưng đuôi là pi chia 2 cộng k2pi. Các em chia bỏ cho hai chỗ này đi. Thì còn pi chia 4 cộng kpi, và đây chính là hai cái họ nghiệm x cần tìm trong bài này với k là số nguyên. Ổn không? Đấy, nhắc lại về một tí lượng giác nhé. Nhiều bạn thấy cái này ui sợ lắm. Không biết làm đâu, được chưa? Về ôn lại một tí nếu đề phòng thôi để giải được. Kết thúc thành công bài tập số 14 ở đây các em nhé. Bây giờ các bạn và các em cùng đến với dạng thứ tư. Dạng này rất là hay và nằm trong những cái câu hỏi khó về so có liên quan đến thi đại học. Tìm điều kiện để cho một cái phương trình mà có các nghiệm lập thành cấp số cộng. Các em thân mến, thông thường người ta hay cho cái dạng bài này thì người ta sẽ xét đến hai cái phương trình hay gặp nhất, đó là phương trình bậc 3 và phương trình bậc 4 trùng phương. Thế thì khi mà nó có những cái nghiệm phân biệt như là x1, x2, x3, x4 ấy, thì điều kiện gì để cho bốn cái nghiệm này lập thành một cấp số cộng? Thì các em nên nhớ giúp thầy, không chỉ học trong lớp 11 có cái này đâu, mà về sau đến khi mà các em lên 12 ấy, thì cũng có thể xảy ra cái dạng bài này này. Đó. Thế thì bài này cũng được xếp vào cái bài hơi nâng cao, hơi khó. Nếu có thì cũng chỉ là ăn điểm 9-10 thôi các em nhé. Được chưa? Các em học được thêm cái phần này thì điểm sẽ cao lắm. Bây giờ các em để ý vào đây. Do dạng này cần phải nắm cái phương pháp đầu tiên, nên bây giờ thầy trò chúng ta sẽ học phương pháp trước, chứ không thể tự nhiên vập một phát và làm bài ngay được đâu. Được chưa? Bài này nên có phương pháp trước thì tí nữa làm bài nó đơn giản lắm. Phương pháp. Bây giờ các em xét cho thầy một nhỏ. Chúng ta xét phương trình bậc 3 trước. Với một cái phương trình có dạng fxm ax mũ 3 cộng bx bình cộng cx cộng d bằng 0, trong đó hệ số a người ta cho khác 0 rồi. Thầy bảo nhá, trong phương trình này người ta đã có chứa ẩn x nhưng có chứa cả tham số m. Tí nữa cái câu hỏi đặt ra sẽ là tìm tham số m, hay chính là tìm điều kiện đấy các em. Tìm tham số m để phương trình trên này này có 3 nghiệm phân biệt và lập thành một cấp số cộng. Đấy. Đọc đề nghe thấy bắt đầu thấy hay chưa? Đó. Bây giờ cách giải của dạng này là gì? Thế nào là 3 nghiệm lập thành cấp số cộng? Thầy lấy thí dụ một cái phương trình này này, thầy bảo nhá, thầy lấy một cái phương trình là x bình phương x mũ 3 nhá trừ 6x bình cộng 11x trừ 6 bằng 0. Đây. Các em nhìn lên bảng đi. X mũ 3 trừ 6x bình cộng 11x trừ 6 bằng 0. Thầy bảo các em lấy máy tính bấm là em sẽ có 3 nghiệm ngay. Đó là 1, 2, 3. Úi giời, thầy nhẩm cũng được. Tự bấm nhá. Và em có thấy đúng là 3 nghiệm lập thành một cấp số cộng chưa? Chả chuẩn quá nữa còn gì nữa. Với số hạng đầu là 1 và công sai D là bằng 1. Thế đây là trường hợp 3 nghiệm lập thành cấp số cộng này. Đây là một ví dụ cho các em đấy. Đấy, thầy cứ... Nhưng không phải lúc nào các nghiệm nó cũng đẹp thế này đâu. Có đầy bài nó cũng chưa chắc đã đẹp. Thầy lấy thí dụ các cái nghiệm khác chẳng hạn. Có thể là 1. Thì đây là 1 trừ căn 5. Thì 1 cộng căn 5. Đây cũng là cấp số cộng chứ nhỉ? Đúng không? Ở giữa đây, thằng này tăng đều thêm 5, căn 5. Còn thằng này... đấy, thì cấp số cộng là... công sai căn 5 cũng được. Em nhìn thấy các cái nghiệm kiểu như thế này chưa? Có rất nhiều phương trình có thể có các cái nghiệm mà kiểu lập thành cấp số cộng như thế này. Đấy, với công sai là căn 5, đây 1 thì đây cộng phát, đây trừ phát.
Thế thì để làm bài này chúng ta lại phải nhớ được cái tính chất. Nào chúng ta nhìn với ví dụ là hiểu rồi nhá. Đó. Bây giờ chúng ta kết hợp một số cái cách chúng ta cần phải dùng dữ kiện gì để làm bài. Thì đầu tiên, trước khi học phần này, các em phải nhớ lại cho thầy cái định lý VS, đặc biệt là VS áp dụng cho phương trình bậc 3. Khi mà phương trình này đã có 3 nghiệm phân biệt x1 hay 3, thì chúng ta nhớ tính chất VS bậc 3, tổng 3 nghiệm vẫn bằng trừ b trên a. VS bậc 3 nó chỉ khó hơn cái chỗ VS bậc 2 một tí là nó có thêm một cái nữa ở giữa này. Còn bình thường thì nó giống lắm. Tổng 3 nghiệm bằng trừ b trên a, tổng của các tích, tổng các tích hai nghiệm x1 2, x2 3, x3 1 là mới bằng c trên a. Đây là tổng các tích riêng. Còn tích 3 nghiệm thì bằng trừ d trên a. Trong nào trong này các em tập trung cho thầy vào cái đầu tiên, đó là tổng 3 nghiệm bằng trừ b trên a. Còn mấy cái này có thể thầy chưa cần dùng đến, thầy quan trọng nhất em nhớ hộ thầy cái này đi. Tổng các nghiệm trừ b trên a nó giống với phương trình bậc 2. Giống cái này đã nhá. Nhớ trong đầu cái này đã này. Nào, xét phương trình này. Giả sử phương trình nếu có 3 nghiệm phân biệt x1 2 3 lập thành một cấp số cộng thì ta cần giải những điều kiện gì? Thứ nhất, theo tính chất cấp số cộng, ta sẽ phải có x1 cộng x3 bằng 2 lần x2. Cái này là chắc chắn rồi. Thì đây, đúng cái dạng 3 số lập thành cấp số cộng đây, thì tính chất của nó đây. Đây gọi là điều kiện sau đầu tiên. Người ta gọi đây là điều kiện cần đầu tiên là phải có. Mặt hớt, theo VS thì các em lại biết được tổng 3 nghiệm lại bằng trừ b trên a. Từ đây các em rút ra điều gì? Các em thế cái sau này vào đây. Em thế cái sau này vào đây. Thế thì tự nhiên em có x1 cộng x3 bằng 2 lần x2. 2 lần x2 em cộng thêm một cái bác x2 nữa. À thế, có hiểu thế nào thế phải không? x1 cộng x3. x1 cộng x3 bằng 2x2, thế vào đây, như vậy là có mấy x2 rồi? 3x2. 3x2 bằng trừ b trên a, các em dễ dàng giải ra được x2 bằng trừ b trên 3a. Chia 3 xuống. Sau khi các em biết được một nghiệm là trừ b trên 3a, các em thay thẳng nghiệm này quay trở lại vào phương trình ban đầu. Chú ý, xin nhắc lại. Khi các em có một nghiệm là trừ b trên 3a, các em muốn giải ra m thì các em phải thay trực tiếp cái nghiệm này này vào phương trình. Các em nói rõ chưa? Thầy xin nhắc lại, phương trình đầu bài đang có chứa x và m. Sau khi tìm ra một nghiệm này rồi, các em bay thẳng cái nghiệm này thay vào phương trình này, có phải là các em giải ra m không? Có nhá. Nhưng sau khi giải ra m xong thì các em phải thực hiện một bước nữa, đó là cái bước thử lại để đảm bảo cái điều kiện đủ của phương trình. Các em nên nhớ cái tính chất này thôi thì chưa dám đảm bảo rằng là nó đã có 3 nghiệm thỏa mãn cấp số cộng thôi đâu. Vì chúng ta vừa chỉ tìm được một nghiệm nào đó thôi. Các em nên nhớ chúng ta vừa tìm được một nghiệm nào đó thôi. Chúng ta làm mồi thay thử lên phương trình để dẫn ra m. Nhưng có m rồi, các em lại phải thay ngược trở lại vào phương trình để giải xem lúc ý phương trình có thật sự có 3 nghiệm không và có lập thành cấp số cộng thỏa mãn điều kiện này không. Vì các em mới chỉ biết có mỗi một nghiệm này thôi, ai dám đảm bảo là phương trình này nhỡ nó có không có thêm hai nghiệm nữa để tạo thành cấp số cộng thì sao? Ở đây. Thế nên bước này là bước hết sức quan trọng, đó là bước đảm bảo điều kiện đủ. Bạn giải ra m rồi, bạn phải thay ngược lại phương trình xem có đúng ra 3 nghiệm không đi đã. Nhỡ nó không đủ 3 nghiệm thì chết à, đúng không? Đấy, như vậy là dựa vào cái này để làm mồi để tìm ra một nghiệm nào đó. Đúng không? Đấy, sau đó giải nốt thay ngược trở lại để tìm đủ 3 nghiệm đi đã, xong thật sự xem có đúng không. Thì cái bước này hết sức quan trọng, bạn nào không thử lại điều kiện đằng sau là kem sai đấy. Nếu phương trình thực sự có 3 nghiệm phân biệt thật và thỏa mãn điều kiện sau thì lúc này chúng ta mới sáng tỏ là m tìm ra là thỏa mãn. Thông thường thì mình tìm ra m thường mà chỉ có một giá trị m thôi thì thường là thỏa mãn. Nhưng cũng phải cẩn thận, có những trường hợp tồn tại những cái bài toán mà tìm ra m rồi mà chưa chắc thỏa mãn đâu. Thế thì thầy xin nhắc lại một tí là các em phải thử lại. Ngoài ra thầy cung cấp cho các em thêm một công thức giải nhanh luôn mà chứng minh được từ cái này. Thầy bảo nhá, khi mà các em đã có một nghiệm là trừ b trên 3a rồi, các em b thẳng phương trình này lên đây. Những nơi nào có x em thay bằng trừ b trên 3a, sau đó các em phân tích tung xòe các thứ ra thì các em rút được một công thức giải nhanh rất hay. Thầy đã rút công thức này trước ở nhà rồi. Thầy xin nhắc lại nhá,
Điều kiện cần và đủ về sau của phương trình này muốn có ba nghiệm phân biệt lập cấp số cộng thì bản chất là thay cái này vào đây và rút gọn nó thành công thức này luôn. Về nhà tự chứng minh, thầy đã rút hộ rồi. 2B mũ 3 cộng 27A bình D bằng 9ABC. Bây giờ thầy sẽ minh chứng cho em thấy rằng là chắc chắn công thức này của thầy là đúng bằng cách thầy áp dụng thử cho phương trình này. À chẳng hạn thế. Được không? Quá được. Nào. Phương trình này chẳng hạn nhá. Coi như là chúng ta chưa biết là phương trình này có nghiệm gì đi. Được không? Thế thì phương trình này chắc chắn phải có thỏa mãn cái điều kiện đó là 2B mũ 3 cộng 27A bình D bằng 9ABC. Những phương trình nào ít nhất phải thỏa mãn điều kiện này, em lắp vào thử xem nhá. 2 nhân với âm 6 mũ 3, cứ thay thử đi. 2 nhân âm 6 mũ 3 cộng 27A bình D, A bình bằng 1, D bằng âm 6 bằng 9 lần ABC. Nếu mà trong một trong ba cái mà B, B, C mà nó mà bằng 0 phát thì thôi chỗ này giải dễ luôn. Nhưng mà A nó thường phải khác 0 rồi. Thì A bằng 1 bỏ B bằng âm 1 và C bằng 11. Nào, công việc của mình bây giờ là lấy thử cái máy tính ra đây, bấm xem nó có đúng không. 2 nhân với âm 6 mũ 3 cộng 27 nhân âm 6 âm 594. Đúng không? Ơ, xem nào. 2B mũ 3, 2 là âm 6, 2 nhân âm 6 mũ 3 cộng 27 A bình D, A bình là bằng 1, D bằng âm 6. Đúng không? Âm 594, bên này 9 lần ABC. À, chỗ này thiếu 9 lần A, à còn B, B là âm 6 phải âm 1, thảo nào. 9 nhân âm 6 nhân 11 bằng, ôi dồi ôi, âm 594 quá chuẩn, xong nha. Như vậy đảm bảo công thức này là rất chính xác, yên tâm. That's ok. Đó, các em đã hiểu chưa? Thế bây giờ thầy trò chúng ta sẽ áp dụng cái này vào ngay. Về sau các em thích làm trắc nghiệm, em dùng luôn cái này. Còn nếu mà giải từ từ thì cũng nhanh thôi. Thực ra bài này giải tự luận bình thường nó rất là nhanh rồi, chứ nó chả có gì là lâu. Chỉ qua là trình bày nó hơi dài tí. Trình bày nó hơi dài thôi. Chúng ta nên dùng công thức này trong những cái trường hợp mà M của chúng ta mà nó phủ kín cả ABCD mà chúng ta thấy M nó ở khắp mọi nơi cơ. Thí dụ nhá, A, B, C, D, các hệ số em thấy nó chứa M rất là nhiều, em thấy giải nó rất là khó. Thì em sẽ dùng luôn công thức này giải, lấy máy tính bấm ấy mà. Cho hết M các thứ vào đây, lấy máy tính ấn Shift Zone ra M ngay. Nhanh lắm. Bài số 15 đây. Tìm tham số M để phương trình này có 3 nghiệm phân biệt lập cấp số cộng. Bài này là may là thầy mới chỉ cho M nó ở mỗi cái chỗ D này thôi. Chứ thầy còn chưa cho M ở các cái vị trí này này. Thậm chí nhá, thầy bảo này, nếu người ta cho M ở đầu, cho M ở đầu ấy, thì em phải ghi rõ là nếu cho M ở đầu thì M bắt buộc phải khác không. Vì muốn có ba nghiệm phân biệt thì phương trình này phải phương trình bậc 3. Thế thì M, nếu mà M nó ở hệ số A ở đầu, em phải giải M khác không. Chứ nếu không thể nào nó suy biến về bậc 2, bậc nhất thì làm sao có ba nghiệm được. Như vậy, trong trường hợp này là thầy đã cho sẵn là A khác không rồi nhá. Thế may là bài này mình mới chỉ để cái M ở đằng sau này thôi. Đây là một trong những ví dụ kinh điển là về sau kiểu gì thầy cô nếu cho thi thì phương trình người ta sẽ cho giống y hệt thầy. Bây giờ chúng ta cùng giải từ từ. Giả sử phương trình này có ba nghiệm phân biệt đi, lập cấp số cộng. Ta phải có hai điều. Thứ nhất, nghiệm thứ nhất cộng nghiệm thứ ba bằng hai lần nghiệm giữa là nghiệm thứ hai đi. Không mất tính tổng quát, em cứ giả sử là x1 bé hơn x2 bé hơn x3. Em ghi không mất tính tổng quát, ta cứ giả sử x1 bé hơn x2 bé hơn x3. Cứ giả vờ đi, cũng chả ai chết đâu, không phải sợ. Được chưa? Em bạn thích thì bạn giả sử như thế này này cho nó ổn để nó lập cấp số cộng. Và thứ hai, đó là tổng ba nghiệm theo VS thì bạn luôn có bằng trừ B trên A. Bạn tính vào đây là bạn sẽ được 3 ngay. Trừ trừ mà, thành cộng. Hai dữ kiện này kem kết hợp thế từ cái này vào cái này. Có đúng là thầy vẫn làm như thế không? Thế em sẽ thu được đó là 3x2 bằng 3. Thế vào 3x2 bằng 3 thì chúng ta tìm ra một nghiệm là x2 bằng 1. Từ khi có nghiệm bằng 1, các em thay ngược vào phương trình thì sẽ tìm ra M ngay. Thay thử 1 vào phương trình thì chúng ta sẽ có 1 trừ 3 trừ 9. 1 trừ 3 trừ 9 thì là trừ 3 trừ 9 là âm 12, âm 12 cộng 1 thì là âm 11.
âm 11 các em vứt sang bên kia thì chúng ta sẽ có ngay đó là m bằng 11. Có m bằng 11 rồi nhưng mà chưa dám đảm bảo là chắc gì đã phương trình này đã có đầy đủ ba nghiệm, nhỡ nó sai thì sao? Đúng không? Vừa rồi là chúng ta mới thử dùng cái điều kiện cần thôi để chứng minh điều kiện đủ, bạn phải thử lại. Bạn thay 11 quay trở lại vào phương trình giả thầy thì bạn sẽ được phương trình này. Đến đây dĩ nhiên bạn lấy máy tính mà bấm cho nó nhanh chứ còn cái gì nữa. Chú ý phải để cái máy tính nào mà nó hiện được căn nhá. Nó hiện được ra các nghiệm nó phải đọc được, đừng có để cho nó lẻ. Còn nếu không thì em phải sử dụng sơ đồ Hockney này. Nếu em biết là một nghiệm là 1 rồi, các em tách phương trình này ra thành hai phương trình. Đây x trừ 1 nhân x bình phương trừ 2x trừ 11. Cái chỗ tách Hockney này về nhà tự học lại đi nhá, thầy dạy hơi nhiều rồi đấy. Ngày xưa học cả từ phần lớp 10 lẫn cả học lượng giác là tách Hockney thầy dạy rồi. Đấy, thế thì chúng ta sẽ sử dụng cái cách này và chúng ta sẽ bóc được ba nghiệm đó là 1 và 1 cộng trừ căn 12. Hoặc em có thể ghi chỗ này là 1 cộng trừ 2 căn 3 cũng được. Tại vì căn 12 thì em tách nó ra thành 1 cộng trừ 2 căn 3 được. Thì đến đây nếu em ghi đầy đủ ra, ta ghi giả sử theo như ban đầu ta nói x1 bé hơn x2 bé hơn x3 thì x1 chúng ta tìm được là 1 trừ căn 12, x2 nằm ở giữa là 1 và x3 này là 1 cộng căn 12. À, đúng thật, nó lập thành một cấp số cộng. Tại sao? Ô, nó giống cái dạng này này. Đấy, nó giống kiểu này này. Giống chưa? Đấy, giống cái kiểu này này. Đấy. Xấu được, không sao cả. Vậy kết luận là ba nghiệm này thỏa mãn lập cấp số cộng nên m bằng 11 là chuẩn. Ngoài ra, thầy có thể giúp các em dùng công thức giải nhanh. Nếu theo công thức giải nhanh thì đây, lắp vào công thức này. Nhấn bảng nhé. 2b mũ 3 có nghĩa là 2 nhân với cái kia là âm 3 bình lên, à âm 3 mũ 3 cộng 27 a bình d, a bình bằng 1, d bằng m bằng 9 lần abc, 9 nhân 1 nhân âm 3 nhân âm 9. Đây. Bây giờ nhá. Đây, 2 lần a 2 nhân âm 3 mũ 3 cộng 27 lần a bình d, a bình nhân d là m rồi. Các em xem hộ thầy em ấn gì ấy nhỉ? Đến đây các em phải lấy máy tính ấn shift zone nhé. Shift can đấy. Shift zone cho m một giá trị nào đó, em cứ cho đại đi zone for x. Và máy tính các em nhớ là nhập thành chữ x nhá. Thôi chỗ này thực ra em giải bằng tay được ấy, chứ việc gì phải giải bằng máy tính. Đây này. Ô cái chỗ này nó giải bằng tay cho nó nhanh. Phương trình này việc gì phải bằng máy tính nhỉ? Phương trình này chỉ có một nghiệm duy nhất thì chúng ta sẽ nhẩm luôn. Trừ khi nhá, cái phương trình này bậc cơ cao nó khó hơn thì lấy máy tính ấn shift zone ra. 9 nhân âm 3 nhân âm 9 được bao nhiêu? Chia bỏ cho 2 nhân âm 8 và cộng, à trừ chứ, trừ trước, quên. Tính bên phải trước được bao nhiêu? Trừ bỏ cả cái bên kia đã. 2 nhân âm 8. À, âm 27 chứ nhỉ, chỗ này là 2 nhân âm 27. Rồi, được bao nhiêu chia bỏ cho 27. Đấy, các em cũng giải ra m bằng 11 luôn, đều rất là chuẩn và ok. Đã hiểu chưa? Thì bạn nào thích dùng cái nào thì em làm. Miễn là khi nào trắc nghiệm em làm nhanh thì càng tốt, thầy chả bảo gì. Còn thực ra làm bình thường này nó đã nhanh quá rồi. Làm bình thường bạn chỉ cần tìm ra một nghiệm, bạn thay ngược trở lại vào phương trình là bạn tìm được m ngay. Nhưng mà trình bày tự luận thì bạn phải đảm bảo ok như thầy nhé. Kết thúc thành công bài tập số 15 ở đây. Đấy, dạng này heo. Bây giờ thầy trò chúng ta xét sang cái thứ hai nhé. Phương pháp để tìm các cái điều kiện để cho một cái phương trình trùng phương mà nó có 4 nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng. Cái dạng này về sau thầy xin nhắc lại ở lớp 12 có khi người ta vẫn còn hỏi lại vấn đề này này. Được chưa? Thế thì bây giờ em xét cho thầy một cái phương trình fxm nào đó. Ax mũ 4 cộng bx bình cộng c bằng 0 với a khác 0. Người ta chỉ hay xét trùng phương thôi, còn bậc 4 đầy đủ thì người ta phức tạp hơn chắc không xét đâu. Thế thì tìm tham số m để cái phương trình này này có 4 nghiệm phân biệt và lập thành một cấp số cộng. Thì cái phương án làm bài là như sau các em nhé. Cái thứ nhất, em phải nhớ là cách giải của cái phương trình này thì bao giờ người ta đặt t là x bình lớn hơn hoặc bằng 0, chắc em không lạ gì cái chỗ này nữa đúng không? Thế thì phương trình có dạng là at bình cộng bt cộng c. Thầy gọi phương trình ẩn t này là phương trình số 2. Thế thì muốn cái phương trình 1 có 4 nghiệm phân biệt x ấy, thì cái phương trình 2 này chúng ta phải có 2 nghiệm t dương phân biệt. Cái này ta học từ năm lớp nào thơ ấu rồi thế này. 2 nghiệm t dương phân biệt. Thầy cứ giả định rằng là t1 bé hơn t2 đi. Thì điều kiện của chúng ta sẽ là t2 lớn t1, 2 nghiệm này cùng dương. Dương hẳn đấy chứ không phải bằng 0 đâu em.
Vì mỗi một nghiệm dương hẳn thì nó mới khai căn ra hai cái căn cộng trừ mà. Chứ em còn để bằng không là coi chừng nó không có bốn nghiệm được. Hiểu chỗ này không? Như vậy chỗ này ai cũng biết rồi, hai nghiệm tây dương phân biệt. Các em biết một cái phương trình bậc 2 mà muốn có hai nghiệm dương phân biệt thì phải đảm bảo thỏa mãn ba điều kiện. Biệt thức delta là phải dương, tổng dương tích dương. Từ đây thầy trò chúng ta dẫn đến đó là tổng dương tích dương. Delta dương, à thầy bảo nhé, delta hay delta phải cũng được. Thầy cứ ghi delta phải trong trường hợp mà nếu có, còn nếu không thì cứ delta thôi. Theo VS thì tổng tích chính là trừ B trên A và tích là C trên A đấy. Có hiểu không? Thầy xin nhắc lại nhé, hai cái nghiệm dương ấy thì tổng dương tích dương người ta hay viết thế này luôn. Khi mà các em giải xong cái này thì cái này là cái điều kiện đầu tiên. Mình cứ hiểu rằng đây là một cái điều kiện sau nào đó đi. Đúng không? Đây là điều kiện, bạn phải giải cái này trước. Tại vì nếu mà bạn giải xong mà bạn không có cái điều kiện để đối chiếu thì không ổn. Như vậy bạn phải giải điều kiện này trước đi. Khi đó phương trình 1 sẽ có 4 nghiệm x phân biệt. Thầy bảo nhé, có phải là hai nghiệm này nó sẽ sinh ra các cái căn không? T1 thì có cộng trừ căn T1, T2 có cộng trừ căn T2. Các em giả sử em không mất tính tổng quát, các em cứ xếp từ nhỏ đến lớn đi. Nếu các em xếp từ nhỏ đến lớn thì chúng ta sẽ có trừ căn T2 đến căn trừ căn T1, rồi đến căn T1 và đến căn T2. Các em thích cho T nào lớn hơn được. Chả qua là thầy cứ mặc định trong một trường hợp là chúng ta giả định là T2 lớn hơn đi nhá. Đúng không? Giả định như thế này đi thì sắp xếp được theo chiều hướng này. Bây giờ bốn cái số hạng này, bốn cái nghiệm này nó lập cấp số cộng khi nào các em? Thì chúng ta nhớ cho thầy cái lý thuyết như sau. Đó là đây này, bốn cái nghiệm này lập thành một cấp số cộng khi và chỉ khi đây A, B, C, D lập cấp số cộng khi và chỉ khi là chúng ta phải thỏa mãn cả hai cái, ba cái này và ba cái sau. A cộng C bằng 2B, rồi B cộng D bằng 2C luôn. Nhìn nhá, ông này ở giữa thì A cộng C bằng 2B, ông này ở giữa thì B cộng D bằng 2C. Giải đồng thời phải cả hai cái này thì mới đảm bảo thỏa mãn được. Như vậy các em ghi theo tinh thần này thì nhìn cái này cộng cái này bằng hai lần cái giữa xong trừ căn T2 rồi cộng với căn T1 bằng trừ hai lần căn T1 ở giữa. Tiếp đến lượt cái này cộng cái này bằng hai lần cái này. Đấy, nhìn thấy giải đúng không? Thấy giải quá đúng không? Đúng chưa? Đấy, phải giải đồng thời cả hai cái. Thế bây giờ các em chuyển vế sang đi. Khi cái chuyển vế sang thì có một chuyện rất vui xảy ra nhé. Đó là cái ông trừ này chuyển sang bên... À đâu, hai ông T1 chuyển sang đây. Như vậy thành... Đây, ông trừ chuyển sang đây. Ông trừ này chuyển sang đây. Tự nhiên ta lại có căn T2 bằng 3 lần căn T1. Cái dưới cũng thế. Ông này giữ nguyên. Ông trừ này chuyển sang đây. Tự nhiên căn T2 cũng bằng 3 lần căn T1. Ôi vui. Vui không? Căn T2 lại bằng 3 lần căn T1. Tự nhiên hai điều này đều dẫn đến căn T2 bằng 3 lần căn T1. Nên thầy bình phương hay vế lên, thầy thu được T2 bằng 9 T1. Đây là điều kiện hết sức quan trọng. Em nhớ chưa? Vậy thầy xin nhắc lại điều kiện để giải về sau luôn luôn là T2 bằng 9 lần T1. T2 lớn hơn T1 nhé. Đây chính là điều kiện để chúng ta cần phải giải để đảm bảo thỏa mãn bốn nghiệm lập cấp số cộng. Trong trường hợp nếu như phương trình trùng phương này mà delta của em ấy mà không âm, tức là em khai căn được delta, em giải được rõ T1, T2, thì ôi dồi thầy xin mời các em lắp luôn T1, T2 vào đây. Thì thầy mới nói là nếu có T1, T2 thì bạn lắp luôn vào đây cho thầy nhờ. Thì bạn giải ra M là xong. Nhưng cũng có những trường hợp delta nó dồi ôi nó không căn được, nó xấu số quá thể. Nếu delta của em là một số chính phương, ví dụ như là M bình chẳng hạn, em khai căn ra thì nó là M thì không nói. Nhưng mai mà nó khai ra mà nó lại 2M cộng 3 với 9M bình cộng 5M cộng 7, thôi thầy thua với nó rồi. Trong trường hợp ý, chúng ta không thể tìm rõ hoặc là không tìm được ra cái T1, T2 nó đẹp được. Thì thầy xin mời các em tiếp tục áp dụng VS. Đây là trường hợp đầu tiên, nếu có thì bạn thay vào. Không có thì bạn nhờ vào VS. Theo định lý VS thì bạn đều biết là tổng hai nghiệm là trừ B trên A với tích hai nghiệm C trên A, bạn biết thừa rồi. Bạn kết hợp với cái dữ kiện là T2 bằng 9 T1, bạn thay vào đây hộ thầy là xong, dễ lắm. Đấy, cái T2 thay bằng 9 T1 vào đây là bạn thay vào là xong. Từ đây thầy chính rút ra cho em một công thức giải nhanh rất hay. Nào, từ đây chúng ta tìm được T1. T1 bằng cách chia 10 bỏ bên này, em nhìn thấy 10 chưa? Thì T1 luôn luôn là giải ra được bằng trừ B chia 10A. Còn ở dưới này là 9T1 bình, em chia bỏ 9 xuống thì T1 bình sẽ bằng C chia 9A.
Từ đây T1 bình bằng cái này, nên em bình cái này lên. T1 thì bằng cái này, em dùng phép thế, em thế cái này vào đây. Em thế, thế nó vào. Thì tự nhiên em rút ra công thức đó là trừ B chia 10A bình phương lên bằng C chia 9A. Thầy bỏ dấu âm và thầy phân tích tung xòe ra, nhân chéo lên, thầy thu được một cái công thức rất hay. Đó là B bình bằng 100 phần 9 AC. Các em ghi vào vở, đây cũng chính là công thức giải gì? Công thức giải nhanh của bốn nghiệm hàm bậc 4 trùng phương lập thành cấp số cộng. Thầy còn dùng cái này về sau đến năm lớp 12 là thầy vẫn còn dùng cái này nữa cơ. Thì đỡ phải chứng minh, em có thấy cái bài bậc 4 này nó làm các thứ, nó bước nó có dài không? Dài phết đấy, đúng không? Đó. Thế thì trong trường hợp trắc nghiệm thì dùng luôn công thức này này. À, đảm bảo rồi, nhanh như chảo chớp. Để minh chứng cho điều này thì thầy trò chúng ta sẽ cùng làm bài tập số 16. Tìm điều kiện để bốn cái nghiệm của phương trình này, tìm điều kiện để phương trình này có bốn nghiệm phân biệt lập cấp số cộng. Khó không? Rồi nhìn mà không biết làm khó phết đấy. Giải theo đúng trình tự thầy đã dạy. Đặt T là x bình, T lớn hơn bằng 0, phương trình lập tức trở thành như thế này. Gọi là phương trình 2. Phương trình đầu bài muốn có bốn nghiệm phân biệt x thì phương trình 2 phải có hai nghiệm T dương phân biệt như thế này. Thầy chép lại mà cho nó vui, chép lại. Thầy sợ là nếu như thầy làm ngay các em không hiểu, nên thầy chứng minh từ từ công thức giải nhanh tí nữa, thầy làm xong rồi thầy làm bụp một phát cả hai cách luôn. Ôi giời, quá thông minh. Đây, muốn có điều kiện này thì bạn phải đi giải ba cái này. Đúng không? Giải cái này. Delta phẩy, bên này đúng là chuẩn dùng delta phẩy. B phẩy bình trừ A nhân C. Không có 4AC đâu ở đây đâu nhá, trừ A nhân C. Tổng SC bằng trừ B chia A, trừ trừ hóa cộng. Như vậy nó còn cái này. C chia A thì nó là cái này. C nó đây này. C đây. Đấy, thầy giải đúng không? Chỗ này phân tích tung hẳn thức ra thì vô tình chỉ còn M bình lớn 0. Chỗ này M lớn hơn âm 1, chỗ này M lớn hơn âm 1/2. Thầy bảo này, M bình thì luôn luôn lớn bằng 0. Vậy muốn cho lớn 0 thì chỉ cần M khác 0 thôi. Thầy cấm các em ghi M lớn 0 nhá, các em ghi M lớn 0 sai đấy. M bình thì lúc nào nó lớn hơn hoặc bằng 0. Thế giờ muốn cho nó chỉ lớn 0 thôi thì tránh bỏ cái chọc dấu bằng đi. À, thế nên M khác 0. Hai cái dưới cùng lớn thì ta chọn người lớn hơn. Vậy ta có cái điều kiện sau cần giải trong bài này. Chính là M khác 0 và phải thỏa mãn lớn hơn âm 1/2. Ta nhớ điều kiện sau này. Để tí nữa ta còn làm ra nghiệm xong ta còn đối chiếu các em nhé. Các em tự ghi vào đây là sao nhé. Sao này, thầy quên mất không đánh sao, nhưng mà đây chính là ông sao này. Nhớ chưa? Mới chỉ giải xong nửa bài thôi. Cái này là cái điều kiện để tí nữa đối chiếu đấy. Tiếp tục. Khi mà với cái điều kiện sau ấy, thì khi đó phương trình 1 có 4 nghiệm x phân biệt là gì? Thì chúng ta có 4 cái nghiệm này. Đây là thầy trình bày lại theo cái phần lý thuyết. Lý thuyết dạy là sẽ có 4 cái nghiệm này. 4 nghiệm này lập cấp số cộng. Khi thỏa mãn thầy vừa dạy lúc thế nào thì bây giờ thôi, lần sau thầy xin phép các em nhé, em viết luôn cho thầy T2 bằng 9T1. Vì cái này không đổi rồi, nó luôn đảm bảo điều kiện này mà. Đây đấy, điều kiện này thầy đã viết cho rồi. À, thế tự nhiên lần sau em nhớ luôn hộ thầy nhé. Mình cứ nói luôn đi, để đỡ cần phải trình bày lại cái bước này, đỡ đau đầu. Thì T2 bằng 9 lần T1 là xong. Vì tính chất của cái cấp số cộng này trong trường này nó đã thế rồi, không thay đổi so với cái chỗ lý thuyết. Theo định lý VS thì tổng hai nghiệm bằng trừ B trên A, tích hai nghiệm bằng C trên A. Kết hợp với dữ kiện T2 bằng 9 lần T1, ta thay vào đây theo đúng cái chỗ phương pháp lý thuyết dạy thế nào thì thay vào đúng. Từ đây ta dễ dàng giải ra được T1 bằng 2 nhân M cộng 1 chia cho 10, thì rút gọn 2 chia 10 là còn M cộng 1 chia 5. Chỗ này chúng ta được 9 lần T1 bình bằng cái này. Kem thế lập thế trực tiếp cái này vào đây. Thế nó vào đây. Thì chúng ta sẽ thu được chỗ này, thế cho nó nhanh vào nhá. Sau đó các em ngồi bấm máy tính tung xòe ra, phân tích tung xòe chỗ này ra thì em sẽ được kết quả ngay thôi. Thầy nghĩ là chỗ này các em giải được rồi. Đây. Thay lại một lần nữa nhá. Đây chỗ này thầy chép lại cho thôi, cho dễ nhìn, để dễ nhìn, ai chưa nhìn được thì nhìn vào đây. Thay lại vào thôi, và đến đây chúng ta phân tích tung cái dưới ra. Cái trên này chả cần giữ lại làm gì đâu, giải cái dưới thôi. Cái dưới là cái quan trọng này, thầy xin phép thầy giải cái dưới này. Phân tích tung hẳn cái thức ra nhá. 5525 nhá. Ra đây thành 50m cộng 25. Thì từ đây chúng ta lấy máy tính bấm ra M bằng 4 hoặc là âm 4/9.
Theo như điều kiện lúc đầu thì m của thầy trò chúng ta là phải khác không, và m phải lớn hơn âm 1/2 gì. Đây là điều kiện sau của em này. Em xem nó thỏa mãn hết chưa? 4 nó thỏa mãn âm 4/9. Âm 4/9 thì nó chỉ khoảng âm 0.4 thôi. Âm 0.4 thì chắc chắn nó vẫn lớn hơn âm 0.5. Nên kết luận bài này cả hai cái này cùng thỏa mãn. Đấy, ok. Còn bạn thích dùng công thức giải nhanh, thầy dạy cho bạn luôn. Theo công thức giải nhanh bài này, B bình bằng 100/9 AC. Bây giờ quay trở lại cái phương trình lúc nãy ABC của thầy đâu? Đây. B của thầy bình lên thì 2 này bình lên bằng 4. Như vậy là 4 nhân với M cộng 1 bị bình bằng 100/9. A của thầy bằng 1, C của thầy là bằng 2M cộng 1. Các em nhân tung xòe đống này lên, 4 nhân 9 là trở thành gì nhỉ? 4 nhân 9 thì trở thành 36 M bình phương cộng 2M cộng 1. Còn chỗ này sẽ bằng 100 nhân với 2M cộng 1. Thì đến đây chúng ta sẽ có đó là 36 M bình cộng với 36 lần 2M cộng 1. Lấy máy tính ra đây, thầy chỉ cho làm cho nó nhanh. Bên này là có 36 lần 2M cộng 1, bên này vui có 100. Như vậy là 36 trừ 100 là còn đúng âm 64 nhân với 2M cộng 1. Nhanh không? Bằng không. Dĩ nhiên là cái chỗ này thì có cái gì nữa, 36 M bình trừ 64 nhân 2, 128 hả? Thôi, 128 M trừ 64, đúng không? Lên máy tính bấm nhanh như trước, mốt 5 chọn 3 đi, 36. Bạn nào thích rút gọn thì rút âm 128 và âm 64. Đây, kết quả nó giả về cho thầy đây, 4. Chả chạy đi đâu sai được, công thức đã chứng minh rõ rành rành. Âm 4/9. Thế là cũng ok. Nhưng mà thầy bảo này, muốn biết có thỏa mãn hay không thì em vẫn phải giải qua cái điều kiện lúc đầu nhé. Chứ giải xong nhỡ biết đâu nó thỏa mãn hay không, nhỡ nó loại hay sao. Cái học cái gì mà chả phải thử lại. Bài trước thì thử lại vào phương trình. Phương trình bậc 3 thì người ta không cần đặt điều kiện gì lắm. Nhưng mà phương trình bậc 4 nó có cái điều kiện sao, bạn không thay vào thì nó cũng không ổn lắm. Chả qua là bài này may mắn thì thỏa mãn cả hai thôi. Đấy, mày sau thầy quyết định thì thôi thì nhớ cái này cho nó nhanh này. Chứ nếu không là chỉnh bài nó lâu phết đấy. Nên là lớp 12 thầy cũng, bạn nào nhớ được thì càng tốt, điểm càng cao. Mà không nhớ thì cũng chả sao, ok. Chúng ta đều đã thông minh hết rồi. Được chưa? Đấy. Kết luận lại một lần nữa là thầy cho chúng ta có hai giá trị M thỏa mãn yêu cầu của bài toán. Đấy, như vậy là kết thúc thành công cái dạng 4 của thầy cho chúng ta ở đây được rồi nhá. Bây giờ các bạn và các em bước vào dạng 5. Dạng 5 thì thầy đề cập đến cái việc đó là tính tổng trong cấp số cộng. Thầy xét riêng một số bài tập về phần tổng, thầy cho vào đây nhé. Về mặt phương pháp làm bài thì không có gì thay đổi, thì ta chỉ cần nhớ một tí tẹo về cái công thức tính tổng. Sn là tổng của n số hạng đầu tiên từ U1 đến UN trong cấp số cộng, đúng không? Chúng ta đang xét trong cấp số cộng đây nhé. Thì công thức tổng của chúng ta, số đầu cộng số cuối nhân số số hạng chia 2. Hoặc thay công thức tổng quát của UN vào đây thì chúng ta nhanh chóng thu được NU1 cộng NN-1 nhân D chia 2. Trong những trường hợp mà nói chung là phù hợp thì chúng ta sẽ sử dụng một trong hai công thức này một cách hợp lý. Nhớ chưa? Thì nhắc lại tí thôi. Trước đó nhắc rồi, bây giờ nhắc thêm lần nữa cho nhớ. Bây giờ chúng ta sẽ làm một số câu mà có thể liên quan đến cái tổng như này. Thầy đề cập thêm. Ngoài cái dạng bài mà người ta đã cho em công thức tổng quát rồi tính tổng bao nhiêu số hạng đầu thì thôi thầy không nói rồi. Thì bây giờ thầy có thể nói thêm một số, bổ sung thêm một số cái nâng cao thêm một tí. Thì bây giờ thầy trò chúng ta sẽ xét sang bài 17. Chẳng hạn, tìm x có liên quan đến tổng cũng rất là hay. Bài này tìm x từ các phương trình sau. Em nhìn thấy một cái tổng chưa? 1, 6, 11, 16, chấm chấm chấm, số cuối cùng là x. Biết tổng này bằng 970. Hỏi, x bằng bao nhiêu? Đấy, hay chưa? Cái dãy thứ hai, x cộng 1, x cộng 4, x cộng 7, chấm chấm, x cộng 28, tổng bằng 155. Biết rằng các cái bác này là một cấp số cộng. Đấy, hỏi x bằng bao nhiêu? Vui không? Nào, bây giờ bạn phải để ý nhá, người ta cho bạn số đầu rồi này, bạn phải thấy rồi này, số cuối bạn thấy chưa? Đây là một cấp số cộng, với công sai là mấy nhỉ? 5, nhìn là biết là 5 rồi. Thì bạn dùng công thức cho thầy là ra hết. Nhớ chưa? Bạn dùng công thức. Bài này bạn có số đầu đây, đây giống số cuối này. Như chưa biết số số hạng, số số hạng đâu đã biết nhỉ? Thế thì chúng ta phải thiết lập số số hạng.
đúng không? Biết công sai rồi, không có nhẽ lại không biết số số hạng. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Nào, chúng ta viết đầy đủ các thông tin về cấp số cộng này. Để nó nói rất rõ là 1611 là cấp số cộng rồi. Cấp số cộng này có số hạng đầu là 1, công sai 5. Tổng này là tổng N số hạng đi thì bằng 970. UN tức là cái số cuối cùng ấy, người ta gọi đây là XC nhá. Chúng ta đã, bài này đang đi tìm cái XC này này. Đúng không? Đúng là tìm cái này không? Tìm cái số XC là cái số UN cuối cùng ấy. Ta áp công thức sau. Thực ra em dùng công thức nào nó cũng đúng hết thôi. Nhưng trong trường này em có thể, nếu mà em biết cả U1, em biết cả D rồi, em dùng công thức này cũng được này. NU1 cộng NN trừ 1 nhân D chia 2. Các em thay hộ thầy 970 chuẩn vào đây. U1 thì bỏ D, D1 rồi. Đây N, NN trừ 1, D bằng 5. Úi dồi, giải phương trình này. Giải phương trình này một phát là mình tìm được N ngay. Chúng ta nhớ chọn N nguyên dương nhé. Đấy. Nhân chéo là 1940. Nhân chéo 2N. Chỗ này là 5N bình chứ 5N. Nhanh như chớp chúng ta giải được đó là N bằng 20. Thầy chỉ viết cho mình cái kết quả đẹp thôi, cái kết quả âm với cả cái kết quả xấu thì thầy bỏ rồi. Vì theo điều kiện này mà, N nguyên dương. Từ khi có N rồi, các em dễ dàng tìm ra được cái UN, tức là cái XC ấy. Như vậy, cấp số cộng này là tổng, là cái tổng này này, là tổng của 20 số hạng. Vậy XC này chính là số hạng thứ 2, 20. Các em dễ dàng có 20 thì bằng U1 cộng 19 lần D. Như vậy các em có 96. Như vậy công việc cuối cùng của bạn là bạn phải xem là cái x này nó thuộc số hạng thứ mấy rồi. Bạn lợi dụng thông qua việc tính tổng là bạn sẽ tìm được nốt ký N thôi. Thế là xong nhé. Còn ngoài ra ấy, bạn nào mà thích dùng cái công thức U1 cộng UN nhân N chia 2 nhưng mà nó vẫn hơi vướng ở cái chỗ N. Nếu dùng U1 cộng UN thì lúc này em cứ coi như là UN là x đi. Nhưng mà số số hạng là N được bằng bao nhiêu thì em không biết. Tìm x nhưng mà chúng ta chưa biết số số hạng bằng n, nên trong trường này dùng công thức này tìm ra n thì là ok hơn. Đấy, câu A làm như thế rồi câu B làm tương tự. Tổng của các cái bác x cộng 1, x cộng 4 thì ta đoán được ra ngay công sai rồi. Công sai là sau trừ trước là bằng công sai là 3. Đây là cấp số cộng. U1 là x cộng 1, công sai 3. Tổng coi như đây là n số hạng nào đó thì đây là tổng 155. UN của chúng ta là x cộng 28. Các thông số đều đã rất rõ ràng. Bây giờ ta thiết lập công thức tính tổng. Thầy bảo này, trong trường hợp này người ta cho em U1, người ta lại cho em D rồi, và người ta lại có UN. Như vậy à, bài này chúng ta thiết lập công thức tính số hạng tổng quát cũng được. Vì UN bằng U1 cộng N trừ 1 lần D. Khi mà chúng ta thay U1 và UN vào đây thì các em sẽ dễ dàng giải được ra cái mối liên hệ. Thì cái UN, và rất may mắn bài này là cái XC được nó mất luôn khi chúng ta lắp vào công thức này. Muốn tìm ra D thì người ta, à muốn tìm ra N thì người ta nhanh chóng lấy UN trừ U1 được bao nhiêu, người ta chia cho N trừ 1 đấy. Như vậy khi mà các em thay các cái thông số này vào đây thì XC nó đã bị rút gọn hết rồi. Thì bài này may mắn là ta giải ra N bằng 10 là nhanh chóng. Ok không? Được chưa? Em thực ra em dùng công thức nào trước cũng được, nhưng mà trong trường hợp này thì chúng ta thấy rằng hai cái này nó giống nhau, nó trừ cho nhau rồi chia cho số khoảng cách nó ra công sai. À, công sai có rồi, ra N. Bài này dễ dàng tìm ra N. Sau đó theo cái công thức tính tổng thì bài này khi tìm được N bằng 10 có nghĩa rằng là bài này có 10 số hạng. Như vậy chúng ta có thiết lập công thức tính S10 thì thầy dùng công thức này cũng được. U1 cộng U10 nhân 10 chia 2 thì ta tìm ra bằng 155. Đúng không? Thì em lắp U1 vào, em lắp U10 vào thì kiểu gì cũng sẽ tìm được x thôi. Đúng không? U1 là x cộng 1, U10 thì là x cộng 28. 10 chỗ này chia 2 là 5. Các em nhớ lấy 155 chia bỏ 5 đi còn 31. Thì em giải ra x bằng 1 là rất ok. Rất đơn giản. Nhớ chưa, ta giải ra x bằng 1. Như vậy trong quá trình làm mà kem kết hợp linh hoạt giữa hai công thức, đó là công thức số hạng tổng quát và công thức tính tổng. Nhớ là em phải tìm được xem cái số hạng cái bài này. Vui cái là cái xì nó lại không phải nằm ở cuối nữa, mà nó lại nằm trải dài tất cả trong các số hạng.
Nên bài này mình dùng công thức số hạng tổng quát trước thì là nhanh nhất. Hiểu chưa? Khi trong quá trình làm, bạn chỉ cần làm sao mà kết hợp khéo léo giữa hai cái biểu thức tính toán là được. Kiểu gì xong bạn cũng tìm được thôi. Đấy là bài số 17. Đấy, bài 17 là kết thúc thành công. Thầy cho chúng ta chuyển đến bài 18. Một vài cái bài trong thực tế, không chỉ những cái bài trong hình học như là góc, cạnh, tam giác, mà những cái bài theo kiểu như là bài toán xếp ghế trong hội trường, hoặc là bài toán trồng cây ở theo từng hàng, được chưa? Nó cũng liên quan đến cái việc tổng cấp số cộng rất là hay nhé. Các em có thể đọc đề. Người ta cho một hội trường có 10 dãy ghế, biết rằng mỗi một dãy ghế sau thì nhiều hơn dãy ghế trước là 20 ghế, dãy sau cùng có 280 ghế. Hội trường này có tất cả bao nhiêu ghế? À, dãy sau nhiều hơn dãy trước 20 là ý muốn nói là mỗi một dãy là một cái số hạng U, thì công sai chính là 20. UN đã cho là 280. N bằng 10 dãy, cộng tất cả ghế của các dãy lại thì ra tổng bằng 280 ghế. À nhầm, tổng bài này đang cần tính, quên mất. Như vậy bài này đang cần tính tổng của ghế của tất cả các dãy. Mỗi một dãy là một U, hơn kém nhau 20. Vậy thầy trò chúng ta ghi lời giải rất đơn giản. Số ghế ngồi ở mỗi dãy rõ ràng lập thành một cấp số cộng UN nào đó. Công sai là 20, vì cứ dãy sau nhiều hơn dãy trước 20. UN là 280, đây là dãy sau cùng, ta gọi UN. 10 dãy, N bằng 10, thiết lập công thức ta có như sau. UN thì bằng U1 cộng N trừ 1 nhân D. Em lắp vào đây thì bài này em sẽ dễ dàng tìm được ra U1, vì U1 người ta chưa cho, người ta cho UN rồi. Thì em tìm được U1 bằng 100. Từ khi có U1 bằng 100 thì bây giờ em tính tổng thì rất đơn giản. Tổng số ghế cả hội trường chính là tổng của 10 số hạng đầu trong cái cấp số cộng này. Mà cấp số cộng này nó chỉ có 10 số. Ta sẽ có U1 cộng U10 nhân 10 chia 2, các em lắp vào đây là chuẩn. U1 là 100, UN là U10 đấy. 208, các em thay vào đây thì ra 1900 ghế. Như vậy muốn tính được cái tổng này thì rõ ràng người ta cho UN, cho công sai. Thì em phải nhớ là tính được U1. Thế thôi, rất đơn giản thôi. Xong lắp vào công thức tính. Ok nhỉ? Như vậy trong mỗi những cái bài toán này thì bao giờ em cũng sẽ phải biết ít nhất là 3 thông số. 3 trong 5 thông số chúng ta đã học ấy, thì kiểu gì chúng ta cũng sẽ tính được nốt các thông số còn lại. Đúng không? 3 thông số. Bài 18 là kết thúc thành công, một trong những cái bài liên quan đến thực tế. Về sau người ta có thể đổi đi. Một cái vườn cây mà người ta trồng cây, ngày hội trồng cây người ta trồng thành nhiều hàng. Hàng trước người ta trồng một cây, hàng sau người ta trồng hai cây, hàng thứ N người ta trồng N cây, hỏi đã trồng bao nhiêu cây. Ồ, cũng chỉ là tính tổng thôi. Đúng không? Làm tương tự thế này này. Bài kiểm tra kiểu gì cũng có những cái câu mà hỏi kiểu thế này đấy nhé. Vui không? Chà, rồi. Chúng ta đến với bài số 19. Bài 19 cũng là một câu mà thầy đánh giá rất là hay. Một cấp số cộng người ta cho U4 cộng U97 bằng 101. Câu hỏi tính tổng 100 số hạng đầu tiên. Nhiều bạn thắc mắc bảo quái nhỉ. Nó cho cái thông tin U4 với U97 vào đây mà nó không có U1, cũng chả có D, làm sao mình làm nhỉ? Bài này là một cái bài rất hay. Không nhất thiết phải tìm rõ U1, U, D hay là số hạng tổng quát ở đây đâu. Em hãy cùng khai thác xem dữ kiện này người ta cho có ý nghĩa gì. Theo giả thiết đề nói như thế này, ta thử phân tích theo U1 và D, ta thấy như sau. U1 cộng 3D, U1 cộng 96D bằng 101. Chúng ta lại đang cần U100. Các em có nhớ là tổng 100 số hạng thì phải là U1 cộng U100 chứ, nhân với 50 cặp. À, thì tự nhiên ở đây chúng ta lại lóe lên trong đầu để nghĩ ra một cái việc rất hay. Đó là chúng ta giữ U1 này, U1 này ta để đây. Đây là 99 lần D. 99 lần D. Các em công nhận không? U1 cộng 99 lần D chả là U100 còn gì nữa. U1 cộng U100 chính nó bằng 101. Thế thì hóa ra bài này chúng ta không cần nhất thiết tìm rõ U1 vào đây đâu. Mà dữ kiện này đã cho rất đầy đủ rồi. Từ đây thầy cho chúng ta tính được tổng. Tổng 1 và 100 rồi nhân với 100 chia 2. Thì chúng ta lại ra kết quả là 5050 dễ dàng. Đây là một câu hỏi rất hay. Chắc chắn về sau là nếu mà tính tổng, người ta sẽ cho rơi vào trong kiểu hỏi thi các em nhé. Câu này rất hay đấy. Mà chả cần phải nhất thiết tìm ra U1 vào đây. Như vậy,
Có nhiều bạn ấy, hoặc là em cũng có thể chưa cần phải phân tích dữ kiện này, các em đi từ tổng trước cũng được. Khi các em phân tích tổng thì kiểu gì tí nữa các em cũng sẽ gặp cái này. Thầy đảm bảo là tí nữa các em phân tích cái tổng này xong, kiểu gì tí nữa em cũng sẽ gặp 2U1 cộng 99D. Em đi con đường nào kiểu gì chúng cũng gặp nhau, kiểu gì chúng mình gặp nhau. Nhưng mà thầy hay làm từ giả thiết, từ đó thầy suy và kết luận. Có nhiều bạn ấy, bạn đi làm từ cái này, bạn đi thấy sau khi mà phân tích cái tổng này xong, nó lại quay trở về cái giả thiết. Một trong những cái nhận xét nữa mà thầy cho chúng ta có thể rút ra kinh nghiệm, đó là các cặp chỉ số bằng nhau thì nó có tổng bằng nhau. U4 cộng với U97 thì nó cũng sẽ bằng với U1 cộng U100, tổng ra 101. Đúng rồi, một cấp số cộng này, U1, U2, U3, U4, các em đều biết thừa rồi. Giả sử tôi có một cấp số cộng là 1, 2, 3, 4, các em luôn có U1 cộng U4 thì bằng U2 cộng U3. Úi dồi, hè thế. Tổng chỉ số chỗ này nó bằng nhau này, 1, 4, 5, 2, 3, 5. Như vậy mày kia nhá, em bắt được cái mẹo này rồi thì về so, úi dồi ôi, làm nó dễ lắm. Đúng không? Thí dụ như là mai kia người ta đổi đề đi, người ta bảo là U5 cộng U96, chúng ta lại sợ. U5 cộng U96 thì nó cũng thế, nó chả khác gì nhau. 5 cộng 96 lại chả khác gì là 101, đằng nào mình chả cần phải tính. 1 cộng 100, hiểu không? Khi hiểu vấn đề rồi thì chả có cái gì lừa được mình nữa. Đấy. À, câu 19, một câu rất hay, kết thúc thành công. Em làm cho thầy bài 20. Lập công thức số hạng tổng quát của một cấp số cộng UN, biết rằng tổng SN số hạng bằng âm 2N bình cộng 5N với N nguyên dương. Bài rất hay. Mọi khi ý, là người ta cho số hạng tổng quát rồi, các em ngồi em tính tổng không sao, đây người ta lại cho cái tổng rồi đấy. Bây giờ hỏi thử có biết được cái số hạng tổng quát không. Thì SN này em hiểu rằng là đây là tổng N số hạng đầu tiên. Thế thì thầy bảo nhá, chúng ta sẽ lần lượt cho N bằng 1 và N bằng 2. Cho N bằng 1 thì chúng ta sẽ có tổng của một số hạng đầu tiên, hay chính là U1. Nếu chúng ta cho N bằng 2 thì chính là tổng của hai số hạng đầu tiên, tức là U1 cộng U2. Các em nhớ chưa? Thế thì chúng ta sẽ lấy cái mối quan hệ giữa tổng 1 và tổng 2 này để chúng ta tìm ra cái công sai. Thì chúng ta sẽ thành lập bài này như sau. Tổng có một số hạng chẳng hạn, thì lúc này cái tổng này mới chỉ có U1 thôi. Các em có thấy điều này không? Chúng ta lắp 1 vào đây, các em được 3. Có nghĩa là cái tổng này gián tiếp là cho biết U1. Thay 2 vào, các em sẽ có tổng hai số hạng. Em thay 2 vào đây. Thay 2 vào đây này. À, N bằng 2 vào đây. À, em được 2. Thì chúng ta lại biết tổng U1, U2 và chúng ta biết U1 rồi. À, lắp vào đây. Người ta lại tìm ra U2. Như vậy, khi người ta cho tổng N số hạng, chúng ta sẽ tính tổng 1, tổng 2 thôi. Rất đơn giản. Từ tổng 1, tổng 2, ta dễ dàng ta tính được rõ U1, U2. Ta trừ đi nhau và ta ra D ấy mà. Công sai chỉ là lấy sau trừ trước, U sau trừ U trước. Chứ không phải là bằng S2 trừ S1 đâu nhé. Chưa chắc đâu. Các em cẩn thận. Nếu mà các em lại lấy S2 trừ S1 thì nó lại ra mất U2 đấy. Hiểu chưa? Đây là SC không phải là U đâu nhé. Đây, như vậy cái tổng người ta đã khai thác được để tìm được ra công sai rồi. Thì bây giờ biết U1 chưa? Biết D chưa? Thì chúng ta có tính được UN không? Công thức đây. Quá dễ. U1 lắp vào. Công sai âm 4 viết đằng trước đi. Trừ 4N cộng 7 đúng không? Trừ 4N cộng 7. Rất là ok. Đây cũng là một cái bài rất là hay. Nhiều bạn không dễ đâu, nhiều bạn cứ bảo quái thầy ơi cho tổng mãi em không hiểu. Được chưa? Lợi dụng cái tổng ấy với các giá trị đặc biệt 1, 2. Và nhớ là S2 của em thì phải là tổng hai số hạng nhé. Nhớ chưa? À. Bài 20 kết thúc thành công và cũng coi như là chúng ta đã học xong dạng 5 một số cái bài toán hay liên quan đến cái việc tính tổng trong cấp số cộng. Các em yêu quý, chúng ta vào cái dạng cuối cùng, đó là dạng 6. Dạng này cũng hơi nâng cao hơn một tí, dành cho những cái bạn mà học giỏi hơn và điểm nâng cao hơn này. Áp dụng cấp số cộng để xác định dãy số, tức là xác định công thức tổng quát của dãy số và chứng minh một vài hệ thức nào đó có liên quan đến cấp số cộng. Các em thân mến, thầy có dặn dò với các em, cái dạng bài mà tìm công thức tổng quát của dãy số là một trong những cái bài toán rất hay và đa dạng, phức tạp. Ở trong tiết học về dãy số thì thầy trò chúng ta đã học cái phần ý rất là nhiều rồi. Nhưng đến khi các em học cấp số cộng, cấp số nhân thì nó sẽ tiếp tục được vận dụng để tìm ra dãy số nữa. Tức là học tiếp qua cái này vẫn có thể quay ngược trở lại để tiếp tục áp dụng lại dành cho cái việc tìm công thức tổng quát của cấp số cộng. Đây là một trong những cái bài có thể nói là rất hay. Chúng ta lấy giả sử một cái bài này chẳng hạn.
Đây. Có một cái dãy số UN được xác định bởi cái kiểu này người ta gọi là hệ thức truy hồi các em học rồi. U1 bằng 3. UN thì bằng UN trừ 1 chia cho 2 lần UN trừ 1 cộng 1. Bắt đầu tính thứ hai đổi đi, tìm công thức của số hạng tổng quát. Dĩ nhiên là cái này khó rồi, chúng ta không có phương pháp thì chả bao giờ làm được. Nhưng phương pháp thì nó lại không hằng định, vì mỗi một dạng khác nhau, cái cách làm nó cũng khác nhau. Em phải công nhận điều này cho. Đó, chính vì thế thầy sẽ đưa ra một ví dụ mẫu này thôi để các em hiểu cách làm. Cái mối liên hệ này đầu tiên các em nhìn thấy rất khó, không dễ biến đổi được. Thế giờ cách làm của người ta sẽ làm như sau. Đầu tiên, người ta nhận thấy rằng các số hạng của dãy số UN này thì đều là dương. Em nhìn này. UN trừ 1 chia cho 2 lần UN trừ 1 cộng 1. Mà U1 lại bằng 3. U1 bằng 3. Khi em muốn tìm U2 đúng không? Em sẽ bỏ U1 vào đây, bỏ vào đây thì chắc chắn toàn dương rồi. Chúng ta chứng tỏ được các số hạng đều dương. Người ta đặt một cái dãy phụ là một cái dãy VN nào đó bằng 1 chia UN. Đấy, các cái bước này mới là cái bước khó. Cái phương pháp này nó không hằng định đâu, tùy bài đấy. Ở trong bài dãy số thì thầy dạy các em đặt một hướng khác trong bài này. Khi mà một cái mẹo nhận ra là khi các em nhận thấy mà nó có dạng phân thức nhé. Dạng này, thầy trong cái phần các bài toán tổng quát về công thức tổng quát ấy, thì các em có thể chưa gặp các cái dạng này đâu. Đúng không? Các em chưa gặp mấy khi gặp cái phân thức này. Thì người ta sẽ lấy nghịch đảo phân thức này để người ta thực hiện được phép chia. Em thấy không? Lấy nghịch đảo phân thức và thực hiện được phép chia. Các em chia xuống thì các em sẽ còn 2 cộng với 1 trên UN trừ 1. Và đến đây người ta phát hiện ra vấn đề. Nếu như VN được quy ước là một dãy phụ đặt ra ứng với 1 trên UN, thì 1 chia UN trừ 1 ứng với dãy, đó là dãy VN trừ 1. Nó đối ứng với nhau. Từ đây người ta nhận ra đó chính là VN bằng VN trừ 1 cộng 2. Chúng ta đã đổi được dãy ban đầu về một cái dãy khác. Dãy VN này có dạng là một cấp số cộng. Đây, người đi sau thì bằng người đi trước cộng thêm 2 đơn vị. Thì chả là đây VN là một cấp số cộng không? Như vậy người ta lại rút ra một điều, đó là có một dãy số nào đó sau khi thực hiện cái phép chia thì đặt cái thành phần nghịch đảo này là VN thì tự nhiên chúng lại hóa thành một cấp số cộng. Như đây là dãy phụ nhé. Được chưa? Thế mới bảo là những cái dạng này là khó, vì sao người ta còn ô thi học sinh giỏi ấy chứ. Nó không có một cái hằng định lắm đâu. Đây là thầy lấy một cái ví dụ mẫu cho em để em hiểu rằng là có thể làm được như thế này đấy. VN là một cấp số cộng. V1 tương ứng với 1 chia U1. Thế thì lúc nãy U1 người ta cho bằng 3 thì em sẽ có 1 phần 3. Công sai D bằng 2. Chúng ta nhìn từ cái công thức rồi, ta biết rồi. Xin nhắc lại một lần nữa nhé, các em nhìn vào công thức này em đã thấy ngay này. VN thì bằng VN trừ 1 cộng với 2 đơn vị, như chúng ta đoán ra đây cấp số cộng rồi. Từ đây, do là cấp số cộng, các em thiết lập được VN bằng V1 cộng N trừ 1 lần D. Các em lắp các thông số vào đây, em giải được ra VN bằng 2N trừ 5 phần 3. Các em quy đồng nhân chéo lên thì tự nhiên ta được là 6N trừ 5 trên 3. Đây thực sự là một cấp số cộng. Từ khi có VN rồi, các em lấy nghịch đảo dậy để tìm ra UN là xong. Thì chúng ta sẽ còn là 3 chia cho 6N chứ 5. Có thấy cái này khó hơn không? À, khó nha. Khó phết đấy, không dễ đâu. Được chưa? Rồi. Như vậy đây là một trong những cái bài mà minh họa mẫu mực dành cho cái bài mà áp dụng công số cộng để tìm ra số hạng tổng quát của một số dãy đặc biệt rất hay. Sử dụng phương pháp nghịch đảo. Lại học được thêm một phương pháp mới nữa, đúng không? Để sau thấy dạng nào tương tự thì cứ thế mà làm thôi. Được chưa nào? Các bạn và các em bước đến bài tập số 22. Bài này còn hay hơn đấy, và còn dĩ nhiên nó còn phải khó hơn rồi. Những bài này thầy đều dẫn cho em hệ thức truy hồi. Hơi khó thế nhá. U1 bằng 1. U thứ N cộng 1 thì bằng căn bậc 2 của UN bình cộng 2. Đây cũng là một hệ thức truy hồi. Một mối liên hệ giữa người đi sau và người đi trước. Dĩ nhiên mới đầu thì nó ra bất quy tắc, em chưa nhìn ra công thức tổng quát được. Hơi khó. Câu A, chứng minh có một dãy VN nào đó với công thức VN bằng UN bình, N bắt đầu từ 1 trở đi là một cấp số cộng. Xác định số hạng tổng quát của dãy VN này. Câu B, từ câu A hãy tìm ra công thức tổng quát của dãy UN. Cuối cùng,
tính tổng SC bằng U1 bình đến U1001 bình. Thế thì bây giờ nhé, bạn phải hiểu rằng là câu A ấy, là người ta đã làm mồi cho bạn để làm câu B rồi. Cái việc mà tự nhiên đặt ra nghịch đảo với các em ấy, giống như bài trước ấy, nó không phải là một cái bước quá dễ. Chả qua trong bài trước, lần sau gặp cái phân thức muốn chia được thì người ta sẽ đặt nghịch đảo trong trường hợp ý thì người ta mới chia thôi. Trong trường hợp này, để tránh cái việc tìm dãy phụ, tức là tìm cái dãy VN mà cảm giác bị khó, thì người ta sẽ láng máng, người ta gợi ý cho em ở bước đầu là bạn hãy đặt một dãy phụ VN bằng UN bình, thì tí nữa bạn sẽ tìm được cái công thức tổng quát nhanh chóng. Bây giờ chúng ta làm theo đúng yêu cầu người ta đặt ra, người ta đã gợi ý cho mình đây rồi, đúng không? Thì chúng ta xét cho thầy dãy VN bằng UN bình phương và chứng minh nó là một cấp số cộng, thì chúng ta làm như sau. Nào, thầy chép lại đề bài như cũ với yêu cầu đặt ra như thế này. Bây giờ ta xét dãy VN. Từ giả thiết bài toán đưa ra thì chúng ta sẽ có ngay đó là bình phương hai cái này lên, cái này dương mà, bình phương thoải mái. Các số hạng đều dương, em có thể ghi thêm trong bài này là các cái U này đều dương nên bình phương thoải mái. Cái này UN cộng 1 bình lên thì bằng UN bình cộng 2. Thế thì từ đây, theo giả thiết nói, đặt một cái dãy VN bằng UN bình. VN thì ứng với dãy UN bình. Đây, VN ứng với dãy UN bình. Thì từ đây các em suy ra dãy VN cộng 1 sẽ phải ứng với, đây, thầy chỉ cho nhá, này nhìn đến bảng đây. Nếu VN là UN bình thì UN cộng 1 bình ứng với V thứ N cộng 1. Đây, đây N, N. Thì đây N cộng 1, thì đây N cộng 1 thôi. Hiểu không? Rồi. Thế thì chúng ta suy ra ngay, à, VN cộng 1 bằng VN rồi cộng với 2. Đây là dạng thức cấp số cộng. Người đi sau bằng người đi trước cộng 2 đơn vị. Quá chuẩn, thông minh quá. Từ đây ta nói, nó đúng là một cấp số cộng thật. V1 tìm được chính là bằng U1 bình. Và các em nhớ lúc nãy đề cho U1 bằng 1, các em lắp vào đây thì nó cũng được 1 thôi. Công sai D bằng 2. Ừ, 2 này. Khó hơn không? Khó hơn rồi đấy. Nhìn không dễ đâu. Được chưa? Thế thì chúng ta tìm được số hạng tổng quát VN là V1 cộng N trừ 1 nhân D. Các em rút gọn ra thì em được 2N trừ 1 thôi. Hay không? Vận dụng tính chất liên hệ từ hệ thức truy hồi liên quan cấp số cộng mới vui. Những cái bài này thực ra thì nói là nâng cao, nhưng mà đối với những cái bạn học khá khá một tí thấy nó cũng bình thường thôi. Có điều là ít gặp thôi. B. Tìm số hạng tổng quát của UN thông qua câu A. Từ câu A, các em đã nhận thấy rằng là dãy UN và VN đều dương với mọi N lớn bằng 1. Đấy, UN toàn căn này, mà VN lúc nãy là 2N trừ 1. Toàn dương hết. Đây. Lúc nãy ta đã chứng minh được VN bằng UN bình. Chúng ta dễ dàng rút được UN ra bằng căn bậc 2 của VN và bằng căn của 2N trừ 1. Đấy. Như vậy, bản chất của câu A là người ta đã thiết lập dãy phụ hộ mình để mình rút ra VN nhanh chóng. Còn nếu như người ta không thiết lập hộ mình thì mình phải tự nghĩ ra được cái bước bình phương ở bài trước và đặt ra một dãy phụ. Như vậy mỗi một bài, cái việc đặt ra dãy phụ không hề dễ tí nào. Bài này chúng ta đã tìm được ra số hạng tổng quát UN, khai căn một cái là ra căn của 2N trừ 1. Thế đã xong, rất là ok. Các em hiểu chưa nào? Câu C nhé, cái này hiểu rồi đúng không? Hiểu rồi này. Câu C là cái bài tính tổng. Em nhìn cái tổng này, tổng người ta đặt ra là U1 bình cộng U2 bình. Cái gì mà toàn bình mới sợ chứ. Mà trong cấp số cộng của mình làm gì có mấy cái bình này. Thế thì chúng ta mới phải sử dụng dãy phụ. Rõ ràng theo tính chất bài trước, VN thì ứng với UN bình. Như vậy mỗi một cái UN bình thì ứng với VN. Chúng ta sẽ có bản chất cái tổng này chỉ là từ V1 đến V1001 mà thôi. Thế thì đưa cái tổng bình này trở về cái tổng không có bình, thì cái dãy không có bình lúc nãy chúng ta ứng với cái dãy VN. Đây chính là tổng của 1001 số hạng trong một cấp số cộng. À, thế may quá. Thế thì chúng ta áp dụng luôn công thức tính tổng nhanh chóng. V1 cộng V1001 nhân số hạng chia 2. V1 bằng 1, V1001 thì bằng 2 n trừ 1 mà. Lúc nãy là VN bằng 2N trừ 1. Các em sẽ có 2 nhân 1001 trừ 1. Tính ra là bằng 1.002.101. Úi dồi ôi. Sợ không? Sợ chưa?
Đấy, như vậy là bài 22 này là cũng là một trong những cái bài rất hết sức là hay liên quan đến cái việc đó là áp dụng tính chất của dãy số để chứng minh một vài cái điều gì đó liên quan đến cấp số cộng. Đây, áp dụng cấp số cộng để xác định dãy số, đồng thời là chứng minh một vài các cái điều hay liên quan đến cấp số cộng, đúng không em? Đó, rất là hay. Hiểu chưa? Rồi, các bạn em yêu quý, như vậy bài số 22 này là coi như là chúng ta kết thúc thành công cái dạng bài này ở đây được rồi. Và cũng đã khép lại cái phần học về cấp số cộng của các em ở đây. Bài này thầy đã cố gắng chữa chi tiết cẩn thận từ dễ đến khó rồi. Kể cả những cái dạng nào nâng cao nhất thì đều đã chú ý với các em. Mong là các em sẽ để ý cẩn thận và về sau ôn thi đạt được điểm cao các em nhé. Được chưa nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ có một số cái bài tập về nhà các em làm cho thầy, được chưa? Các em yêu quý, bây giờ chúng ta sẽ có một số cái bài tập tự luyện như thế này. Về nhà các em làm bài nhé, hoàn toàn tương tự như các cái bài mẫu ở trong các tiết học mà thầy trò chúng ta đã làm rồi. Thứ nhất, đó là xác định chứng minh tìm số hạng đầu cũng như công sai của một số cái dãy số. Nếu mà là cấp số cộng thì em tìm hộ thầy hai thông số nhé. Còn những cái nào không phải là cấp số cộng thì em có thể bỏ qua, nhớ chưa? Đó là chỗ này chúng ta có rất nhiều bài rất là đa dạng này, chúng ta nhớ để ý kỹ từng dạng thức thầy đầu cho rồi. Đây bài 1 nhé. Bài 2 là cho một vài cái thông tin về cấp số cộng. Đây, người ta đã cho một số thông tin đây rồi. Các em tìm cấp số cộng đó có nghĩa là em ngồi em liệt kê ra đầy đủ hộ thầy các cái số hạng này là gì. Các cái thông tin rất là dễ. Chúng ta để ý chọn cách làm nào cho khéo léo nhé. Và đơn giản thôi. Cái dễ lắm. Đây là bài 2. Bài 3. Tính tổng 23 số hạng đầu có liên quan đến một cái hệ thức đã cho. Cái dạng thức mà 2 cộng 22 bằng 23 cộng 1 đều bằng 24. Cái dạng này là quen rồi. Cho bài mẫu có. Bài 4. Tìm số hạng đầu và công sai của một số cái cấp số cộng sau đây đã cho rồi. Ở đây thầy cho rất đa dạng. Rất là nhiều bài. Từ tổng này, tích này, bình phương, lập phương có hết. Đây có chứa tổng này. Nói chung là thầy đã tìm tòi suy nghĩ cẩn thận rồi. Các em cứ thế mà làm thôi. Làm sao làm được ra kết quả. Cái này cũng có bài mẫu hết rồi. Làm ăn cẩn thận là được. Bài số 5, bài tìm x liên quan đến tổng. Cái này chúng ta có bài mẫu, làm cẩn thận nhé. Đây. Mỗi bài thầy cho lại một cái luyện tập cho nó nhớ. Bài 6, cái dạng bài mà có 4 số hạng đây, mà tổng các bình phương cho rồi. Bài này chúng ta xem về làm cái cách giải nhanh của thầy một tí nhé. Được chưa? Những cái dạng bài mà từ 4, 5 số hạng trở đi, chúng ta xem về nhà cái cách giải nhanh của thầy. Bài 7, tính một số tổng có dạng đặc biệt. Thầy gợi ý một tí, hai cái tổng đầu thì dễ. Các em nhìn ra quy luật rồi và sẽ có các cái thông số U1 và D cho các em làm. Nhưng mà cái câu cuối này thầy gợi ý là đây đều là các cái tổng. Các cái tổng này nó đều là các hiệu hai bình phương liên tiếp này. 100 bình trừ 99 bình, 98 bình trừ 97 bình. Thì thầy xin mời các em phân tích các hằng thức này ra nhé. Bản chất đây chính là 100 trừ 99 nhân 100 cộng 99 thôi. Thì rất là vui là 100 trừ 99 thì nó lại luôn bằng 1. Như vậy là nó kiểu gì nó bỏ. 98 trừ 97 thì luôn luôn bằng 1. Như vậy các tổng này chỉ còn có mỗi là 100 cộng 99 rồi lại cộng 98 cộng 97 mà thôi. Đây là cái tổng cũng là về sau cũng phát hiện ra là cũng là một cấp số cộng. Đều dễ cả. Người ta lừa các em một tí thôi, nhớ tính toán cẩn thận nhé. Đây hẳn thức ý mà. Bài 8. Có hay không tồn tại một tam giác mà số đo ba cạnh cùng với chu vi của nó có tạo thành cấp số cộng không? Bên này các em sử dụng xem sử dụng giả thiết phản chứng nhé. Cứ giả sử, sử dụng giả sử là cứ giả sử là lập được các cạnh và chu vi của nó lập thành 4 số mà có thể lập, cứ giả sử là lập được cấp số cộng đi. Sau đó em sẽ chứng minh được là vô lý. Thì chúng ta sẽ không có cái tam giác như vậy. Thầy gợi ý như thế. Chứng minh, sử dụng chứng minh vô lý nhé. Được chưa? Bài 9 là một số cái bài toán mà kết hợp sử dụng các cái tính chất của 3 số ABC khi lập thành cấp số cộng. Các em thử biến đổi từ trái qua phải thế nào đó. Em nhớ sử dụng cái giả thiết cấp số cộng là A cộng C bằng 2 lần B nhé. Các em sử dụng thêm giả thiết đó, em sẽ chứng minh được một số cái này. Thầy dành thêm cho các em về nhà làm thôi. Sử dụng tính chất là làm được thôi. Ok, dễ lắm. Vừa rồi là bài 9, đây bài 10, 11. Các bài này đều là những cái bài mà sử dụng thêm tính chất của các cái bộ số, bộ ba số liên quan đến cấp số cộng. Các em nhớ là từ cái này
các em khai thác xem được giả thiết gì, sau đó các em xem điều cần phải chứng minh của cái bộ này là gì, tức là chúng ta đang cần chứng minh bộ này thành cấp số cộng thì ta lại phải chứng minh cái này cộng cái này bằng hai lần cái giữa, các em kết hợp với cái giả thiết đề người ta cho rồi xem có đúng là chúng thành lập cấp số cộng không. Đấy, cái này rất là đa dạng, đây là phân thức này. Những cái bài này sẽ tăng thêm điểm 9-10, nâng cao cho các em thêm đấy. Nếu bạn nào mà để ý, thì chỗ này tự suy nghĩ là làm được thôi. 12. Tìm M để phương trình có 3 nghiệm lập thành cấp số cộng. Bài này tương tự bài mẫu của thầy, em thích dùng cách nào cũng được. Dùng công thức giải nhanh cũng được, hoặc là dùng giải từ từ cũng được. Nhưng mà nhớ phải thử lại nhé. Cái này phải thử lại, chưa biết được nó có thỏa mãn hay không đâu đấy, coi chừng đấy. Được chưa? 13. Đây phương trình bậc 4. Được chưa? Phương trình trùng phương. Hoặc là dùng công thức giải nhanh hoặc là gì cũng được, miễn sao đưa ra kết quả thuận lợi là được. Đây 13 rồi 14. 14 và 15. Câu này thì sử dụng cái dạng thức mẫu liên quan đến cấp số cộng, sử dụng dãy phụ VN, thầy đã dạy rồi nhé. Còn 15 là một câu liên quan hơi một tí lượng giác, hệ thức lượng nhỉ. Ba cạnh lập thành cấp số cộng thì hỏi sin của ba góc đối ứng này. Đây, nó có tạo thành cấp số cộng không? Thì nó là có này. Nhưng mà bây giờ bạn phải về chứng minh tại sao nó có. Bài này nó hơi lượng giác tí, hơi khó đấy nhá. Chứng minh cái này cộng cái này bằng hai lần cái kia, rồi bài này phải về nhà học thêm một số tí tẹo về công thức lượng giác, cái gì tổng thành tích nhỉ? Gì đó, về nhà thử tự suy nghĩ thêm xem có chứng minh được không. Làm được thêm mấy câu này nữa là 10 đấy. Được chưa? 10 luôn đấy. Thì thầy để phần cho các em để tăng thêm tính đa dạng. Các em yêu quý, như vậy tiết học cấp số cộng thứ hai của thầy trò chúng ta kết thúc thành công ở đây. Một lần nữa, thầy cảm ơn tất cả các bạn và các em đã luôn theo dõi bài giảng của thầy. Trong phần này của thầy trò chúng ta đã học được, hỏi được thêm rất nhiều các kinh nghiệm, đúng không nhỉ? Rất nhiều các kiến thức mà thầy đã bày cho. Và thầy đảm bảo rằng là chỉ cần học như thế này thôi là cái điểm 9-10 của các em đã rất là cao rồi đấy, được chưa? Thầy xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn và các em. Hẹn gặp các em trong bài giảng tiếp theo. Xin chào các em.